Anh phó cầm đèn pin chiếu vào bên trong căn hầm chú ẩn, thấy được bóng mở ở bên trong thì bỗng nhiên cảm thấy mừng rỡ không sao diễn tả hết được. Dưới ánh sáng của đèn pin chỉ thấy được ở dưới hầm trú ẩn có bóng dáng của của một người phụ nữ, trên người mặc quần áo đắt tiền, nhìn dáng vẻ thì có lẽ khoảng hơn 30 tuổi, đang ngồi trốn ở trong góc phòng mà run dày. Con mẹ nó còn tưởng rằng là to gan lớn mật đến như thế nào, náo loạn nửa ngày nhưng hóa ra là cũng biết sợ đấy nhỉ. Anh Phó nhìn người phụ nữ đang co người trong hầm trú ẩn mà cười bật lên một tiếng, anh ta đoán rằng người phụ nữ này có lẽ chính là Tiêu Đông Mai rồi. Hoàng Thiên cũng vội vàng tiến lên nhìn vào phía bên trong hầm trú ẩn, dựa theo ánh sáng của đèn pin, Hoàng Thiên có thể thấy rõ được dáng người và vẻ ngoài đặc biệt của người phụ nữ ở trong góc kia, đúng thật là Tiêu Đông Meo, đúng thật là ông trời không phụ lòng người, bỏ công sức ra thì nhất định sẽ được đền đáp mà. Cuối cùng cũng có thể bắt được Tiêu Đông Mai rồi. Trong lòng Hoàng Thiên kích động một hồi, anh quyết định lần này bắt được Tiêu Đông Mai rồi thì sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bà ta giống như những lần trước nữa, nhất định phải khiến cho bà ta thua một cách tâm phục khẩu phục. C. Nếu như không thể khiến cho Tiêu Đông Mai tâm phục khẩu phục, vậy thì phải giết chết người phụ nữ này. Lấy máu của bà ta để rửa sạch mối hận năm đó. Nghĩ đến điều này, Hoàng Thiên nói với người phụ nữ đang co do trong hầm trú ẩn, Tiêu Đông Mai, bà muốn tự mình đi ra ngoài này, hay là để tôi bắt bà ra ngoài. Tiêu Đông Mai ở bên trong không nói câu nào, thân người của bà ta cũng chỉ run lên một lát, sau đó lại lập tức bình ổn trở lại. Hoàng Thiên thấy Tiêu Đông Mai không nói câu nào nhưng cũng không muốn chơi trò kéo dài thời gian với bà ta, nói với anh phó, đem bà ta ra đây. Vâng. Anh phó vừa đáp lời vừa phất tay với hai tên đàn em, ra hiệu cho bọn họ đi xuống bên dưới thực hiện nhiệm vụ. Bên trong có một cái thang để dẫn xuống hầm trú ẩn hai tên đàn em của anh phó biết được phía dưới là tiêu đông mai thì cũng không dám khinh thường cầm theo gậy ba tắc rồi mới đi xuống hầm hoàng thiên vốn còn tưởng rằng tiêu đông mai nhất định sẽ liều mạng để mà chống cự nhưng mà điều khiến cho anh vô cùng bất ngờ đó chính là biểu hiện của tiêu đông mai vậy mà lại vô cùng bình tĩnh không hề ra tay phản kháng thuận lợi như vậy sao hoàng thiên vô cùng nghi ngờ nhưng mà anh cũng không để ý được nhiều như vậy đợi khống chế được tiêu đông mai trước rồi lại nói sau hai tên đàn em của anh phó đỡ Tiêu Đông Mai đứng dậy, sau đó để cho bà ta leo lên thang trước. Tiêu Đông Mai vô cùng trầm tính, không nói câu nào cũng không nhìn Hoàng Thiên, lần lượt trèo lên từng bậc thang lên trên. Hai đầu lông mày của Hoàng Thiên khẽ cao lại, anh cảm thấy Tiêu Đông Mai của hiện tại có điểm nào đó rất không bình thường. Dựa theo tính cách nóng nảy của Tiêu Đông Mai, bình thường thái độ của bà ta vẫn luôn tương đối mạnh mẽ, ngang ngạnh, làm sao lại có thể biết điều đến như vậy được khi tiêu đông mai đứng ở trước mặt của hoàng thiên rồi hoàng thiên lại cẩn thận quan sát bà ta thêm một lần nữa không sai chính là tiêu đông meo hoàng thiên thật sự là cảm thấy vô cùng nghỉ ngờ tiêu đông mai ở trước mặt chắc chắn là thật dáng vẻ khuôn mặt của tiêu đông mai đã sớm khắc sâu vào trong đầu của anh bà không muốn nói điều gì sao hoàng thiên hỏi tiêu đông mai tiêu đông mai lạnh lùng đưa mắt nhìn hoàng thiên sau đó không nói gì mà quay đầu sang một bên Hoàng Thiên nghiến chặt hai hàm răng, nhưng mà anh cũng không định xử lý Tiêu Đông Mai ở nơi này, anh nói với anh phó, "Đưa người đi." Anh phó lên tiếng đáp lại, sau đó ra hiệu cho đám đàn em đưa Tiêu Đông Mai đi ra ngoài. Bắt được Tiêu Đông Mai, một tảng đá lớn ở trong lòng của Hoàng Thiên cuối cùng cũng đã có thể gỡ xuống được. Anh dự định sẽ đưa Tiêu Đông Mai quay về thành phố Bắc Ninh trước, còn liên quan đến vấn đề xử lý bà ta như thế nào, nhất thời Hoàng Thiên vẫn chưa nghĩ ra được. Bất kể như thế nào đi nữa, Tiêu Đông Mai cũng là người phụ nữ mà cha của anh yêu sâu đậm, trên danh nghĩa bà ta còn là mẹ kế của Hoàng Thiên, thật sự trong nhất thời Hoàng Thiên vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết nào là phù hợp với bà ta. Anh trai gì ơi, vậy 300 triệu kia của tôi thì sao? Gã thanh niên trẻ tuổi hèn mọn cười cười với Hoàng Thiên, nhắc nhở anh chuyện số tiền anh đã nói. Hoàng Thiên dĩ nhiên không quên chuyện này, những chuyện đã đồng ý, Hoàng Thiên nhất định sẽ nói được làm được dẫn theo cậu ta đi, đến thành phố Bắc Ninh thì gửi vào thẻ ngân hàng của cậu ta 300 triệu. Hoàng Thiên nói với anh Phó. Đã rõ. Anh Phó đáp lời, sau đó dẫn theo gã thanh niên trẻ tuổi đi theo. Trong lòng của gã thanh niên trẻ tuổi vẫn còn chút gì đó không nắm chắc, nhưng mà vì 300 triệu này, cho nên cậu ta cũng căn răng mà đi theo đoàn người Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cho đám người anh phó dẫn theo cả Vũ Phương Đông và gã thanh niên trẻ tuổi cùng nhau quay lại thành phố Bắc Ninh. Trên đường đi, Hoàng Thiên vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó rất không đúng. Mấu chốt là do mọi chuyện quá mức thuận lợi, bằng những sự hiểu biết của anh về Tiêu Đông Mai, người phụ nữ này làm sao có thể ngoan ngoãn đến như vậy được, cứ như vậy mà để cho chính mình bị bắt. Càng nghĩ càng nghi ngờ, Hoàng Thiên nghĩ đến nhức đầu, cho nên cuối cùng dứt khoát chọn cách không nghĩ nữa, tất cả mọi chuyện chờ sau khi trở về rồi lại nói. Rất nhanh sau đó, đám người Hoàng Thiên đã trở lại thành phố Bắc Ninh anh phó cho đàn em dẫn gã thanh niên trẻ tuổi kia đi lấy tiền, còn về cái tên Vũ Phương Đông kia, Hoàng Thiên cũng không hề có ý định sẽ thả gã ta ra, mà tạm thời đưa gã ta đến trung tâm giải trí của Tiêu Tấn, để cho gã ta ở chung một chỗ cùng với Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ. Lúc này, bên trong trung tâm giải trí của Tiêu Tấn đang vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Anh Phó dẫn theo một đám đàn em, áp giải Tiêu Đông Mai tiến vào bên trong phòng làm việc của Tiêu Tấn. Tiêu Tấn cũng không ngờ được rằng bọn họ nhanh như vậy đã bắt được Tiêu Đông Mai rồi. Trong cả một khoảng thời gian dài như vậy cho tới này, Tiêu Tấn cũng đã hiểu được rất rõ ràng. Tiêu Đông Mai là mối tai họa lớn trong lòng của Hoàng Thiên, hôm nay cuối cùng cũng đã bắt được bà dì già này rồi. Anh Thiên, tất cả mọi chuyện đều là do cái bà dì già này xúi dục, cứ đem bà ta ra làm thịt là được rồi. Tiêu Tấn nói với Hoàng Thiên, nghe thấy những lời này, trong mắt Tiêu Đông Mai lóe lên một tia sợ hãi, nhưng mà rất nhanh, bà ta đã lấy lại được sự bình tĩnh. Mà một màn này đã bị Hoàng Thiên thu hết được vào trong tâm mắt. Lúc này Hoàng Thiên mới phát hiện ra được, Tiêu Đông Mai đang đứng ở trước mặt này hình như không phải là Tiêu Đông Mai thật. Những đặc điểm khác đều giống với Tiêu Đông Mai như đúc, nhưng chỉ có duy nhất đôi mắt này là không hề giống với ánh mắt của Tiêu Đông Mai. Trước đó Tiêu Đông Mai vẫn luôn cúi đầu cho nên Hoàng Thiên cũng không quá chú ý đến ánh mắt của bà ta, nhưng lúc này nhìn thấy rõ được ánh mắt kia thua kém quá nhiều so với tiêu đông meo đây là tình huống gì vậy chứ? Chẳng lẽ trên đời thật sự có hai người có vẻ ngoài giống nhau đến mức như vậy hay sao? Bà rốt cuộc là ai? Khuôn mặt của Hoàng Thiên lạnh lẽo giống như bị phủ một màn xương băng giá, anh nhìn thẳng vào người phụ nữ ở trước mặt, mở miệng hỏi. Ha ha, cuối cùng thì vẫn là cậu chủ nhà họ Hoàng mà, nhanh như vậy mà đã phát hiện ra được tôi không bình thường rồi sao, Người phụ nữ có vẻ ngoài cực kỳ giống với Tiêu Đông Mai rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Nhưng bà ta vừa mới mở miệng thôi cũng đã khiến cho Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng tức giận, giọng nói của người phụ nữ này chênh lệch 108.000 cây số so với Tiêu Đông Mai. Khốn kiếp, lại có thể giả vờ đến giống được như vậy. Tiêu Đông Mai đâu? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi. Người phụ nữ kia bị khí thế của Hoàng Thiên dọa cho mặt mày biến sắc, nhưng mà trên khuôn mặt của bà ta vẫn duy trì vẻ châm biếm. Hoàng Thiên không tin trên đời này sẽ có người thứ hai có khuôn mặt giống với tiêu đông mai như đúc, lúc này anh mới cảm thấy được làn da của người phụ nữ kia có điểm kỳ lạ, sau đó anh lập tức đi tới trước mặt của người phụ nữ kia. Hoàng Thiên đưa tay ra, bóp lấy khuôn mặt của người phụ nữ. Cậu làm cái gì vậy? Người phụ nữ kia đột nhiên bày ra dáng vẻ xấu hổ, thẹn thùng, lớn tiếng trách cứ Hoàng Thiên. Xoạt! Chỉ trong chớp mắt, Hoàng Thiên đã mạnh mẽ dùng sức kéo một cái, lớp da mặt của người phụ nữ kia cũng vì vậy mà lập tức. Á! À, những người xung quanh kêu lên kinh hãi, tuy rằng những người ở đây đều đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, đều rất to gan, thế nhưng chưa từng thấy việc này bao giờ. Da mặt lại có thể lột xuống được, nhà họ Hoàng cũng mạnh quá rồi đó. Mọi người còn chưa hoàn hồn, ngay cả Hoàng Thiên cũng giật mình. Nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người hiểu ra, cô gái này có hai lớp da mặt. Sau khi lột lớp da mặt này xuống, cô gái khôi phục dung mạo của bản thân, là một cô gái rất xinh đẹp, khoảng chừng 27, 28 tuổi. Hoàng Thiên nhìn lớp da mặt bị lột ra trong tay, chất liệu lại là keo silicon. Làm loạn nửa ngày vậy mà cô gái này lại dán mặt nạ giả, là dịch dung trá hình. Một thủ thuật che mắt hay, tiêu đông mai, bà giỏi lắm. Trong lòng Hoàng Thiên bùng lên lửa giận, anh quả thực vô cùng tức giận. Ha ha, cậu Thiên thật là tinh tường, vậy mà cũng nhìn ra được cô gái cười khúc khích trêu chọc nhìn hoàng thiên hoàng thiên đang trong cơn giận dữ thấy cô gái này còn dám đắc ý như thế anh thật muốn đánh cô ta một trận thế nhưng cô gái này rất xinh đẹp hoàng thiên lại không muốn đánh con gái cho nên vẫn nhịn xuống ngay cả tiêu tấn và anh phó tính tình nóng nảy như vậy cũng đều không ra tay đứng ở đó không nhúc nhích cô là đàn bà con gái tôi không muốn làm khó cô nói đi tiêu đông mai đi đâu rồi cô và bà ta có quan hệ thế nào hoàng thiên hỏi cô gái cười ha ha quay đầu sang một bên không nhìn thẳng vào hoàng thiên hoàng thiên cũng không tốn thời gian ở đây với cô ta tốn bao công sức như vậy mà lại bắt được một kẻ giả mạo về hoàng thiên cảm thấy vô cùng tức giận vừa định cho cô gái này biết tay điện thoại hoàng thiên lại vang lên vừa nhìn số điện thoại hoàng thiên hơi sửng sốt không ngờ là tường vi gọi tới mấy ngày hôm nay hoàng thiên không liên lạc với tường vi trước khi hoàng thiên lên đường đến hà nội đã sắp xếp cho tường vi ở khách sạn từ đó tới nay anh và tường vi chưa gặp lại không ngờ tường vi lại gọi điện đến vào lúc này alo cậu thiên cậu phải cẩn thận với tiêu đông mai đấy bà ta đã điên cuồng mất trí rồi bên đầu dây điện thoại vang lên giọng nói căng thẳng của tường vi trong lòng hoàng thiên chấn động tiêu đông mai điên cuồng mất trí ư cô nói thế là có ý gì tại sao bà ta lại điên cuồng mất trí bà ta đến ám sát tôi may mà tôi chạy nhanh không thì đã thành ma dưới lưỡi dao của bà ta rồi tường vi vẫn còn sợ hãi trong lòng nói với hoàng thiên hoàng thiên cảm thấy càng ngày càng loạn tiêu đông mai vừa tới thành phố bắc ninh còn ám sát tường vi nhưng mà hoàng thiên nhanh chóng hiểu ra trước kia tường vi là thân tín của tiêu đông mai bây giờ tường vi đứng về phía hoàng thiên Tiêu Đông Mai đương nhiên hận Tường Vi thấu xương, muốn giết cô ta cũng không có gì lạ. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đến tìm cô. Hoàng Thiên lo lắng Tường Vi gặp chuyện không may, bèn hỏi. "Đừng quan tâm đến tôi vội, cậu chủ, người nhà cậu có thể đang gặp nguy hiểm." "Tôi hiểu rất rõ Tiêu Đông Mai, chuyện gì bà ta cũng có thể làm được." Tường Vi lên tiếng nhắc nhở Hoàng Thiên. "Tôi biết rồi." Hoàng Thiên nói xong cũng cúp điện thoại anh cũng cảm giác được tình hình rất nghiêm trọng. Xem ra đúng như lời Tường Vi, bây giờ Tiêu Đông Mai đã lâm vào trạng thái điên cuồng, người đàn bà này có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Hơn nữa Tiêu Đông Mai dùng một cô gái đóng giả bà ta, chơi trò kim thiền thoát xác. Bây giờ bà ta chạy đến thành phố Bắc Ninh là để giết người. Nghĩ đến việc Lâm Ngọc An sẽ gặp nguy hiểm, Hoàng Thiên không nán lại nữa, anh vung tay nói với Tiêu Tấn và anh phó, đi theo tôi. Tiêu Tấn và anh phó lập tức dẫn người đi theo Hoàng Thiên rời khỏi trung tâm giải trí. Hoàng Thiên lên xe bằng tốc độ nhanh nhất, cùng Tiêu Tấn và anh phó đi về nhà. Còn có mười mấy đàn em của Tiêu Tấn và anh phó cũng đi theo. Trên đường, Hoàng Thiên gọi điện cho Lâm Ngọc An, muốn nhắc nhở cô không được mở cửa cho bất kỳ ai. Nhưng trước sau điện thoại đều không bắt máy, khiến cả người Hoàng Thiên toát mồ hôi lạnh. Chẳng mấy chốc, Hoàng Thiên đã lái xe đến dưới nhà sau khi xuống xe hoàng thiên nhanh chóng lên lầu sau đó mở cửa phòng ra tiêu tấn và anh phó đều biết là tình huống nguy cấp bọn họ cũng đã chuẩn bị liều mạng từ lâu tất cả đều đi theo bên cạnh hoàng thiên để đề phòng bất chắc cửa phòng mở ra nhưng hoàng thiên lại cảm nhận thấy một hơi thở u ám chuyện không muốn thấy nhất vẫn xảy ra trong nhà quả nhiên có vị khách không mời mà đến chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách ăn vận đẹp đế khi ngồi đó lại rất đoan trang, khí chất quý phái. Bên cạnh người phụ nữ này là một ông già tóc bạc, ông già này hơn 60 tuổi, đôi mắt tam giác nhỏ sáng quắc, vừa nhìn đã thấy là một ông già lão luyện. Còn có bốn gã đàn ông trang phục quái dị, đều khoảng 3, 40 tuổi, trên mặt ai nấy đều lạnh lùng, trong ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Hoàng Thiên liếc mắt đã nhận ra, người đàn bà này chính là mẹ kế của anh. Tiêu Đông Mèo ở trước mặt Tiêu Đông Mai là Trương Lan Phượng đang quỳ ngay ngắn ở đó, cả người run lên. Lâm Huỳnh Mai cũng quỳ bên cạnh, nơm nớp lo sợ, mồ hôi rơi như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến trắng bệch. Điều khiến Hoàng Thiên giận dữ không kiềm chế được đó là Lâm Ngọc An đang bị một gã đàn ông một mắt bóp cổ, kéo về phía phòng ngủ. Dừng tay, Hoàng Thiên quát to một tiếng, âm thanh như sấm, gần như phun ra tất cả lửa giận. Dọa gã đàn ông một mắt kia giật mình, gã lập tức dừng lại nhưng tay vẫn bóp chặt cổ lâm ngọc an chưa từng lơi lỏng thấy cảnh tượng như vậy tiêu tấn và anh phó đều tức nổ phổi người phụ nữ nhà họ hoàng lại bị tên cầm thú một mắt này ức hiếp như thế con mẹ nói đôi mắt tiêu tấn trợn tròn phần nộ khiến anh ta không khống chế được bắn ra một viên đạn rồi xông về phía gã đàn ông một mắt không được lại đây các người muốn khiến cô ta chết sao gã đàn ông một mắt kêu lên một tiếng chói tai nhanh chóng rút trong túi ra một con dao sắc bén, kề lên cổ Lâm Ngọc An. Đám người tiêu tấn đã tiến đến gần, nhưng lại dừng lại, không dám xông về phía trước nữa. Trong mắt Lâm Ngọc An đã tràn đầy vô vọng, sợ đến mức đổ mồ hôi nhễ nhại, đứng ở đó không biết phải làm sao. Khi cô nhìn thấy Hoàng Thiên ở cửa, cuối cùng cũng không nhịn được kêu lên, chồng, cứu y mồ. Hoàng Thiên nghiến răng kèn kẹt, anh cũng không biết tiêu đông mai kiếm được đám này ở chỗ nào, từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy. Xem ra ngoài hắc phong đường, tiêu đông mai còn có người giúp đỡ. Cạch một tiếng, Hoàng Thiên rút súng ran con mẹ nó, tốt nhất mày đừng có làm chuyện điên rồi. Gã đàn ông một mắt hung tợn quát Hoàng Thiên, nhanh chóng xoay người Lâm Ngọc An lại, chăn trước cơ thể gã, hắn núp đằng sau Lâm Ngọc An, lấy Lâm Ngọc An làm bia đỡ đạn. Tuy rằng khoảng cách rất gần nhưng Hoàng Thiên cũng không dám tùy tiện nổ súng, bởi vì giờ phút này, gã đàn ông một mắt chỉ lộ ra một cánh tay, dao nhọn còn kề trên cổ Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên, cậu đừng có kích động, chúng ta vẫn nên từ từ nói chuyện. Đúng lúc này Tiêu Đông Mai cười lạnh một cái, lên tiếng, ánh mắt nhìn Hoàng Thiên tràn đầy sự khoe khoang. Nói đi, bà muốn thế nào? Hoàng Thiên cực lực áp chế lửa giận trong lòng, nhưng mà trong lòng anh cũng đã thầm thề, ngày hôm nay tuyệt đối không để cho Tiêu Đông Mai đi ra khỏi chỗ này. Ha ha, chúng ta đấu với nhau cũng lâu như vậy rồi tôi còn tưởng cậu đã biết điều chứ muốn giữ lại mạng cho vợ cậu cậu chỉ cần đồng ý với điều kiện của tôi tiêu đông mai cười khẽ một tiếng chậm rãi đứng dậy điều kiện gì hoàng thiên vì lo cho lâm ngọc an ép cục tức trong lòng xuống mở miệng hỏi tiêu đông mai chim sáo đá đưa bản hiệp nghị cho cậu ta để cậu ta ký vào tiêu đông mai nói với người đàn ông tóc bạc bên cạnh người đàn ông gọi là chim sáo đá kia hừ lạnh một tiếng lấy từ trong túi ra một tệp tài liệu đi tới trước mặt hoàng thiên đưa cho anh cậu thiên xem qua một chút chỉ cần ký tên thì hiệp nghị này sẽ lập tức có hiệu lực vẻ mặt chim sáo đá đầy sự khiêu khích ông ta nở nụ cười khoe khoang với hoàng thiên hoàng thiên cầm lấy tệp tài liệu nhìn sơ qua một chút nội dung trong đó rất rõ ràng đó chính là hoàng thiên tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế của nhà họ hoàng chấp nhận không mang theo bất cứ thứ gì rời khỏi nhà họ Hoàng, từ đây không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Hoàng nữa. Tuy rằng nếu như anh ký tên vào đó thì hợp đồng này chưa chắc đã có hiệu lực 100%, nhưng chỉ cần một tờ hợp đồng này cũng đủ để nhìn ra giá tâm của Tiêu Đông Mai và sự vô liêm sỉ của bà ta. Thứ bà ta muốn chính là gia sản nghìn tỷ của nhà họ Hoàng, muốn chờ sau khi Hoàng Văn thành chết, một mình độc chiếm phần gia sản này. Đương nhiên Hoàng Thiên hiểu rõ chuyện này, nhưng anh cũng cảm giác được Tiêu Đông Mai bị dục vọng che mở mắt, cho dù anh ký vào tờ hiệp nghị này, Tiêu Đông Mai thật sự có thể độc chiếm gia sản của nhà họ Hoàng một mình được sao? Tất nhiên là không thể. Ha ha, cha của tôi lại không hồ đồ, sao ông ấy có thể đưa toàn bộ gia sản cho bà? Hoàng Thiên cười lạnh lùng. Phụt, ha ha, cậu chưa từng nghe câu gió thổi bên tai vô cùng lợi hại sao? Chuyện này cậu không cần phải lo, chính tôi sẽ tự có cách. Tiêu Đông Mai mỉm cười đắc ý. Hoàng Thiên chỉ hận không thể lập tức xé xác người đàn bà này ra. Ân oán trước kia tạm thời không đề cập đến, chỉ cần dựa vào việc hiện tại bà ta càn quấy không coi ai ra gì, ngay cả ý định muốn giết người Hoàng Thiên cũng có. Bản lĩnh quyến rũ người khác của bà, đương nhiên là tôi biết. Nhưng bà cũng đừng có đắc ý vênh váo vội, hôm nay, bà đừng hòng nghĩ tới việc bình an rời khỏi đây." Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Sắc mặt Tiêu Đông Mai hơi thay đổi bà A phát hiện, giờ phút này, toàn thân Hoàng Thiên tỏa ra lệ khí, đúng là bộ dạng muốn giết người. Chim sáo đá, thằng nhóc này uy hiếp tôi, ông nói nên làm sao bây giờ? Tiêu Đông Mai quay đầu hỏi chim sáo đá. Chim sáo đá nở nụ cười hèn mọn, ánh mắt gã rừng ở trên người Lâm Ngọc An. Cái này thì dễ nói, tôi sẽ khiến cho cậu thiên đây sống không bằng chết. Chim sáo đá nói, sau đó với tay với người đàn ông một mắt ở xa, nói, con trai, Vợ của Hoàng Thiên là của con, con đem cô a vào phòng hành sự đi. Không, làm ngay chỗ này, để cho cậu Thiên đây chính mắt nhìn thấy. Người đàn ông chột mắt kia nghe xong lập tức cảm thấy hưng phấn, ánh mắt hơi lóe lên một chút, giống như được làm Lâm Ngọc An ngay lập tức. Hoàng Thiên, tôi mặc kệ cậu là cậu chủ hay không phải cậu chủ, nếu như con gái của tôi xảy ra mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không để cho cậu yên. Trương Lan Phượng cũng nóng nảy, bà a cũng không quỳ nữa đứng dậy từ trên mặt đất, chỉ vào Hoàng Thiên la lớn. Tuy rằng hô to gọi nhỏ với Hoàng Thiên, nhưng trong lòng Trương Lan Phượng lại vô cùng thắc mắc, bởi vì chim sáo đã gọi Hoàng Thiên là cậu Thiên, chuyện này khiến bà ta vừa khiếp sợ lại vừa kích động. Chẳng đứa con rể này của mình, thật sự là cậu chủ của một gia tộc lớn hay sao? Mặc dù trong lòng Trương Lan Phượng cực kỳ kích động, nhưng con gái đang còn ở trong tay người khác, mắt thấy sắp bị làm nhục, chuyện này thật sự không thể xem nhẹ quỳ tiếp cho tôi. Chim sáo đá nâng chân đá vào chân Trương Lan Phượng, bà ta lập tức cong chân lại, lại tiếp tục quỳ xuống. "Hoàng Thiên, tôi nhất định không tha cho cậu." Trương Lan Phượng trừng mắt với Hoàng Thiên, gào lên một tiếng. Hoàng Thiên cũng không có tâm trạng chấp nhặt với Trương Lan Phượng, hiện tại anh đúng là bị ép tới cùng đường. Muốn cho những người này một bài học, nhưng vợ của anh vẫn còn ở trong tay bọn họ, thật sự là làm khó Hoàng Thiên rồi nhưng mắt thấy vợ của mình sắp phải chịu nhục hoàng thiên không nhịn được nữa ngọc an anh không còn lựa chọn nào khác hoàng thiên mặc niệm ở trong lòng sau đó anh nhanh chóng phóng về phía người đàn ông trốn mắt kia cho dù lâm ngọc an bị thương hoàng thiên cũng không e rè được nhiều như vậy cũng không thể thật sự mặc cho số phận cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn vợ của mình chịu nhục được c ai cũng không nghĩ tới hoàng thiên đột nhiên quả quyết như vậy lại càng không nghĩ tới hoàng thiên thật sự dám xông lên chẳng lẽ anh không màng mạng sống của lâm ngọc an sao? tên đàn ông trốn mắt kia cũng có chút hoảng loạn, gã tưởng rằng hoàng thiên đã thật sự phải khoanh tay chịu trói, lại không nghĩ tới hoàng thiên anh còn dám xông lên. mày đi tìm chết sao? người đàn ông trốn mắt kia giật giữ, dừng dao nhọn chỉ vào hoàng thiên, ý bảo hoàng thiên đừng có lại gần. cuối cùng lâm ngọc an cũng chờ tới cơ hội này, ép người không nên quá đáng, con thỏ nóng này còn biết cắn người, ép người tới một trình độ nhất định. Cho dù là loại người tay trói gà không chặt cũng sẽ bộc phát ra năng lực lớn. Dầm. Đầu gối Lâm Ngọc An thúc mạnh lên hạ bộ của người đàn ông trốn mắt kia. Ái. Người đàn ông trốn mắt hét lên một tiếng. Đàn ông sợ nhất là chiêu này của phụ nữ, thật sự là muốn mạng. Dưới cảm giác đau đớn không chịu được, người đàn ông trốn mắt buông lỏng Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An lập tức chạy về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cực kỳ vui mừng, vợ của mình thật giỏi. Ngọc An -o. Hoàng Thiên kích động tới mức suýt rơi nước mắt, anh ôm chặt Lâm Ngọc An vào trong lồng ngực, giống như sợ cô đột nhiên tan biến. Lên, Tiêu Tấn thấy mọi chuyện có chuyển biến, lập tức ra chỉ thị. Mười mấy người dưới sự dẫn dắt của anh ta và anh phó, đi về phía đám người Tiêu Đông Meo không tốt. Gương mặt Tiêu Đông Mai lúc xanh lúc trắng, bà ta vốn tưởng rằng đã có thể khống chế được Hoàng Thiên, có Lâm Ngọc An ở trong tay, Hoàng Thiên chỉ có thể mặc bà ta sâu xé. Thế nhưng không nghĩ tới, con trai của chim sáo đá lại vô dụng như vậy, không khống chế được lâm ngọc an nhu nhược yếu ớt. hiện tại hối hận cũng đã chậm, mắt thấy tiêu tấn đang xông tới, tiêu đông mai lùi về phía sau một bước, bảo chim sáo đá mang theo bốn người ninh chiến. đám người chim sáo đá này thật ra chính là đám người ở gần thủ đô, ở một nơi hỗn tạp long tranh hổ đấu. tiêu đông mai cũng bởi vì đinh quang anh vô dụng cho nên mới tìm tới chim sáo đá hỗ trợ. mấy tên nhìn qua thì hung dữ này quần áo thì lố lăng khác người nhưng lúc đánh nhau thật lại chẳng khác gì đám mèo con so với đám người của hoàng thiên quả thật chính là đám trẻ con đánh nhau không đến một phút đám người chim sáo đá cũng đã bị hạ gục gần hết một đám người đầu toàn là máu bị đánh tới vỡ đầu chảy máu tiêu tấn và anh phó cũng không nghĩ tới đối phương lại không chịu nổi một đòn hai người bọn họ đúng là được mở rộng tâm mắt mẹ nó đám người thế này cũng dám tới thành phố bắc ninh nhe nanh múa vuốt anh phó bực bội quát một tiếng. Tiêu tấn và đám đàn em đạp năm người này xuống dưới chân, chờ Hoàng Thiên tới xử lý. Còn tên đàn ông trốn mắt kia lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, gã cũng không dám ngông cuồng, còn người đảo lên đảo xuống, đang nghĩ nên chạy trốn như thế nào. Bộp! Anh phó đá một chân vào người tên đàn ông trốn mắt kia, đạp gã dưới chân. Hoàng Thiên tức tới mức bật cười khanh khách, anh đúng là bị tiêu đông mai chọc tới tức điên. Anh buông Lâm Ngọc An ra, sau đó đi vài bước tới gần Tiêu Đông Mai, đột nhiên túm lấy tóc bà ta. Audio điện tử võ tấn bền. Tiêu Đông Mai đã sớm nếm thử sự lợi hại của Hoàng Thiên, thời gian ở Hà Nội, đã không ít lần bà ta bị Hoàng Thiên trừng trị. Mặc dù ngoài mặt Tiêu Đông Mai rất không hài lòng Hoàng Thiên, nhưng trong lòng bà ta vẫn rất sợ anh. Nhìn thấy mái tóc của mình bị Hoàng Thiên nắm lấy, Tiêu Đông Mai cảm thấy lạnh sống lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng theo cổ đi xuống. Hoàng Thiên, cậu làm cái gì vậy? Tôi là mẹ kế của cậu, cậu đối xử với tôi như thế này không sợ trời phạt sao? Tiêu đông mai gào, thét như một con lợn sắp bị giết, lấy thân phận của mình ra để chèn ép Hoàng Thiên. Hoàng Thiên do dự, tiêu đông mai nói đúng, bà ta đúng là mẹ kế của anh. Cho dù tiêu đồng mai không còn là con người, nhưng bà ta vẫn là trưởng bối trên danh nghĩa của Hoàng Thiên, vào lúc này bà a nói ra câu này đúng là làm khó anh nhưng hoàng thiên chỉ do dự chốc lát liền hung ác nghiến răng trở lại nghĩ lại tất cả những gì tiêu đông mai đã làm hoàng thiên vô cùng tức giận không thể kiềm chế được xe hừ hiện tại bà mới nhớ bà là mẹ kế của tôi sao khi bà giết tôi có từng nghĩ tới điều này hoàng thiên nắm lấy tóc của tiêu đông mai lớn tiếng hỏi tiêu đông mai bị hỏi đến cứng họng không nói nên lời chủ yếu là do trong lòng trột dạ, bà ta đã làm gì thì chính bà ta rõ ràng nhất. Không không không, cậu nghe tôi giải thích, Hoàng Thiên, đúng là trước đây tôi có chỗ không đúng, thế nhưng cậu xem tôi là người phụ nữ mà cha cậu yêu thương nhất, cậu không thể đối xử với tôi như vậy. Tiêu đông mai miệng lưỡi khá lợi hại, lại bắt đầu lôi Hoàng Văn Thành ra để áp chế Hoàng Thiên. Hoàng Thiên càng nghe càng khó chịu. Giống như lần trước ở Hà Nội, thế nhưng lần này Tiêu Đông Mai một chút cũng không biết hối hận bà coi cái này là kim bài miễn tử phải không tiêu đông mai hôm nay bà sẽ phải trả cái giá thật lớn vì những gì mình đã làm hoàng thiên tức giận nói giờ năm đấm sắt lên hướng về phía khuôn mặt của tiêu đông meo tiêu đông mai ngày thường sống an nhàn sung sướng đã quen có bao giờ phải chịu đau khổ như vậy đâu càng không chịu được nắm đấm của hoàng thiên chưa được mấy cái đã bị hoàng thiên đánh cho sưng hết mặt mũi nhưng đối với hoàng thiên mà nói thì như vậy vẫn chưa chút hết lửa giận trong lòng anh Người đàn bà Tiêu Đông Mai này vẫn luôn muốn mạng của Hoàng Thiên, hại Hoàng Thiên phiêu bạt bên ngoài 10 năm, chịu không biết bao nhiêu cực khổ và còn phải chịu nhiều sự khinh thường như vậy. Tuổi thơ của anh đáng lẽ ra phải được yên bình hạnh phúc vậy mà lại bị một tay Tiêu Đông Mai phá hủy hết tất cả. Hơn nữa bây giờ Tiêu Đông Mai cũng không bỏ qua cho anh, chỉ cần một ngày anh chưa chết thì Tiêu Đông Mai sẽ không có được cuộc sống yên ổn vậy. Điều khiến Hoàng Thiên không thể dễ dàng tha thứ được chính là Tiêu Đông Mai lại ra tay với Lâm Ngọc An, điều này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đừng đánh nữa, cậu lại đánh nữa sẽ đánh chết tôi đấy, tiêu đông mai dùng tay che mặt mình lại, giọng run rẩy nói. Lúc này Hoàng Thiên lại sướng sờ một chút, ấn tượng của tiêu đông mai đối với anh mà nói thật sự rất sâu đậm. người đàn bà này luôn luôn mạnh mẽ, kiêu ngạo và cũng rất cố chấp. Nhưng mà lúc này đây, bà ta vậy mà cũng biết sợ, giọng nói run run, hơn nữa phong thái cũng rất thấp. Là một bộ dạng xin tha thứ, điều này quả thực khiến cho hoàng thiên cảm thấy rất bất ngờ ha ha bà mà cũng biết sợ bà cũng có ngày hôm nay sao hoàng thiên cười khẩy hỏi tiêu đông mai nhưng anh cũng không buông tóc của bà ta ra tiêu đông mai bỏ tay đang che mặt xuống nhìn hoàng thiên với khuôn mặt đau khổ và nói hoàng thiên này bây giờ tôi đã lĩnh giáo được sự lợi hại của cậu rồi thật sự là không cần đánh nữa đâu đánh tôi chết rồi đối với cậu mà nói cũng không có lợi ích gì hết Đúng là đối với tôi mà nói thì không có lợi ích gì hết, nhưng mà có thể giúp tôi giải tỏa cơn giận này." Hoàng Thiên quát lên một tiếng lạnh lùng, lại đánh rất mạnh thêm mười mấy lần nữa vào mặt của Tiêu Đông Mai. Đánh Tiêu Đông Mai đến kêu gào ra tiếng, âm thanh đó khỏi phải nói, nó thê thảm biết bao. Hoàng Thiên không nói lời nào, mới đánh bà ta vài cái, sao lại coi đây là làm trái đạo đức rồi? Những người ở hiện trường đều nhìn đến ngẩn người, đặc biệt là nhóm người Phạm Văn Quang Tất cả đều quỳ trên mặt đất nhưng cũng chỉ có thể xem Hoàng Thiên đang làm cái gì, bọn họ đều cúi đầu hoảng sợ. Bởi vì trong mắt của bọn họ, Tiêu Đông Mai là vợ của Hoàng Văn Thanh, thân phận không phải rất cao quý hay sao? Ai lại dám đánh Tiêu Đông Mai như thế chứ? Vậy mà Hoàng Thiên lại đánh Tiêu Đông Mai như đánh một con chó vậy, hơn nữa đánh một chút cũng không thương tiếc gì, điều này thực sự khiến người ta kinh ngạc. Bây giờ Phạm Văn Quang rất hối hận, sớm biết Hoàng Thiên lợi hại như này nói gì đi nữa cũng sẽ không ham tiền mà cùng với Tiêu Đông Mai đến thành phố Bắc Ninh tìm Hoàng Thiên để gây thêm phiền phức. đến mẹ kế Tiêu Đông Mai mà Hoàng Thiên cũng dám đánh, huống hồ gì là bọn họ chứ. lát nữa kết quả của bọn họ không cần nghĩ cũng biết. đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, Ê ai tôi chảy máu mũi rồi. Tiêu Đông Mai khóc nước nở xin tha, đột nhiên phát hiện ra mũi của mình chảy máu, giận đến mức hét lên. Tiêu Đông Mai ngày hôm nay có thể nói là đang làm trò cười hình tượng cao quý lạnh lùng cuối cùng cũng sụp đổ. Hoàng thiên ngày càng tức giận, bộ dạng này của tiêu đông mai thật sự là anh chưa từng nghĩ đến. Nhưng khi Hoàng thiên nhìn cả người Lâm Ngọc An vẫn chưa hết hoảng sợ, lửa giận trong lòng anh càng mạnh mẽ hơn. Vợ bị hành hạ thành bộ dạng này, ngày hôm nay không đánh tiêu đông mai thịt nát xương tan thì khó có thể làm giảm cơn giận này của anh. Tiêu tấn, cậu đưa cho tôi con dao. Hoàng thiên lớn tiếng quát. Được. Tiêu Tấn trả lời rất dứt khoát, rút ra con dao găm vẫn thường mang bên người, đi đến chỗ Hoàng Thiên đưa dao vào tay anh. Dù Hoàng Thiên có làm gì đi nữa, Tiêu Tấn đều kiên quyết tán thành. Điều này làm cho Tiêu Đông Mai sợ hãi muốn tẻ ra quần, con dao sáng trong tay của Hoàng Thiên, bây giờ nghĩ thôi cũng biết Hoàng Thiên muốn làm cái gì. Đây là muốn dùng dao đâm bà ta sao, sao bà ta có thể chịu được chứ? Sau khi ở cùng Hoàng Văn Thành, bà ta được sống một cuộc sống thoải mái, bà ta ăn sung mặc sướng, có tiêu bao nhiêu tiền cũng tiêu không hết tiền. Hơn nữa với thân phận cao quý, đi đâu cũng được coi là khách quý và suốt ngày được người khác định nọt. Có cuộc sống như vậy, sao tiêu đông mai có thể sợ chết được cơ chứ? Vào lúc này đây, tiêu đông mai thật sự có chút hối hận, sớm biết Hoàng Thiên khó chọc như vậy, lần này không nên đến Bắc Ninh tìm Hoàng Thiên rồi. Đương nhiên đây cũng chỉ là chút ân hận khi bà ta đang ở gần cái chết mà thôi, nếu như hoàng thiên không thô bạo như vậy bà ta sẽ không có một chút gì hối hận cả hoàng thiên cậu cậu muốn tôi phải làm sao giọng của tiêu đông mai hoàn toàn run rẩy ai cũng nhìn ra được bà ta đang cực kỳ sợ hãi sợ rồi sao hai tia sáng lạnh lẽo lóe lẽ trong mắt của hoàng thiên lạnh lùng hỏi tiêu đông mai sợ rồi tôi thật sự sợ rồi cậu cậu tha cho tôi đi hai chân tiêu đông mai run rẩy nhìn chằm chằm vào cơn dao găm trong tay hoàng thiên mồ hôi liên tục chảy ra bây giờ bà cũng biết sợ rồi ngày trước bà đã làm những cái gì rồi năm đó khi bị bà ám sát tôi không sợ sao tôi có thể nói với ai hoàng thiên hét vào mặt tiêu đông mai nói đến đây anh lại nghĩ đến khó khăn trước đây trong lòng không kìm nén được tức giận phù tiêu đông mai hai chân mềm nhữ quỳ trước chân của hoàng thiên xảo trá thì bà ta biết bây giờ không quỳ là không được bất kỳ lúc nào hoàng thiên cũng có thể đâm bà khi đâm vào thì dao trắng nhưng lúc rút ra lại là dao đỏ rồi quả nhiên là linh tính của tiêu đông mai không sai lúc này đây đôi mắt của hoàng thiên đã trở nên đỏ ngầu nếu tiêu đông mai còn không chịu quỳ nữa thì hoàng thiên sẽ thật sự đâm bà ta ngay khi hoàng thiên nhìn thấy cái người mà từ trước đến giờ luôn ra dáng vẻ ta đây tiêu đông mai đang quỳ ở dưới chân anh thì anh bắt đầu không nhịn được mà cắn răng Bà mà cũng có ngày hôm nay à? Tiêu Đông Mai, bà cho rằng bà làm như thế này thì tôi sẽ tha cho bà ngay à? Hoàng Thiên lớn tiếng quát bà ta. Cậu chủ, cậu còn muốn tôi làm gì nữa? Dù sao thì tôi cũng là tiền bối của cậu, cậu không thể đối xử như thế với tôi. Câm Nghiệp, bà cũng xứng đáng được gọi là người bề trên à? Bà luôn âm thầm giết tôi một cách điên cuồng như vậy, đó là hành động mà người bề trên nên làm sao? hoàng thiên cảm thấy tức giận mà quát mắng bà ta cả người tiêu đông mai cũng bởi vì thấy sự giận dữ của anh mà trở nên run rẩy bà ta cũng thừa biết ngày hôm nay bất kể là như thế nào đi nữa hoàng thiên cũng sẽ không tha cho bà ta bà nóng lòng nghĩ cách để sống sót sau đó bà ta vội vàng bấm số điện thoại của hoàng văn thành e rằng ngay lúc này đây chỉ có hoàng văn thành mới có thể cứu được bà ta thôi hoàng thiên không cần nhìn cũng biết tiêu đông mai đang định gọi điện cho người nào anh không nhịn được mà hừ một tiếng nếu như anh đã muốn giết chết Tiêu Đông Mai thì đừng nói là cha của anh, không một ai trên đời này có thể ngăn cản quyết định của anh cả. Hừt, Hoàng Thiên cúi người xuống rồi bất chợt anh dùng con dao để đâm vào bụng của Tiêu Đông Mai. Ui ừ ai, Tiêu Đông Mai đau đớn đến nỗi gào thét thảm thiết, bà ta ngửa mặt lên trời mà tay bà A thì vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại di động không buông. Cảnh tượng này cũng khiến cho Lâm Ngọc An cảm thấy kinh hãi tột độ dù gì hoàng thiên cũng là chồng của cô trước đây khi phải chịu ấm ức như vậy thì anh vẫn luôn âm thầm nén cơn tức giận xuống không một ai có thể nghĩ rằng anh vậy mà lại có một bộ mặt như thế nhất là trương lan phượng chứng kiến cảnh tượng này khiến bà bị hoảng sợ đến nỗi trận trắng mắt suýt chút nữa là bà ngất đi rồi dù bà đã lớn tuổi nhưng tình cảnh như thế này bà cũng chưa từng được tận mắt nhìn thấy bao giờ vậy mà ngày hôm nay bà lại phải chứng kiến cảnh tượng này hơn nữa nó còn diễn ra ở trong chính căn nhà của bà, ở ngay trước bà. Điều mà khiến bà cảm thấy khiếp sợ nhất là người con rể luôn phải chịu ấm ức của bà lại đích thân ra tay để bà được mở mang kiến thứ. Xê mẹ ơi, hóa ra Hoàng Thiên là một con người như thế. Trương Lan Phượng líu lưỡi không thể nói nên lời, bà nhớ lại trước đây bản thân bà cũng đã từng khinh thường Hoàng Thiên như thế. Bà còn lớn tiếng quát tháo, ăn hiếp Hoàng Thiên suốt ngày. Hôm nay Hoàng Thiên không cầm dao đâm bà, là anh đã cho bà được giữ thể diện. Trong đầu Trương Lan Phượng vừa nghĩ đến đó đã lập tức cảm thấy sợ hãi, bà thật sự chẳng dám mở mắt ra nhìn nữa. Bởi vì ngay lúc này đây, tình cảnh của Tiêu Đông Mai thê thảm vô cùng, bụng bà ta thì không ngừng dỉ máu, quần áo bà ta cũng vì vậy mà dính đầy máu. Lâm Huỳnh Mai đứng ở một bên mà nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt như không thể tin nổi. Mặc dù cô ấy đã sớm biết anh rể không phải là một người vô dụng, nhưng cô ấy lại không ngờ rằng anh rể lại hung bạo như thế ông, ông mau đến cứu mạng tôi với. Euro on, trai của ông đang muốn giết tôi. Sau khi cuộc điện thoại của Tiêu Đông Mai tới Hoàng Văn Thành đã được kết nối thì bà ta lập tức gào thét, cầu xin Hoàng Văn Thành cứu mạng bà ta như một người điên. Giờ đây, tâm trí của Tiêu Đông Mai đã bị nỗi sợ hãi bao trùm lấy, bà ta vừa kêu gào vừa liếc mắt nhìn về phía Hoàng Thiên, bà ta rất sợ Hoàng Thiên lại đi đến và ra tay với bà ta lần nữa sau khi hoàng thiên đâm bà ta một nhát dao thì cơn tức giận của anh cũng đã vơi đi phân nửa nhưng anh đã rút ra được bài học kinh nghiệm từ trước đây nhất định hôm nay anh phải giải quyết tiêu đông mai một cách triệt để không thể để cho mấy bà ta tiếp tục gây ra sóng gió nữa nếu không thì ngày nào bà ta cũng sẽ âm thầm tới giết anh một lần như vậy thì ai mà chịu nổi chứ cho dù hoàng thiên không hề cảm thấy sợ hãi nhưng ai có thể đảm bảo được sự an toàn của lâm ngọc an đây khi nghĩ tới những điều này thì hoàng thiên quyết tâm trở nên hung ác hôm nay anh tuyệt đối không thể để tiêu đông mai còn sống được anh phải giết bà ta cho sạch xếp bà cho rằng cha tôi có thể cứu được bà à bà chịu chết đi hoàng thiên vừa dứt lời đã bước tới trước mặt tiêu đông mai anh nằm lấy đầu tóc của bà ta mà nhấc bổng bà ta lên lúc này tiêu đông mai cảm thấy hối hận đến nỗi muốn đập đầu vào tường cho xong bà ta tuyệt đối không nên không nên đụng vào hoàng thiên một lần nào nữa nếu như lần này bà ta không chạm vào Hoàng Thiên thì mọi chuyện đã sớm trôi qua rồi, cũng sẽ không đến nổi khiến Hoàng Thiên nhất quyết phải đoạt lấy mạng bà ta như thế này. Thấy Hoàng Thiên cứ mù quá muốn giết người, Tiêu Đông Mai cũng phản ứng rất nhanh, bà ta vội vã bật chế độ loa ngoài ở trong cuộc gọi. Hoàng Thiên, con nhất định không được manh động, hãy tha cho mẹ kế của con một mạng đi. Giọng nói run rẩy của Hoàng Văn Thành cất lên từ đầu dây bên kia, nghe rất là gấp gấp. Từ trước tới giờ Hoàng Văn Thành là luôn một con người khá trầm tĩnh và tự tin. Nhưng hôm nay ông ta lại khác, ông ta biết chắc chắn rằng Hoàng Thiên muốn giết tiêu Đông Mai ngay bây giờ. Nếu không thì dựa vào tính cách của Tiêu Đông Mai thì bà a nhất định sẽ không cầu xin sự tha thứ như vậy đâu. Tiêu Đông Mai mà chết thì chắc chắn Hoàng Thiên sẽ chẳng cảm thấy luyến tiếc gì. Nhưng điều quan trọng nhất là ở Việt Nam nếu ra tay giết người thì phải đền mạng, Hoàng Văn Thành cũng không muốn Hoàng Thiên phải sống trong cảnh tù ngục chút nào. Theo quan điểm của Hoàng Văn Thành, cho dù Hoàng Văn Thành có ra tay đánh Tiêu Đông Mai đến suýt chết, hay thậm chí là đánh cho bà ta tàn phế thì nó cũng không thành vấn đề gì. Chỉ cần cho Hoàng Thiên cảm thấy hả giận là được, nhưng tuyệt đối không thể giết người. Thế nên lúc này Hoàng Văn Thành cảm thấy vô cùng lúng túng, ông ta không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc trước. Hoàng Thiên nghe thấy Hoàng Văn Thành lên tiếng cầu xin anh tha mạng cho Tiêu Đông Mai thì anh thật sự không vui chút nào. Nếu như không có Hoàng Văn Thành che chở cho Tiêu Đông Mai suốt mấy năm qua thì bà ta có thể sống một cách vui vẻ như vậy được sao? Có thể nói rằng cha của anh không thể chối bỏ trách nhiệm được. C xin lỗi cha, con không thể nghe theo lời cha được. Hoàng Thiên nói với ông ta qua điện thoại di động. Đừng, con hãy nghe cha, giết người thì phải đền mạng đấy. Mặc dù nhà họ Hoàng chúng ta là nhà có thế lực mạnh, nhưng hiện tại chúng ta đang bị rất nhiều cặp mắt giòm ngó tới nếu như bây giờ con thật sự giết chết mẹ kế của con thì đây sẽ là một phiền phức lớn con cũng sẽ phải ngồi tù hoàng thiên cha còn nợ con quá nhiều thứ cha không muốn nhìn thấy con bước vào con đường đó hoàng văn thành cảm thấy nóng lòng đến nỗi giọng nói của ông ta cũng bắt đầu run rẩy theo ông ta kiên nhân khuyên nhủ hoàng thiên hoàng thiên nghe được lời này từ cha anh thì trong lòng anh cũng bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn một chút dù sao thì cha anh cũng đang vì anh mà suy nghĩ trong xin anh đừng giết người mà anh hãy nghe em có được không em không thể sống thiếu anh được lâm ngọc an chạy đến ôm chặt lấy hoàng thiên với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt nhìn thấy người vợ của anh đau đớn muốn chết đi như thế trái tim sắt đá của hoàng thiên cứ như bị tan chảy ra vậy cả đời này e rằng chỉ có mỗi mình lâm ngọc an mới có khả năng khiến hoàng thiên có chút do dự giờ phút này hoàng thiên đang hoàn toàn đắm chìm trong cơn tức giận Nghe được lời cô nói thì rốt cuộc anh cũng đã giữ được tỉnh táo một chút. Nếu anh giết chết Tiêu Đông Mai thì dĩ nhiên ngày mai sẽ có sóng to gió lớn thổi đến, chắc chắn tin tức đó sẽ được lan truyền ra khắp thành phố với tốc độ chóng mặt. Gia đình nhà họ Hoàng cây to gặp gió lớn, huống hồ gì cách đây không lâu, Hoàng Thiên cũng đã làm mất lòng nhà họ Lương và nhà họ Phan. Bây giờ, anh giết chết Tiêu Đông Mai thì sợ rằng chuyện này sẽ rất khó để giải quyết. Vì một kẻ cặn bã như bà ta mà anh phải ngồi tù thì thật sự chẳng đáng chút nào. Sau khi Hoàng Thiên đã hiểu ra được điều này thì anh cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng mà tắt điện thoại di động của Tiêu Đông Mai. Điều này có nghĩa, Tiêu Đông Mai nhìn thấy Hoàng Thiên tắt máy của bà ta đi, vậy là tia hy vọng cuối cùng của bà ta cũng đã không còn nữa. Bà ta nhìn Hoàng Thiên một cách sợ sệt, Tiêu Đông Mai lại tiếp tục run lẩy bẩy, bà ta rất sợ Hoàng Thiên dùng dao đoạt mạng bà ta mặc dù hoàng thiên đã quyết định không giết chết tiêu đông mai nhưng anh không muốn cứ như vậy mà bỏ qua cho bà tai nếu như hoàng thiên không thể khiến cho tiêu đông mai bỏ đi triệt để cái lối suy nghĩ kia thì anh thà giết bà ta còn hơn cậu chủ cậu cậu cũng bởi vì sợ chết nên bây giờ tiêu đông mai không thể ăn nói một cách mạch lạc được hoàng thiên lười phải nói chuyện với bà a anh quay sang nói với tiêu tấn và anh phó lôi bà ta ra ngoài đánh gấy chân chó của bà ta cho tôi đánh bà ta đến gần chết thì nói tiếp Chuyện này, cả Tiêu Tấn và anh Phó đều cảm thấy hơi sửng sốt, dù sao thì Tiêu Đông Mai cũng là người đàn bà của cha Hoàng Thiên, và lại với kinh đô của ông cụ Hoàng thì bọn họ cũng khá là kiêng rè. Khi Hoàng Thiên thấy Tiêu Tấn và anh Phó đang trần chừ thì anh lập tức đảo đôi mắt lạnh lẽo như băng mà liếc nhìn hai người bọn họ. Giải, cả Tiêu Tấn và anh Phó đều bị ánh mắt của Hoàng Thiên làm cho hết hồn, bọn họ vội vàng tuân theo anh, bước tới chỗ Tiêu Đông Mai và lôi bà ta ra ngoài tiêu đông mai lập tức khóc thét lên dáng vẻ của bà ta cứ như đang làm trò hề hoàn toàn không có phong thái của một bà chủ nhà họ hoàng gì cả hôm nay xem như bà ta đã bị mất hết thể diện rồi cũng ngay trong căn phòng khách đó đám người của phạm văn quang đang nằm ở dưới sàn cũng bị cảnh tượng đó làm cho khiếp sợ cứ như chuột đang tránh né mèo vậy thậm chí họ còn không dám nhìn hoàng thiên dù chỉ một cái mà đối với hoàng thiên anh cũng cảm thấy đám người này khá là phiền phức nhất là thằng con trai của Phạm Văn Quang, cái tên chỉ có một con mắt kia. Khi Hoàng Thiên vừa nhìn thấy cái thứ này là trong lòng anh cảm thấy hậm hực ngay. Mày, mau đứng lên đi. Hoàng Thiên chỉ ngón tay vào tên một mắt kia rồi anh lớn tiếng ra lệnh cho gã ta một cách nghiêm nghị. Một người cấp dưới của tiêu tấn đang dẫm đạp người đàn ông một mắt kia ở dưới sàn. Người đó nghe thấy Hoàng Thiên đã lên tiếng thì vội vàng thả người đàn ông kia ra. Tên Một Mắt kia cũng bởi vì cảm thấy hoảng sợ mà không thể đứng vững, phải mất mấy giây thì gã ta mới có thể gắng ngượng bò dậy được. Gã ta nhìn Hoàng Thiên, trong lòng nơm nớp lo sợ. Đến đây, Hoàng Thiên nhìn tên Một Mắt rồi bắt đầu ngoắc ngón tay với gã ta. Tên Một Mắt đã bị cảnh tượng hung bạo của Hoàng Thiên làm cho khiếp sợ từ lâu rồi, ngay cả tiêu đông mai mà Hoàng Thiên cũng đã đâm không chút do dự, huống hồ gì là cái hạng người xa lạ như gã ta chứ. Cậu chủ Thiên Tên một mắt vừa run rẩy vừa bước đến trước mặt Hoàng Thiên, nhỏ giọng gọi anh. Lúc này, Hoàng Thiên cầm lấy một cây côn từ trong tay của tên đàn em, ánh mắt của anh mang theo sự lạnh lùng liếc sang tên một mắt, mới vừa rồi mày đã làm gì với vợ tao? Đầu của tên một mắt như quay cuồng, vậy mà vừa nãy gã ta lại có hành động cưỡng ép Lâm Ngọc An một cách sắc sược như thế. Hơn nữa, khi Hoàng Thiên đã bước vào tới cửa, mà gã ta còn động tay động chân với Lâm Ngọc An rồi chuẩn bị dở cái trò đồi bại đó nhớ đến những điều mà gã ta vừa mới làm với cô tên một mắt lập tức đứng ngồi không yên đột nhiên có tiếng bốp vang lên ngay sau đó gã ta đã quỳ xuống trước mặt hoàng thiên bốp 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 tên một mắt liên tục tự tát vào mặt mình vừa nói với anh cậu chủ thiên tôi không phải là người tôi là cái thứ cặn bã ăn gan hùm đến cả vợ tao mà mày cũng dám động tới mày con mẹ nó mày có thấy mày sống lỗi không hả lúc này Hoàng Thiên bắt đầu bùng phát cơn giận dữ, anh cầm cây côn lên rồi hung hăng đập vào cái đầu hạt dưa của tên một mắt kia. Tiếng bốp vang lên, tiếp theo đó là tiếng gào thét thất thanh của tên một mắt truyền tới. Gã ta đã bị anh đập vào đầu mà nằm xuống. Bịch, Hoàng Thiên cũng không nói lời nào mà trực tiếp đá vào hạ bộ của tên một mắt kia. Ngôn tình hoàn. Cú đá này của anh vừa tàn nhãn vừa mạnh bạo, chỉ một cú đã biến tên một mắt trở thành tên thái giám. Tiếng la thất thanh a vang vọng khung cảnh trước mắt tên một mắt nhanh chóng tối sầm lại. Cả đời này của gã ta cũng sẽ không bao giờ nhớ tới một người phụ nữ nào nữa, bởi vì gã ta giờ đây đã trở thành một người phụ nữ mất rồi. "Cậu chủ hoàng, xin hãy tha mạng cho chúng tôi, là do bà Tiêu Đông Mai đã dùng tiền mua chuộc tất cả chúng tôi, chúng tôi không hề biết là phải đối phó với cậu." Khuôn mặt của Phạm Văn Quang hiện rõ vẻ bất lực, ông ta bắt đầu lên tiếng cầu xin Hoàng Thiên. Lúc này, Hoàng Thiên mới liếc mắt nhìn Phạm Văn Quang, Nghe thấy ông già này van nài như thế, cơn tức giận của Hoàng Thiên ngày một lớn hơn. Ông còn dám nói là ông không biết đối tượng mà ông phải đối phó là cậu chủ tôi đây sao? Lúc nãy, tôi vừa mới bước vào đây thì ông đã nói với con trai ông thế nào hả? Ông đã bảo thằng con trai ông cưỡng hiếp vợ của tôi ở ngay trước mặt tôi. Hoàng Thiên lập tức nổi giận đùng đùng mà quát tháo với ông ta. Tôi tôi tôi. Phạm Văn Quang bị anh cha hỏi đến nỗi trả lời lắp bắp ông ta thừa biết giờ ông ta có lên tiếng cãi lại anh thì cũng vô dụng, vì trí nhớ của Hoàng Thiên rất tốt nên anh đã khắc ghi hết tất cả câu nói của ông ta. Rắc rắc, Hoàng Thiên lại bắt đầu vung cây côn lên mà đánh gáy cái chân phải của Phạm Văn Quang. Ôi, ai ai, Phạm Văn Quang nào có chịu được sự đau đớn đến tột cùng như thế, vì vậy nên ông A đã không ngừng gào thét thảm thiết. Hoàng Thiên cũng không hề có ý định nương tay với ông ta, anh tiếp tục đập gấy cái chân còn lại của Phạm Văn Quang sau đó một trận côn ập đến trên đầu ông ta anh đánh ông ta dã man đến nỗi ngay cả mẹ ông a cũng không nhận ra ông ta trải qua một trận đánh tàn bạo này phạm văn quang đã bắt đầu thoi thóp ông ta đã gần như sắp chết đến nơi rồi trương lan phượng chứng kiến cảnh tượng đó mà trợn tròn mắt lúc này đầu óc bà ta đã hoàn toàn trở nên trống rồng trong đầu bà ta chỉ hiện lên ba chữ đó chính là nghĩ mà sợ hơn nữa suốt cuộc thân phận thật sự của hoàng thiên là gì chứ tại sao mấy người này lại gọi hoàng thiên là cậu chủ chỉ riêng điều này thôi mà đã sớm khiến trương lan phượng cảm thấy nhức đầu trong lòng trương lan phượng tò mò không chịu được nhưng bà ta lại không dám hỏi anh cả lâm ngọc an và lâm huỳnh mai cũng giống như bà ta vậy các cô cũng rất tò mò về thân phận thật sự của hoàng thiên tóm lại qua tình cảnh hiện tại thì có thể khẳng định rằng chắc chắn hoàng thiên không phải là người có xuất thân từ một gia đình nghèo khó mà ngược lại là xuất thân từ gia đình cực kỳ giàu sang còn là một cậu chủ. Lôi ông ta ra mà tiếp tục chăm sóc, cho ông già này giữ lại cái giọng là được. Hoàng Thiên trực tiếp lên tiếng ra lệnh cho tên đàn em. Tên đàn em tuân theo lời anh, bắt đầu kéo cả hai cha con Phạm Văn Quang và tên một mắt kia ra ngoài giống hệt như con chó chết vậy. Lúc này, chỉ còn bốn tên tay sai của Phạm Văn Quang, bốn người đàn ông trung niên với bộ trang phục lố lăng đã sớm run lẩy bẩy bởi vì sợ hãi rồi ngay cả ông chủ của họ mà còn bị hoàng thiên ngược đãi đến sống dở chết dở thì nói gì tới bọn họ đây bọn họ bị ép nằm dưới đất không có cách nào để quỳ lạy van xin anh nên cả bốn người đều sốt ruột đến nỗi mặt mũi tái mét cậu chủ thiên xin hãy tha cho cái mạng chó của chúng tôi đi chúng tôi dám bảo đảm cả đời này chúng tôi cũng không dám bước chân vào thành phố bắc ninh dù chỉ là nửa bước một người đàn ông trung niên đang nằm dưới đất lên tiếng cầu xin anh hoàng thiên cũng không thèm liếc mắt nhìn bốn tên cặn bã kia anh trực tiếp vẫy tay với đàn em lôi ra đánh gãy chân chó của tất cả bọn họ cho tôi dạt tất cả đàn em của anh đều đồng thanh tuân lệnh bọn họ biết chỉ cần đánh không để chết là được đây cũng chính là chủ ý của nhà họ hoàng sau khi bốn tên kia bị lôi ra ngoài thì cuối cùng phòng khách cũng trở nên yên tĩnh thỉnh thoảng bên trong hành lang có chuyển đến tiếng la thất thanh của đám người kia nhất là tiêu đông mai tiếng gào thét của bà ta nghe rất khủng khiếp. Lâm Ngọc An cũng không lên tiếng khuyên nhủ Hoàng Thiên nữa, vì cô biết chồng của cô nhất định là đã phải kìm nén quá nhiều nỗi âm ức và sự tức giận nên anh mới làm như vậy. Nếu không, dựa vào tính cách của chồng cô, chắc chắn sẽ không có chuyện như thế xảy ra. Chồng cô đã quyết định làm như vậy thì hẳn là anh có lý do riêng của bản thân, nên cô cũng không khuyên anh điều gì. Còn Lâm Huỳnh Mai thì vẫn cảm thấy khiếp sợ mà đứng ngây ra đó ánh mắt của cô ấy cũng không hề rời đi đâu khác, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Cô ấy không dám nhận người này là anh rể của cô ấy. Ngày hôm nay cũng chính là ngày mà cô ấy cảm thấy ngạc nhiên và khiếp sợ với cuộc sống này. Lúc này, Trương Lan Phượng cũng chẳng dám thở mạnh, bà ta nhớ lại cảnh bà ta la làng ầm với Hoàng Thiên, rồi lại bắt đầu sợ Hoàng Thiên cũng tìm bà ta để tính sổ. Cũng may là Hoàng Thiên không giận ca chém thất với bà ta, anh cũng chẳng thèm nhìn bà ta dù chỉ một cái liếc mắt chồng à anh bất giận đi bọn họ cũng chưa làm gì em cả anh đừng để cơn tức giận làm ảnh hưởng xấu đến anh lâm ngọc an dịu dàng nói với hoàng thiên cô còn bước đến ôm lấy cánh tay của anh khi này hoàng thiên mới cười nhẹ một tiếng anh có thể cảm nhận được sự quan tâm của lâm ngọc an dành cho anh anh không sao đâu hoàng thiên nhìn lâm ngọc an mà đáp lại cô khi cô nhìn thấy hoàng thiên cười lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm cô biết cơn nóng giận của hoàng thiên cũng đã vơi đi một nửa cả hai người tiêu tấn và anh phó cũng đã đứng sau lưng của hoàng thiên bọn họ đang đợi lệnh từ anh đúng lúc này bên trong khu vực hiện lên một hình xoắn ốc còn truyền đến tiếng cánh quạt xé toạc không trung mọi người bước tới cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài một chiếc trực thăng thương vụ chậm rãi hạ độ cao xuống điều này đã thu hút đa số ánh nhìn của người dân xung quanh Họ vội vã đi đến vây quanh khu vực gần đó. Chiếc trực thăng từ trên không đáp xuống khu vực trống, cảnh tượng này thật sự rất ít khi thấy được. Không ít bạn trẻ lấy điện thoại di động ra mà bắt đầu quay lại khoảnh khắc trong nháy mắt này, sau khi quay xong họ còn đăng nó lên mạng. Ôi, là máy bay trực thăng cơ đấy, khu vực mà chúng ta sống cũng có người nhà giàu tới vậy sao? Đó là chiếc máy bay trực thăng tư nhân đó. Mau đi theo đi, mau đi theo đi rốt cuộc chị của tôi cũng đã tìm được ứng cử viên sáng giá rồi. Mấy bạn trẻ cứ như vậy mà bàn tán xôn xao ở khắp nơi, ánh mắt của bọn họ cũng không hề rời khỏi chiếc trực thăng. Lâm Ngọc An cũng có chút ngơ ngác, dường như cô nhạy bén phát giác ra được rằng chiếc trực thăng này đến đây thật sự là quá trùng hợp, rất có thể là nó có liên quan tới Hoàng Thiên. Lâm Huỳnh Mai cũng không nhìn Hoàng Thiên nữa, cô ấy chạy đến bên cửa sổ mà nhìn ra ngoài, đôi mắt cô ấy vì tò mò mà trợn o lên. Trương Lan Phượng nhìn thấy cảnh tượng này mà lòng hoảng hốt, bà ta uốn éo cái mông đến bên cửa sổ rồi thò đầu ra bên ngoài với Lâm Huỳnh Mai. Người khác thì không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng Hoàng Thiên vừa nhìn đã lập tức nhận ra ngay, quản gia Trần đang ngồi trên chiếc trực thăng kia và nó cũng là chiếc trực thăng của nhà họ Hoàng. Nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đậu trong khuôn viên nhà mình, Hoàng Thiên rất bất ngờ. Nhưng anh cũng lờ mờ đoán ra là cha ruột của mình đã tới. Đến nhanh như thế sao? hai hàng lông mày của hoàng thiên cao lại việc cha anh tới đây nhanh như vậy đã chứng tỏ tầm quan trọng của tiêu đông mai trong lòng ông ấy chỉ một cú điện thoại mà cha anh đã ngồi trực thăng bay tới đây ngay lập tức tình hình bên phía hành lang đã trở nên loạn xà ngầu đàn em của tiêu tấn và anh phó nổ ra tranh chấp với phe kia có vẻ như chẳng bao lâu nữa sẽ lao vào làm một trận sống mái với nhau hoàng thiên sải bước đi ra ngoài anh đi về hướng của hành lang anh vừa rời khỏi đó, nhóm Lâm Ngọc An cũng đi ra theo. Trong hành lang, Hoàng Văn Thành mang theo quản gia Trần và Lương Mạnh Bắc đang đứng đối diện Tiêu Tấn và anh Phó. Mặt hai bên đều đỏ như gà trọi. Tiêu Đông Mai nằm trên mặt đất hấp hối, trông không khác gì một con chó sắp chết. Chắc hẳn khi Hoàng Văn Thành nhìn thấy cảnh này thì rất đau lòng. Ông thật sự đang rất tức giận. Bọn khốn kiếp kia, sao chúng mày dám đánh vợ tao? Chúng mày chán sống rồi à? hoàng văn thành ngang ngược chỉ vào tiêu đông mai đang nằm trên mặt đất hùng hổ chất vấn tiêu tấn và anh phó ban nấy tiêu tấn và anh phó còn đang nghênh ngang nhưng sau khi bọn họ nghe được lời của hoàng văn thành nói thì trở nên yên tĩnh thì ra người này chính là cha của hoàng thiên người đứng đầu nhà họ hoàng của đất thủ đô đối mặt với một ông lớn như vậy còn cứng được mới lạ ông ta là người giàu nhất đất thủ đô là một nhân vật cộng cán của cả cái thành phố này đấy thì ra là ông thành Thật sự xin lỗi. Tiêu Tấn rất ít khi cúi đầu trước ai, nhưng lần này anh ta cung kính mở lời với Hoàng Văn Thành. Dĩ nhiên, anh ta làm vậy một phần cũng là vì nể mặt Hoàng Thiên. Dù sao tiếp xúc với nhau lâu như vậy, Tiêu Tấn đã xem Hoàng Thiên như anh trai của mình từ lâu rồi, tình anh em của anh ta và Hoàng Thiên cũng rất bền chặt. Nếu không phải vì Hoàng Thiên, Tiêu Tấn cũng không khách sáo với ông như vậy, phải biết rằng từ trước tới nay anh ta chưa từng ngán ai cả. Anh phó cũng không hùng hổ như lúc nãy nữa, mặc dù anh ta không nói được lời hay ý đẹp gì nhưng mà anh ta cũng không lên tiếng. Hoàng Văn Thành đang định nổi cơn tam bành, nhưng mà đúng lúc này, quản gia Trần lại lên tiếng, "Ông chủ, bọn họ dù sao cũng là đàn em của cậu chủ, ông cũng đừng trách bọn họ nữa." "Vậy sao?" Hoàng Văn Thành có chút bất ngờ, nhưng mà ông vừa nghe được đám Tiêu Tấn đều là đàn em của Hoàng Thiên thì Hoàng Văn Thành cũng không tức giận như ban nãy nữa ông cũng không có tiếp tục gây khó dễ cho tiêu tấn và anh phó hoàng thiên bước về phía hoàng văn thành hoàng thiên hoàng văn thành rất kích động ông cảm thấy rất áy náy với hoàng thiên đối mặt với con trai mình trong hoàn cảnh này hoàng văn thành cũng không biết phải làm sao vốn dĩ ông phải đi gặp hoàng thiên từ sớm nhưng mà bởi vì tiêu đông mai nên lâu nay hoàng văn thành vẫn không xuất hiện lần đầu tiên ông tới thành phố bắc ninh gặp hoàng thiên lại là vì chuyện của tiêu đông mai hoàng văn thành cảm thấy vô cùng có lỗi với hoàng thiên cha tới nhanh thật quả nhiên ở trong lòng của cha tiêu đông mai mới là người quan trọng nhất hoàng thiên cười khổ nói với hoàng văn thành khuôn mặt già nua của hoàng văn thành nóng lên cho dù vì lý do gì thì sự thật trước mắt đúng là như vậy ông không còn lời nào để nói con có thể vì cha mà để lại cho bà ấy một con đường sống cha cảm thấy rất hài lòng hoàng văn thành gật đầu một cái nói với hoàng thiên Hoàng Thiên cũng không muốn nghe những lời khen như thế này. Anh tha cho Tiêu Đông Mai một mạng cũng không phải vì Hoàng Văn Thành, mà bởi vì Hoàng Thiên không muốn vì Tiêu Đông Mai mà liên lụy tới bản thân mình mà thôi. Thấy Hoàng Thiên không nói lời nào, Hoàng Văn Thành cũng đoán được ý nghĩ trong lòng của Hoàng Thiên, dù sao ông cũng là người đứng đầu nhà họ Hoàng của thủ đô, rất ít người có thể bị kịp với tâm tư và thủ đoạn của Hoàng Văn Thành. Con yên tâm đi, bắt đầu từ bây giờ cha sẽ khống chế tất cả các nguồn kinh tế của bà ấy, hơn nữa cha bảo đảm với con bà ấy tuyệt đối không thể bước ra khỏi nhà họ hoàng nửa bước cha sẽ không cho phép bà ấy gây phiền phức cho con nữa đâu hoàng văn thành trịnh trọng bày tỏ thái độ với hoàng thiên ông muốn cho hoàng thiên hết băn khoăn đồng thời cũng làm cho hoàng thiên hoàn toàn yên tâm mà chừa cho tiêu đông mai một con đường sống hoàng thiên cũng biết cha anh luôn giữ lời nói được thì làm được cho nên anh cũng không lo lắng cha mình sẽ nuốt lời đó là chuyện của cha, cho dù tiêu đông mai có gây phiền toái như thế nào đi nữa thì con cũng không sợ, nhưng mà bà ta sẽ không may mắn như lần này nữa đâu. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Này, Hoàng Văn Thành ngây ngẩn, ông phát hiện tính cách của đứa con trai này và chính mình lúc còn trẻ giống nhau như đúc, ngay cả cái tính nói một không nói hai cũng y xì một khuôn. Ha ha hai, được, cứ như vậy đi. Hoàng Văn Thành ha ha cười to, sau đó nói với quản gia Trần, đưa bà chủ đến bệnh viện. Dạt. Quản gia Trần đáp lời, bấm gọi 115. "Xin chào, cái này, vị này là sui gia của tôi sao?" Khuôn mặt của Trương Lan Phượng tràn đầy nụ cười, còn rực rỡ hơn cả hoa cúc đang nở rộ nữa, bà cúi người thật thấp chào Hoàng Văn Thành. Hoàng Văn Thành cũng đã sớm nghe quản gia Trần nói qua. Hoàng Thiên đã kết hôn ở thành phố Bắc Ninh, hơn nữa còn có một bà mẹ vợ rất đặc biệt. "Bà là mẹ vợ của con trai tôi à?" hoàng văn thành quan sát trương lan phượng một lượt nhàn nhạt hỏi trương lan phượng đã sớm bị khí thế của hoàng văn thành làm cho hoa mắt một người có thể sử dụng trực thăng riêng thì có thể là người bình thường sao không ngờ thằng con rể vô dụng của mình lại có một người cha quyền lực như vậy trương lan phượng cũng có nghe lâm ngọc an nhắc tới chuyện này cha của hoàng thiên hoàng phúc trường cũng không phải cha ruột mà là cha nuôi hoàng linh cũng không phải em ruột của hoàng thiên mà cha mẹ ruột của hoàng thiên lại là người khác ban đầu trương lan phượng vẫn không quá tin tưởng nhưng mà bây giờ thì bà đã tin rồi chẳng qua trương lan phượng không nghĩ tới cha ruột của hoàng thiên lại lợi hại như vậy còn có cả trực thăng riêng đứng trước một người như vậy trương lan phượng chỉ hận không thể quỳ xuống cúi lạy bà ta cúi gặp hẳn người trước mặt hoàng văn thành đúng rồi tôi chính là mẹ vợ của hoàng thiên ông xui mời ông vào phòng ngồi chơi một lát trương lan phượng rất nhiệt tình Vui vẻ ra mặt mời Hoàng Văn Thành vào nhà. Với thân phận của Hoàng Văn Thành, loại người như Trương Lan Phượng lúc trước còn lâu mới có cửa nói chuyện với ông. Nhưng mà bây giờ vì Trương Lan Phượng là mẹ vợ của Hoàng Thiên nên Hoàng Văn Thành vẫn nể mặt bà ta. "Bà xui đừng khách sáo, chúng ta cũng không phải người ngoài." Hoàng Văn Thành khẽ mỉm cười với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, có một thân thích quyền lực như vậy, bà còn không mau bô theo mới là lạ a à, ông xui nói đúng mời ông vào tôi đi pha trà cho ông trương lan phượng cười rất vui vẻ đón hoàng văn thành vào nhà lâm ngọc an thấy mẹ mình nhún nhường một cách quá đáng như vậy thì hai hàng lông mày của cô nhíu lại cho dù thân phận của đối phương có cao quý thế nào thì vẫn phải giữ vững danh dự của mình chứ lâm ngọc an cảm thấy mẹ của cô tự làm cho bản thân mất giá nhưng không còn cách nào khác tính tình của trương lan phượng luôn là như vậy luôn nhìn xem trong bát người ta có gì ninh hót người có tiền, xem thường người nghèo, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Quản gia Trần ở bên ngoài chờ 115 đến, Lương Mạnh Bắc đi theo Hoàng Văn Thành cùng nhau tiến vào. Đối với Lương Mạnh Bắc, mấy người Lâm Ngọc An đều không xa lạ gì, bọn họ đã gặp qua rất nhiều lần. Thấy Lương Mạnh Bắc đi theo sau lưng Hoàng Văn Thành, dáng vẻ cung kính, Lâm Ngọc An bọn họ đều rất kinh ngạc. Cho dù bọn họ có ngốc đến mức nào đi nữa thì bây giờ cũng nhận ra, Chẳng trách lúc trước Lương Mạnh Bắc nghe lời Hoàng Thiên như vậy, thì ra là do Lương Mạnh Bắc là người dưới trướng của nhà họ Hoàng. Khi những tới những thứ này, trong lòng Lâm Ngọc An cảm thấy run rẩy. Nếu thật sự là như thế thì thật sự quá khủng khiếp. Bây giờ, Lương Mạnh Bắc đang là chủ tịch của tập đoàn quốc tế toàn cầu, là gia đình giàu có nhất thành phố Bắc Ninh, thế mà lại là cấp dưới của cậu Thiên kia, thế cậu Thiên kia lợi hại tới mức nào chứ? không lẽ chồng cô thật sự xuất thân từ một gia đình giàu có hàng đầu sao không lẽ mình đã vô tình được gả vào một gia đình giàu có sao lâm ngọc an cảm thấy ngây ngẩn ngơ ngác nhìn về phía hoàng thiên cô có cảm giác giờ phút này hoàng thiên giống như một người xa lạ mà cô quen biết trương lan phương còn hơn thế bà ta cũng có cùng suy nghĩ với lâm ngọc an bà ta cảm thấy người con rể này của mình dường như không phải một tên phế vật chắc chắn anh có một lai like lịch cực kỳ vững chắc cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Huỳnh Mai cũng không thể khép lại được. Cô ấy võ gáy mình một cái, trong đầu bắt đầu nghĩ rằng trước đây mình cũng thật ngu ngốc. Nếu sớm biết được Hoàng Thiên không phải người vô dụng, Lương Mạnh Bắc đối đãi với Hoàng Thiên tốt như thế thì chắc chắn phải có nguyên nhân, sao cô ấy lại không nghĩ ra chuyện này chứ? Cô ấy nhớ lại bạn bè và bạn học của mình vẫn luôn lấy Hoàng Thiên ra để châm chọc cô ấy, Lâm Huỳnh Mai có cảm giác những người đó cũng thật buồn cười. Và chính bản thân cô ấy cũng thật nực cười, luôn cảm thấy xấu hổ vì Hoàng Thiên, luôn luôn xem Hoàng Thiên như một tên ăn hại. Anh rể, anh, rốt cuộc thì gia đình anh làm gì thế? Lâm Huỳnh Mai lắp bắp nhìn Hoàng Thiên, nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Mặc dù âm thanh của cô ấy rất nhỏ, nhưng tất cả những người trong phòng đều nghe rõ. Không đợi Hoàng Thiên lên tiếng, Hoàng Văn Thành đã nhíu mày. Không lẽ con trai mình kém cỏi như thế sao? Những năm nay con trai mình Vân luôn che giấu thân phận của bản thân sao? cô gái nhỏ cháu là ai thế hoàng văn thành khẽ cười quay sang hỏi lâm huỳnh mai ở trước mặt hoàng văn thành lâm huỳnh mai rõ ràng có hơi căng thẳng cười trả lời cháu là em dâu của con trai bác hi hi ôi ôi được được lãm dáng vẻ rất xinh xắn hoàng văn thành cười ha ha một tiếng sau đó ánh mắt ông lại nhìn về phía lâm ngọc an sau khi nhìn thấy dung mạo cũng như dáng người của lâm ngọc an hoàng văn thành âm thành khen ngợi ông cực kỳ hài lòng với dáng vẻ xinh đẹp và khí chất hơn người của lâm ngọc an cô gái này chắc hẳn là con dâu của tôi đúng chứ hoàng văn thành mỉm cười nhìn lâm ngọc an hỏi mặt lâm ngọc an đỏ bừng lên đây là lần đầu tiên cô gặp cha chồng mình vì thế cô cảm thấy vô cùng lúng túng cha lâm ngọc an xoắn suýt một hồi lâu lúc này mới lên tiếng hoàng văn thành vô cùng kích động bên cạnh đó ông cũng cảm thấy vô cùng áy náy Ông thậm chí còn không xuất hiện trong hôn lễ của con trai mình, đây là lần đầu tiên ông gặp con dâu của mình. "Được rồi, tốt lắm, Mạnh Bắc, nhanh chóng đi mở một tài khoản, sau đó chuyển vào đó 10.050 tỷ, rồi mang về đây." Hoàng Văn Thành nói. "Được, thưa ông chủ." Lương Mạnh Bắc nhận lời ngay lập tức, sau đó gọi điện thoại cho Lưu Nguyệt Hoa, bảo cô ta làm ngay lập tức. Những người ở đây ngoại trừ Hoàng Thiên Gia thì ai ai cũng cảm thấy kinh ngạc. 10.050 tỷ sao? Chỉ với một câu nói sao? Càng bất ngờ hơn chính là Hoàng Văn Thành chỉ thuận miệng nói một câu thế mà Lương Mạnh Bắc đã nhanh chóng làm theo. Chỉ có thể giải thích rằng tiền của tập đoàn quốc tế toàn cầu đều là của nhà họ Hoàng. Bịch, hai chân Trương Lan Phượng mềm nhũn ra, bà ta nhanh chóng ngồi bệt dưới đất. Bà ta thật sự không thể chịu nổi sự kích động này, cha của con rể mình đúng là kiêu ngạo tới trên mặt trăng. Con gái bà ta vừa gọi một tiếng cha. Hoàng Văn Thành đã nhanh chóng kêu Lương Mạnh Bắc lấy 10.050 tỷ, không lẽ 10.050 tỷ này là quả ra mắt cho con gái bà ta sao? Nghĩ tới đây, Trương Lan Phượng kích động tới mức cảm thấy khó thở, suýt nữa đã bị sốc. Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai cũng cảm thấy kinh ngạc, ngẩn người, đứng một chỗ không biết làm gì. Hai mắt nhìn nhau, há hốc mồm không biết nên nói gì. Hoàng Thiên hiểu ý của Hoàng Văn Thành, 10.050 tỷ này đối với nhà họ Hoàng mà nói cũng chỉ như mưa phùn mà thôi. Ông muốn tặng cho Lâm Ngọc An. Ông, ông Thành, 10.050 tỷ kia. Trương Lan Phượng kích động tới mức hai chân run rẩy, quên cả việc mình ngồi dưới đất trông vô cùng mất mặt, lắp bắp bỏ dậy hỏi Hoàng Văn Thành. Hoàng Văn Thành cũng không cười Trương Lan Phượng, ông biết với những người bình thường mà nói thì 10.050 tỷ này có ý nghĩa thế nào. Là cho con dâu tôi, bày tỏ chút tình trước mắt Trương Lan Phượng bỗng chốc tối sầm lại, bà ta nhanh chóng ngất xỉu, bịch một tiếng ngã xuống sàn. Mẹ! Lâm Ngọc An bà Lâm Huỳnh Mai cùng kêu lên, nhanh chóng chạy tới đỡ Trương Lan Phượng, kiểm tra xem bà ta có bị thương chỗ nào không. Hoàng Văn Thành thấy thế thì cau mày. Trong đầu đang nghĩ xem bà xui của mình bị bệnh gì. Là huyết áp thấp hay có vấn đề về tim mạch, chưa từng có người nào hở một chút là ngất xỉu như thế khi nhìn thấy dáng vẻ xấu xí như thế của trương lan phượng hoàng thiên nhíu mày trương lan phượng luôn nói hoàng thiên là một tên yếu đuối không giúp được gì bây giờ hoàng thiên thật sự muốn trả lại những lời này cho bà ta mẹ 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 mau tỉnh lại đi tỉnh lại đi mẹ lâm ngọc an gọi trương lan phượng còn lâm huỳnh mai thì xoa xoa huyệt thái dương của bà ta cuối cùng thì cũng đánh thức được trương lan phượng ôi a à. trương lan phương dường như bị đau thắt lưng hít một hơi thật sâu con người của bà ta đảo quanh, hừng hực khí thế. Mẹ, mẹ không sao chứ, bình tĩnh lại đi mẹ. Lâm Ngọc An vội vàng khuyên nhủ. Sao mà mẹ có thể bình tĩnh được chứ? Là 10.050 tỷ đó, ha 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 ha. Trương Lan Phương cười như điên, giống như đang bị điên vậy. Hoàng Văn Thành cảm thấy có hơi hối hận, nếu sớm biết Trương Lan Phượng là một người như thế thì ông đã không cho nhiều tiền như thế, cho khoảng mấy trăm triệu là được rồi chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện này con rể con rể quý hóa của tôi ha 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 nhà của cậu có tiền như vậy sao cậu không nói tôi biết sớm hơn chứ trương lan phượng như nhìn thấy cha ruột vậy trơ mắt nhìn hoàng thiên đừng nói tới việc giờ phút này bà ta sùng bái anh thế nào hoàng thiên cũng đã đoán trước được chuyện này từ sớm nếu như trương lan phượng không làm thế thì không phải là bà ta có tiền hay không thì tôi vẫn là tôi thôi một kẻ vô dụng thì vẫn mãi là một kẻ vô dụng mà thôi hoàng thiên thản nhiên lên tiếng anh khiến vẻ mặt già nua của trương lan phượng nóng bừng lên những lời mà hoàng thiên nói đối với bà ta mà nói thật sự quá khủng khiếp không không hề ai nói cậu là một tên vô dụng đâu chứ nếu ai nói cậu là một tên vô dụng thì người đó là người ngốc nhất trên đời vẻ mặt trương lan phượng cười tươi như hoa không biết làm sao để lấy lòng hoàng thiên hoàng thiên cũng ngơ ngác Trương Lan Phượng đang tự chửi bản thân mình sao? Mẹ, mẹ hãy bình tĩnh lại đi. Lâm Ngọc An khổ sở khuyên nhủ mẹ mình, cô cảm thấy mẹ mình thật sự quá nóng này, sao có thể cư xử như thế ở đây chứ? Trương Lan Phượng thật sự không thể giữ được bình tĩnh, bà ta nằm mơ cũng muốn mình phát tài, sống một cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền. Mình như thế, trong nhà bà ta lại có một cậu chủ giàu có, chẳng qua bà ta vẫn luôn không biết mà thôi con rể con cũng đừng giận mẹ như thế trước kia là do mẹ mắt mù ha ha mặt trương lan phượng cười giả lả với hoàng thiên được rồi đừng nhắc lại những chuyện trước đây nữa dù thế nào đi nữa thì mẹ cũng đã sinh cho tôi một người vợ vô cùng tốt tôi không trách mẹ hoàng thiên bình thản lên tiếng trong lòng trương lan phượng mừng thầm trong đầu thầm nghĩ hoàng thiên thật dễ qua mặt mới đó mà đã bỏ qua cho mình dễ dàng như thế sao thật tốt thật tốt chỉ cần dỗ ngọt Hoàng Thiên thì sau này bà ta sẽ có được vinh hoa phú quý, không phải sao? Trong lòng Trương Lan Phượng nghĩ tới những chuyện này thì cảm thấy sung sướng không thôi. Hoàng Thiên đương nhiên biết trong lòng Trương Lan Phượng đang suy tính điều gì, chỉ là anh không muốn nói ra mà thôi. Khi Hoàng Văn Thành chứng kiến những chuyện này thì ông có thể lờ mờ đoán được địa vị trước kia của Hoàng Thiên ở trong mắt Trương Lan Phượng là như thế nào. Nếu xét về bản lĩnh nhìn người thì Hoàng Văn Thành có thể được xem là một nhân vật tỉnh tường, vì thế làm sao ông ta có thể không nhận ra Trương Lan Phượng là kiểu người như thế nào chứ? Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng, điều quan trọng chính là Hoàng Văn Thành vô cùng hài lòng với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An cũng không thể nào thư giãn được, cô thật sự quá kinh ngạc. Điều mà cô chú ý nhất vào lúc này chính là cậu chủ nhà họ Hoàng ở Hà Nội trong truyền thuyết. Hoàng Thiên cũng họ Hoàng, ra thế lại hiển hách như thế không lẽ anh chính là cậu Thiên ở Hà Nội đó sao? Khi Lâm Ngọc An nghĩ tới đây, cô thật sự muốn cởi bỏ những khúc mắt đang trôn giấu trong lòng mình ra. Tổng Giám Đốc Bắc, cậu Thiên giúp tôi xây dựng sơn trang cẩm viên ở Hà Nội, có phải là Hoàng Thiên, chồng tôi không? Lâm Ngọc An hỏi Lương Mạnh Bắc với đôi mắt ngấn lệ. Lương Mạnh Bắc thấy chuyện đã tới nước này, ngay cả ông Hoàng cũng đã xuất hiện ở đây, chắc hẳn cậu chủ cũng không cần phải che giấu thân phận nữa đúng không nhỉ? nhưng lương mạnh bắc cũng không dám tùy tiện tiết lộ chuyện này ông quay sang nhìn trộm hoàng thiên hoàng thiên biết ý của ông bắc quay sang gật đầu với ông tỏ ý rằng ông có thể nói thật dù sao thì mọi chuyện cũng đã như thế hoàng thiên cũng không muốn giấu giếm thêm nữa kiềm nén lâu như thế anh cũng nên tiết lộ thân phận của mình rồi cô chủ thật sự đúng là như thế chồng cô chính là cậu chủ của chúng tôi cũng chính là cậu thiên ở hà nội Lương Mạnh Bắc khẽ mỉm cười nhìn Lâm Ngọc An, nói với vẻ chắc chắn. "Ôi trời ơi." Mặc dù Lâm Ngọc An đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe thấy lời khẳng định của Lương Mạnh Bắc thì cô vẫn cảm thấy kinh ngạc tới mức trợn mắt há mồm. Mọi người đều biết rằng, cậu Thiên ở Hà Nội chính là cậu chủ của gia đình giàu có nhất Việt Nam. Nhà họ Hoàng ở Hà Nội có khối tài sản hơn mấy trăm ngàn tỷ, khả năng kinh tế khủng khiếp tới mức khó có thể tưởng tượng được. Xuất thân trong một gia đình như thế, không thể nghi ngờ thân phận chồng quốc dân của Hoàng Thiên. Bất cứ người phụ nữ nào gả cho anh đều sẽ được hưởng thụ cuộc sống như một bà hoàng vậy. Lâm Ngọc An thật sự không dám tin những chuyện này là thật, cô ngơ ngẩn đứng tại chỗ, nhìn về phía chồng mình. Lâm Huỳnh Mai cũng ngã ngồi xuống đất, cô ấy thật sự không chịu nổi bất ngờ lớn như thế. Rốt cuộc anh rể mình là cậu chủ gia đình giàu có nhất Việt Nam sao? cuối cùng anh lại là cậu thiên mà mọi người vẫn luôn không ngừng tò mò, không ngừng ngưỡng một sao. Nếu như những người bạn học cũng như bạn thân của cô ấy mà biết được chuyện này, thì phản ứng sẽ như thế nào đây chứ? Lâm Huỳnh Mai thật sự không dám nghĩ tiếp, cô ngây ngẩn nhìn Hoàng Thiên, kích động tới mức hòa khóc. Trương Lan Phượng còn kinh khủng hơn, đầu óc bà ta lúc này cứ quay cuồng. Bà ta không ngừng lấy tay véo vào khuôn mặt mập mạp của mình. Sau khi xác nhận đây không phải là mơ, cả người Trương Lan Phượng tê dại, lần này bà ta thật sự không đứng dậy nổi. Người con rể mà bà ta vẫn luôn cho là vô dụng, thế mà lại là cậu Thiên ở Hà Nội. Người đã bỏ hơn 7 tỷ đầu tư vào dự án khu vui chơi hương thủy đương nhiên cũng chính là Hoàng Thiên. Vì thế cũng không có gì ngạc nhiên khi anh bỏ tiền ra giúp xây dựng Sơn Trang Cẩm Viên, đó là vì muốn giúp Lâm Ngọc An hoàn thành tâm nguyện của cha mình. Khi Trương Lan Phượng nghĩ tới đây thì bà ta có cảm giác mặt mình bị vỗ bốp bốp vài cái, không còn chỗ dung thân. Chồng à, anh, tại sao anh lại không nói với em sớm hơn? Lâm Ngọc An kích động nghẹn ngào, nhào vào lòng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cưng chiều ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô. Cô bé ngốc này, thân phận của anh thế nào quan trọng sao? Anh vẫn là anh, không phải sao? Hoàng Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An gật đầu thật mình, cô nở nụ cười hạnh phúc. Cô đã yêu Hoàng Thiên từ lâu rồi, không hề liên quan tới thân phận của Hoàng Thiên. Nhưng Hoàng Thiên lại chính là cậu Thiên ở Hà Nội, điều này thật sự khiến Lâm Ngọc An vô cùng ngạc nhiên, cũng như vui mừng, hỏi thử xem có người phụ nữ nào mà không vinh hoa phú quý chứ. Chồng cô tuyệt vời như thế, cô đương nhiên vui mừng tới mức rơi nước mắt, cô cùng kích động. Nghĩ tới dự án Sơn Trang Cẩm Viên, bên cạnh đó còn có dự án khu vui chơi Hương Thủy giúp hồi sinh Sơn Trang Cẩm Viên, cuối cùng Lâm Ngọc An cũng hiểu ra. Trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí đâu chứ? Nếu không phải là chồng cô thì ai có thể đối xử với cô tốt như thế chứ? Chồng à, anh nhận dự án khu vui chơi Hương Thủy là bởi vì để hồi sinh sơn trang Cẩm Viên sao? Lâm Ngọc An ngước mắt nhìn Hoàng Thiên. In Hoàng Thiên khẽ gật đầu. Lâm Ngọc An bật khóc, cô bị anh làm cho cảm động đến phát khóc. Hóa ra là do chồng mình, anh vẫn luôn âm thầm vì cô làm tất cả mọi thứ, thế mà cô vẫn luôn không biết gì cả còn nghĩ rằng cậu Thiên ở Hà Nội là người khác, và cô thật sự nên cảm ơn ân nhân của mình. Thế mà ân nhân của cô lại ở ngay trước mắt, là người chồng có tiếng mà không có miếng của cô. Khi nghĩ tới những chuyện này, Lâm Ngọc An khóc tự trách bản thân mình. Cô cảm thấy Hoàng Thiên thật sự rất yêu mình, ba năm, không hề động đến cô, cũng không yêu cầu cô phải làm gì cả. Vẫn luôn âm thầm yêu thương cô, vì cô mà làm tất cả mọi chuyện. Chồng à, thật sự xin lỗi anh. Lâm Ngọc An khóc tới mức cả người run rẩy, nếu như không phải ở đây đang có nhiều người thì bây giờ cô sẽ nhanh chóng kéo Hoàng Thiên vào phòng, thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Trong lòng Hoàng Thiên cũng vô cùng xúc động, anh hiểu rõ lời xin lỗi của Lâm Ngọc An là muốn nói đến điều gì. Nhưng khi một người đàn ông thật sự yêu thương một người phụ nữ thật sự không phải vì muốn chiếm được cơ thể của người phụ nữ, mà chỉ cần có thể ngày ngày thấy được người đó, ở cùng một chỗ với người đó, đã là một chuyện vô cùng hạnh phúc rồi cho tới bây giờ hoàng thiên cũng chưa bao giờ ép buộc lâm ngọc an điều gì anh muốn đợi đến ngày lâm ngọc an thật sự chấp nhận anh xem ra ngày đó cuối cùng cũng đã tới hoàng văn thành thấy được tất cả mọi thứ trong lòng ông cảm thấy vô cùng vui mừng nếu so sánh với tiêu đông mai vợ của ông thì hoàng văn thành cảm thấy có chút phiền muộn vợ của con trai mình xinh đẹp hơn tiêu đông mai rất nhiều đồng thời hoàng văn thành cũng nhìn ra được lâm ngọc an thật sự yêu thương hoàng thiên không phải bởi vì thân phận của Hoàng Thiên, điều này vô cùng đáng quý. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Trương Lan Phượng chậm chạp đi đến mở cửa, Lưu Nguyệt Hoa bước vào. Với cấp bậc của Lưu Nguyệt Hoa bây giờ thì cô ta vẫn chưa bao giờ tiếp xúc với Hoàng Văn Thành, chẳng qua là cho tới bây giờ Lương Mạnh Bắc cũng chưa bao giờ lừa dối cô ta chuyện gì, vì thế cô ta biết đang có chuyện gì xảy ra với Hoàng Thiên. "Chủ tịch, đây là tài khoản của công ty, bên trong có 10.050 tỷ." Lưu Nguyệt Hoa đi tới bên cạnh Lương Mạnh Bắc, đưa sổ tiết kiệm mà mình vừa làm xong. Ông chủ, Lương Mạnh Bắc giao sổ tiết kiệm cho Hoàng Văn Thành. Lúc này, Hoàng Văn Thành đi tới bên cạnh Lâm Ngọc An, lên tiếng, con dâu, chút nữa chúng ta sẽ tới ngân hàng, sau đó sẽ chuyển số tiền này vào tài khoản cá nhân của con. Lâm Ngọc An căng thẳng tới mức hoảng loạn, mặc dù cô đã chứng kiến vô số chuyện trên đời, nhưng cũng không thể chịu được sự kích động như thế. 10 tỷ, một con số đáng kinh ngạc. C dùng 10 kiếp cũng không thể xài hết. Cha chồng của cô cũng có tiền quá chứ. Lâm Ngọc An không dám trả lời, cô khó xử nhìn Hoàng Thiên. Đừng lo lắng, em nên nhận lấy đi. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An cười một cái, lên tiếng trấn an cô. Đúng, đúng, nếu không nhận số tiền này thì xem như không nể mặt xui ra của tôi rồi. Thế này đi, hãy chuyển tất cả số tiền này vào tài khoản của tôi đi, tôi sẽ giữ thay cho Ngọc An. Trương Lan Phượng giống như đang hăng máu vậy, nhanh chóng chạy ùa tới, muốn nhanh chóng cướp lấy sổ tiết kiệm trong tay Hoàng Văn Thành. Hoàng Thiên cũng không cảm thấy kinh ngạc trước thái độ của Trương Lan Phượng. Hoàng Thiên sống cùng mẹ vợ hơn 3 năm, bà ta là người như thế nào lẽ nào anh còn không biết. Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai đều không ngạc nhiên chút nào, các cô đều biết mẹ mình là hạng người thấy tiền là sáng mắt. Nhưng mà những người khác đều không biết. Tất cả bọn họ đều bị sự mặt dày của Trương Lan Phượng làm cho kinh ngạc. Đặc biệt là Hoàng Văn Thành, đúng là mở rộng tầm mắt, ông chưa từng nghĩ mẹ vợ của con trai mình lại là một người như vậy. Lương Mạnh Bắc ít nhiều biết một chút tình hình trong nhà của Hoàng Thiên, ông cũng biết Trương Lan Phượng là một người rất khó dây vào, bà ta rất đanh đá chua ngoa, cho nên lúc này ông ta chỉ đứng ở một bên cười không nói gì. Lưu Nguyệt Hoa cũng không biết nên nói gì, chỗ này toàn là những nhân vật cộm cán. Cô còn chưa có tư cách lên tiếng. Mẹ, đừng có làm quá lên như thế. Lâm Ngọc An cảm thấy cực kỳ lúng túng, cô nhỏ giọng nhắc nhở Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng không hề cảm thấy cách làm của mình có chỗ nào không ổn, hơn nữa bà ta cảm thấy nên giao số tiền 10.050 tỷ đó cho bà ta giữ, nếu không buổi tối bà ta sẽ không thể nào ngủ được. Ngọc An, con đừng nói gì cả. Trương Lan Phượng chớp mắt nhìn về phía Lâm Ngọc An, ý bảo cô đừng ngăn cản. Thật ra thì Trương Lan Phượng tính rồi, bà ta sợ nếu để số tiền 10.050 tỷ đó rơi vào tay Lâm Ngọc An thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Hoàng Thiên lừa mất, cho nên để cho bà ta bà ta giữ vẫn an toàn nhất. Lâm Ngọc An cũng đoán được tính toán của Trương Lan Phượng, cô lắc đầu cảm thấy mẹ mình thật nông cạn. Làm vợ chồng với Hoàng Thiên mấy năm, đương nhiên là Lâm Ngọc An hiểu rất rõ tính cách của Hoàng Thiên, cô cũng biết Hoàng Thiên tuyệt đối sẽ không coi 10.050 tỷ ra gì cả. Bà Phượng chuyện này không được hợp lý cho lắm, ông chủ chúng tôi cho con dâu quà gặp mặt, sao bà lại nhận thay chứ? Lúc này Lương Mạnh Bắc cười một tiếng nói với Trương Lan Phượng. Nhưng lời ông ấy nói rất thắng thắn, nghĩa bóng chính là Trương Lan Phượng là cái thứ gì? Có tư cách gì giữ 10.050 tỷ chứ? Trương Lan Phượng giận dữ nghiến răng, hận Lương Mạnh Bắc đến thấu xương. Nhưng bà ta cũng không dám nổi giận, dù sao tiền vẫn chưa tới tay nên bà ta cũng không thể đắc tội với Lương Mạnh Bắc được, càng không thể để cho Hoàng Văn Thành có cái nhìn không tốt về mình. Thật ra thì Hoàng Văn Thành đã sớm cảm thấy bà ta chẳng ra gì rồi, ông thấy Trương Lan Phượng vẫn còn muốn vươn tay cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm thì mặt của Hoàng Văn Thành trầm xuống. Bà xui, bà làm như vậy hình như không được tốt cho lắm. Hoàng Văn Thành rất nghiêm túc nói. Khí thế của người đứng đầu của nhà họ Hoàng bùng nổ, giờ phút này hoàn toàn bùng phát khiến người ta cảm thấy rất áp lực trương lan phượng cảm thấy kinh sợ bà cũng biết rằng chuyện này không ổn rồi bà dám nặn ra nụ cười a à, tôi chỉ đùa một chút thôi sao tôi có thể giữ nhiều tiền như vậy chứ số tiền này quá lớn vừa nói trương lan phượng vừa trà sát tay của mình vào nhau có vẻ rất tiếc nuối ngọc an mau cầm đi hoàng văn thành khẽ mỉm cười với lâm ngọc an đưa sổ tiết kiệm cho cô nhưng Lâm Ngọc An lại không nhận, số tiền này quá lớn, cô thật sự không dám nhận. Con không thể nhận số tiền này được, quá nhiều. Lâm Ngọc An khổ sở nhìn Hoàng Văn Thành nói. Cái gì? Hoàng Văn Thành thật sự hoài nghi không biết mình có nghe lầm hay không, ngay cả Lương Mạnh Bắc và Lưu Nguyệt Hoa cũng nghẹn họng nhìn cô chằm chằm. 10.050 tỷ đấy, thế mà lại có người sẽ từ chối nhận số tiền lớn như vậy. Đối với nhà họ Hoàng mà nói, số tiền này không đáng bao nhiêu hết mau nhận lấy đi. Sau khi Hoàng Văn Thành phục hồi tinh thần, ông nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nhìn sang Hoàng Thiên, Hoàng Thiên gật đầu một cái, ý bảo kêu cô mau nhận lấy. Dạ vâng, con cảm ơn cha. Lâm Ngọc An rất lễ phép nói với Hoàng Văn Thành. Hoàng Văn Thành rất vui vẻ, Hoàng Thiên có thể lấy được cô vợ tốt như vậy, ông thật sự rất vui. Vậy cha đi trước đây, Thiên à, một thời gian nữa, con hãy đưa vợ cùng nhau về Hà Nội đi. Hoàng Văn Thành nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì, ngay cả anh cũng không thích về Hà Nội chứ nói chi đưa Lâm Ngọc An cùng trở về. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là Tiêu Đông Mai. Mặc dù lần này anh đã cho Tiêu Đông Mai một bài học nhớ đời, nhưng sau cùng anh vẫn tha cho bà ta một mạng, vì thế chắc chắn vẫn còn hậu hoạn về sau. Căn nhà ở thủ đô, không trở về cũng được. Hơn nữa Hoàng Thiên cũng biết nguyên nhân Hoàng Văn Thành gấp gáp rời đi như vậy, Hoàng Văn Thành đang nóng lòng đi bệnh viện chữa trị cho Tiêu Đông Mai, ông sợ để lâu sẽ không còn kịp nữa. Sau khi Hoàng Văn Thành đưa Lương Mạnh Bắc và Lưu Nguyệt Hoa rời đi nơi này, ông thật sự đã chạy thẳng tới bệnh viện. Tiêu Đông Mai và những người khác đều được đưa đến phòng cấp cứu. Hoàng Văn Thành không cho Lương Mạnh Bắc và Lưu Nguyệt Hoa đi theo, ông chỉ mang theo quản gia Trần và hai tên đàn em vào bệnh viện. Thấy Tiêu Đông Mai đang nằm trên giường bệnh, Hoàng Văn Thành cảm thấy vô cùng đau lòng. Hoàng Thiên đâm vào bụng của Tiêu Đông Mai một nhát, còn đánh gãy hai chân của Tiêu Đông Mai, trông bà ta lúc này vô cùng thê thảm. Hoàng Văn Thành cũng biết chuyện này xảy ra ông là người có trách nhiệm lớn nhất, trách ai cũng vô dụng. Ông chủ, lần này cậu chủ đã nương tay lắm rồi, nếu không bà chủ không thể còn sống đâu." Quản gia Trần nói với Hoàng Văn Thành. Hoàng Văn Thành thở dài một cái nói, chỉ mong mọi chuyện chấm dứt tại đây. Nếu như bà ấy còn không tỉnh ngộ thì tôi cũng không giúp được gì nữa. Quản gia Trần không nói gì nữa, nhưng theo hiểu biết của ông về Tiêu Đông Mai thì ông biết Tiêu Đông Mai chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Đam Mỹ hài. Sau khi Trương Lan Phượng tiến Hoàng Văn Thành rời đi, trong lòng bà kích động đến nỗi tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Con rể của mình là cậu ấm con nhà giàu có nhất đất thủ đô, hơn nữa lại còn là con trai độc nhất, tin tức này mạnh mẽ ập vào người bà làm bà cảm thấy bản thân như đang nằm mơ vậy. Lúc này Trương Lan Phượng nhìn Hoàng Thiên như thế nào đều cảm thấy thuận mắt, giống như đang nhìn thần tài vậy. "Con rể, buổi tối con muốn ăn cái gì? Mẹ đi mua thức ăn." Trương Lan Phượng ân cần hỏi han, bắt đầu nịnh hót Hoàng Thiên. Nếu như Trương Lan Phượng vẫn có thể giữ thái độ của trước kia, Hoàng Thiên sẽ rất kính trọng bà. Nhưng mà bây giờ bà lại như vậy, Hoàng Thiên thật không còn gì để nói. Sao một người lại có thể không biết xấu hổ đến vậy chứ? Tất cả đều do tiền mà ra thấy Hoàng Thiên không để ý tới mình, Trương Lan Phượng có chút nóng nảy. Con rể thân yêu ơi, con còn giận mẹ à? Hi, thôi mà, sau này chúng ta sẽ càng thân thiết yêu thương nhau hơn nhé, con nói xem tốt biết bao. Trương Lan Phượng cố gắng dặn ra nụ cười, bà ta cười nhìn không tự nhiên chút nào. Hoàng Thiên bị bà ta làm cho nổi cả da gà, hơn nữa thái độ của Trương Lan Phượng như vậy làm cho anh thật sự không thích ứng. Mẹ hãy quay về như trước đi, đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy con không quen đâu hoàng thiên nhíu mày một cái bất đắc dĩ nói trương lan phượng âm thầm cắn răng trong đầu nghĩ tên khốn kiếp này được voi còn đòi tiên à bà đây cho nó mặt mũi mà nó còn lên mặt mặc dù trong lòng coi thường hoàng thiên thế nào thì trương lan phượng cũng không dám bùng nổ từ đầu đến cuối bà đều nở nụ cười hoàng thiên không muốn nhìn dáng vẻ nịnh hót của trương lan phượng nữa cho nên anh kéo tay của lâm ngọc an nói Ngọc An, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Ừ. Trong lòng của Lâm Ngọc An vẫn đang rất rối loạn, cô vẫn chưa hoàn hồn lại sau chuyện hôm nay. Lên tiếng đồng ý, Lâm Ngọc An đi theo Hoàng Thiên ra cửa. Huỳnh Mai, con nhìn đi, Hoàng Thiên đúng là cái thứ không biết điều. Nịnh nó mấy câu, nó còn bày đặt lên mặt. Trương Lan Phượng không hài lòng nói. Lâm Huỳnh Mai nhìn thấy mẹ vẫn nói Hoàng Thiên như vậy, cô cũng chẳng biết nói gì cả. Mẹ lúc nãy mẹ còn nịnh nọt anh rể sao bây giờ lại nói cậu đấy như vậy rồi lâm huỳnh mai bất đắc dĩ nói eo em đi con nhìn xem cậu ta cứ xem chúng ta như châu vậy một chút cũng không để chúng ta vào mắt trương lan phượng không phục lên tiếng lâm huỳnh mai biết trong lòng mẹ đang rất khó chịu nhưng mà cũng không có cách nào khác ai bảo mẹ lại quá đáng với hoàng thiên như vậy mẹ ơi gia thế của anh rể kinh khủng như vậy con thấy sau này mẹ nên đối xử khác với anh ấy đi đừng có nói cậu ấy như vậy làm như vậy sẽ có lợi cho mẹ hơn lâm huỳnh mai khuyên nhủ mẹ trương lan phượng hừ một tiếng nhưng bà vẫn không phục chủ yếu là vì hoàng thiên không để ý đến bà điều này là điều làm bà uất ức nhất hoàng thiên và lâm ngọc an đi dạo phố nói chuyện ngược lại rất vui vẻ đến tận buổi tối hai người mới nhớ ra là chưa về nhà hai người rất hưởng thụ khoảnh khắc lãng mạn này đối với lâm ngọc an mà nói ngày hôm nay là một ngày có ý nghĩa rất lớn cũng là ngày kinh hoàng nhất của cô hoàng thiên anh với mẹ kế của anh sao lại có mối thủ lớn như vậy tại sao bà ta lại giết người lâm ngọc an hỏi hoàng thiên câu hỏi này cô đã giữ ở trong lòng rất lâu rồi hoàng thiên cũng không giấu lâm ngọc an đem toàn bộ câu chuyện nói cho cô nghe lâm ngọc an càng nghe càng kinh ngạc cô thật sự không nghĩ được rằng trên thế giới này lại có một người phụ nữ có lòng dạ độc ác như vậy rõ ràng là ăn của nhà họ hoàng mặc của nhà họ hoàng vậy mà đến cuối cùng lại giết chết cậu ấm nhà họ hoàng có thể thấy rõ ràng sự ích kỷ và máu lạnh của bà ta chồng ơi chúng ta không cần đi hà nội đâu cứ ở bắc ninh sống là được rồi lâm ngọc an im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng nói với hoàng thiên hoàng thiên giật mình sau đó cười nhẹ ôm lấy lâm ngọc an vào trong lòng sao anh lại không nhìn ra lâm ngọc an sợ tiêu đông mai chứ không muốn đi hà nội cũng là vì không muốn nhìn thấy tiêu đông mai nữa hoàng thiên cũng nghĩ như vậy anh hy vọng cả đời này không bao giờ gặp lại tiêu đông mai nữa chỉ là tiêu đông mai có thể rút ra bài học kinh nghiệm lần này về sau biết thân biết phận hơn đây chính là kết quả tốt nhất rồi yên tâm đi chúng ta không đi hà nội nữa ở bắc ninh sống đừng có quên là anh đã ở rể nhà em rồi hoàng thiên cười nói lâm ngọc an nghe xong cũng cười theo dựa đầu vào trong lòng của hoàng thiên Đêm đã muộn, vào lúc này ở trong bệnh viện nhân dân thành phố Bắc Ninh. Tiêu Tử Phong em trai của Tiêu Đông Mai vừa nghe tin đã nhanh chóng từ Hà Nội về. Đi cùng với Tiêu Tử Phong là anh em Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan, còn có cả Phan Hạo cậu ấm của gia đình có thế lực thứ hai Hà Nội. Lần trước ở Hà Nội, cả bốn người đều bị Hoàng Thiên trừng trị không nhẹ, đặc biệt là Lương Thiên Vũ và Phan Hạo, suýt chút nữa thì bị Hoàng Thiên đánh chết. Mặc dù lúc đó Lương Thiên Vũ cầu xin Hoàng Thiên tha thứ, hứa sẽ không động chạm gì tới Hoàng Thiên nữa nhưng mà sự oán giận trong lòng khó có thể quên. Lương Thiên vũ hận không thể một dao giết chết Hoàng Thiên. Sau khi Tiêu Đông Mai tỉnh lại, việc đầu tiên làm đó là gọi điện cho Tiêu Tử Phong bảo cậu ta nhanh chóng đến thành phố Bắc Ninh. Hoàng Văn Thành cũng không nghĩ nhiều, người thân ở Hà Nội của Tiêu Đông Mai cũng chỉ có Tiêu Tử Phong mà thôi, xảy ra chuyện như này, bà ta bảo Tiêu Tử Phong đến cùng là hợp tình hợp lý. Khi Tiêu Tử Phong nhìn thấy Tiêu Đông Mai bị thương thành như vậy, anh tức giận nghiến răng kèn kẹt. Vì có Hoàng Văn Thành ở đây nên Tiêu Tử Phong cũng không dám nói cái gì. "Chị, chị cứ dưỡng thương cho tốt, những việc khác chị cứ yên tâm." Trong lời nói của Tiêu Tử Phong có lời nói cho Tiêu Đông Mai. Tiêu Đông Mai có thể nghe ra ý của Tiêu Tử Phong, bà ta biết Tiêu Tử Phong sẽ nghĩ cách báo thù cho bà ta. Ba người cũng đến sao? Hoàng Văn Thành nhìn anh em Lương Thiên Vũ còn có cả Phan Hạo bất ngờ nói: "Chào chú Thành ạ." À. Ba người cùng lên tiếng chào Hoàng Văn Thành, nhìn dáng vẻ rất lễ phép. Hoàng Văn Thành không biết ba người cùng đi với Tiêu Tử Phong ở ngoại ô phía Tây thành phố Hà Nội đã từng gây khó khăn cho Hoàng Thiên cho nên lúc này ông cũng không nghĩ quá nhiều. Lương Thiên Vũ thấy ở trong phòng nói chuyện không tiện nên đã liếc mắt cho Tiêu Tử Phong biểu thị muốn hắn ra ngoài nói chuyện. Tiêu Tử Phong hiểu ý, nói với Hoàng Văn Thành: anh rể bọn em ra ngoài hút điếu thuốc đi đi hoàng văn thành gật đầu bọn tiêu tử phong đầu đi hết bốn người đi vào một con hẻm nhỏ ở bên ngoài bệnh viện nhìn thấy ở đây vừa yên tĩnh vừa không có người đi qua bọn họ chọn ở đây để tính kế chú phong chị của chú bị hoàng thiên đánh thành ra như vậy chú định làm thế nào thế ánh mắt lương thiên vũ nhìn xung quanh cậu ta chuẩn bị kích thích tiêu tử phong trong lòng Tiêu Tử Phong căm ghét Hoàng Thiên nhưng lúc ở Hà Nội cũng rất sợ Hoàng Thiên. Nhưng mà bị Hoàng Thiên hành cho thảm hại rồi. Về phần làm cho Tiêu Đông Mai bị thương thành như vậy, Tiêu Tử Phong ngược lại cũng không mấy quan tâm, anh chàng này cũng rất lạnh lùng. Thiên Vũ, chú Phong bây giờ vẫn không có chủ ý gì, cháu nói xem chú nên làm thế nào bây giờ? Tiêu Tử Phong một mặt đau khổ nhìn Lương Thiên Vũ hỏi. Lương Thiên Vũ trước nay là người đủ xấu xa, anh ta muốn báo thù Hoàng Thiên nhưng lại không dám chạm mặt trực tiếp với Hoàng Thiên. Nhưng lúc này đối với Lương Thiên Vũ mà nói thực sự là một cơ hội trời ban, chỉ cần châm lên ngọn lửa trong lòng Tiêu Tử Phong thì có thể biến Tiêu Tử Phong thành cây thương rồi. "Ôi, cháu nói này chú Phong, điều này vẫn còn cần nghĩ sao? Người nằm trên giường bệnh kia là chị ruột của chú đấy, chú nhìn xem chị chú bây giờ thảm thương biết bao. Còn nữa, mấy năm nay chú ăn chơi đàng điếm còn không phải chị của chú cho tiền tiêu sao?" bây giờ gì ấy bị hoàng thiên làm cho khổ sở như vậy nếu như chú không báo thù cho gì ấy người trong cuộc sẽ chế nhạo chú như thế nào lương thiên vũ châm dầu vào lửa nói phóng đại lên vừa nói vừa nhìn phản ứng của tiêu tử phong quả nhiên sắc mặt của tiêu tử phong ngày càng xấu đi đến mức tái nhợt đi ngay cả khi chị gái của anh ta mất anh ta cũng không đau lòng đến vậy nhưng mà lương thiên vũ đã nói nếu như Tiêu Tử Phong không tìm Hoàng Thiên báo thù thì những người bên cạnh anh ta sẽ cười nhạo anh tét nghĩ đến những lúc ở Hà Nội, Hoàng Thiên đã làm cho anh ta rất thảm rồi, trong lòng anh ta càng thêm giận dữ. Thiên Vũ, vậy cháu nói xem chú nên làm cái gì? Tìm Hoàng Thiên đánh cho một trận hay là như thế nào? Tiêu Tử Phong căn răng hỏi Lương Thiên Vũ. Lương Thiên Vũ hừ một tiếng rồi nói với Tiêu Tử Phong, chú Phong, đánh Hoàng Thiên một trận thì có tác dụng gì chứ? có khi Hoàng Thiên lại phản ngược lại đánh chú ý. Cháu thấy nếu bàn thì phải bàn cách nào dẫn đến đường chết. Làm cho Hoàng Thiên chết. Nói xong, Lương Thiên Vũ dùng tay kề bên cổ làm động tác giết. Tiêu tử phong thấy vậy sợ đến mức hít một hơi khí lạnh. Giết Hoàng Thiên sao? Đó không phải là chuyện đùa đâu, cho dù giấu được cảnh sát thì cửa Hoàng Văn Thành cũng không phải dễ qua. Với sự thông minh và thủ đoạn của Hoàng Văn Thành, sớm muộn gì cũng tra ra ai là hung thủ. Nghĩ đến đây, đầu tiêu tử phong lắc giống như chống lắc vậy nhìn tiêu tử phong không dám, lương thiên vũ tức đến nỗi muốn mắng đường. Lương thiên vũ ra hiệu cho Phan Hạo, ý muốn Phan Hạo nói gì đó đi. Phan Hạo hận Hoàng Thiên đến tận xương tủy, anh ta lớn như vậy rồi vẫn chưa bao giờ chịu thiệt thòi vậy mà Hoàng Thiên lại làm anh ta thảm hại đến không thể tin, một chút mặt mũi cũng mất hết rồi. Chú Phong, cháu có cách có thể khiến Hoàng Thiên gặp Diêm Vương. Phan Hạo liếc mắt hừ lạnh nói. Có cách gì? Tỉnh thần Tiêu Tử Phong cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh ta vội vàng hỏi Phan Hạo. Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan chưa bao giờ nghĩ tới Phan Hạo sẽ đưa ra chủ ý này, tất cả bọn họ rất mong đợi nhìn Phan Hạo. Khuôn mặt Phan Hạo âm u cười một tiếng, rồi nói với Tiêu Tử Phong, "Chú Phong, cháu nghe nói ông già nhà chú đã từng làm lính đánh thuê ở châu Âu đúng không?" Tiểu Tử Phong sững sờ một chút, vội vàng gật đầu nói, "Đúng vậy." "Cháu hỏi vậy làm gì?" nếu cha chú biết chị chú bị Hoàng Thiên đánh như vậy, ông ấy làm sao có thể bỏ qua cho Hoàng Thiên? Ha ha, chỉ cần cha chú có thể ra tay thì Hoàng Thiên sẽ chết không phải sao? Khuôn mặt Phan Hạo giữ tợn cười nói. Sau khi nghe xong Lương Thiên Vũ vỗ chán một cái nói, làm sao tôi không sớm nghĩ ra cách này nhỉ? Ha ha ha, chú Phong. Việc lần này phải nhờ chú rồi, chú để ông già nhà chú xuống núi, rồi giết chết Hoàng Thiên. Tiêu tử Phong cắn răng nhưng mà ông ta đứng im lặng một lúc lâu ông ta biết nếu giết chết hoàng thiên thì chuyện này không phải là chuyện đùa đâu cứ cho là nếu thành công thì hoàng văn thành sẽ giận dữ như sấm sét bằng mọi cách phải tìm ra người giết chết hoàng thiên nếu như việc này thất bại thì hoàng thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua đến lúc đó nếu cha ra thì cuối cùng cũng đủ uống một bầu rượu nghĩ tới nghĩ lui tiêu tử phong do dự không quyết định ông ta cũng biết cha ông ta là một người rất dũng mãnh nếu như chuyện này bị cha phát hiện thành phố bắc ninh có thể sẽ phải đổ máu phan hạo nhìn thấy tiêu tử phong do dự không quyết định cậu ta vội vàng chạy ra chỗ lương thiên vũ dẻo miệng lương thiên vũ biết nên anh ta lại thêm dầu vào lửa nói chú phong nếu bây giờ không giết tên đó thì mai sau chúng ta sẽ không có con đường tốt đâu hoàng thiên đã kết thù với chúng ta cho dù chú không muốn giết tên đó thì anh ta có thể bỏ qua cho chú sao sau này chú tự chịu không thể nào có Hoàng Văn Thành ở đây, dù lá gan của Hoàng Thiên lớn như thế nào thì cậu ta cũng không dám làm gì tôi với chị chú đâu, phải không? Tiêu tử phong lo lắng hỏi. Con người lương thiên vỗ trợn tròn, lớn tiếng nói, chú nghĩ đơn giản quá vậy. Nếu sau này Hoàng Văn Thành chết thì sao? Nếu Hoàng Thiên lên làm ông chủ nhà họ Hoàng, việc giết chết chú và chị gái chú không phải chỉ mất một ít thời gian của anh ta thôi à? Việc này, như cháu đã nói, nếu như Hoàng Thiên chết, vậy tất cả tài sản khổng lồ của nhà họ Hoàng sẽ rơi vào tay của người nhà họ tiêu của chú, ha ha ha. Vương Thiên Vũ cười nham hiểm nói. Sau khi tiêu tử phong nghe xong lời này, nhanh chóng cảm thấy kích động. Khối tài sản hơn hàng nghìn tỷ, nếu trên đời này không có Hoàng Thiên, chờ đến khi Hoàng Văn Thành chết, thì người vợ tiêu Đông Mai trên danh nghĩa cũng có thể được xem là một người thừa kết con trai của tiêu Đông Mai chết sớm như thế. Vậy thì khối tài sản hơn hàng nghìn tỷ đó sẽ để lại cho ai? còn không phải là để lại cho người nhà họ tiêu sao. Tiêu tử phong nghĩ đến những việc này. Ông ta kích động đến nỗi không nói lên lời. Được, cứ làm như thế đi. Dù sao Hoàng Thiên cũng phải chết, chú làm một người miệng ác một lần thì cũng được. Tiêu tử phong cắn răng nghiến lợi nói. Lương Thiên Vũ và Phan Hảo nghe thấy câu nói này, cả hai người cũng rất hưng phấn. Lấy bản lĩnh của Lương Thiên Vũ và Phan Hảo thì thật sự bây giờ không có cách gì để giết Hoàng Thiên. Nhưng mà cha của tiêu tử phong không giống họ, ông già kia giống như con hổ khỏe xuống núi, nếu muốn ông ta giết chết người khác thì rất dễ. Vậy chú nhanh gọi điện cho cha chú đi, việc này chúng ta không thể chậm trễ. Lương Ngọc Lan đứng bên cạnh không thể đợi được nói với tiêu tử phong. Lúc này đầu óc tiêu tử phong hơi tỉnh táo lại, ông ta thở dài nói, nhớ Hoàng Văn Thành cha được việc này là do cha chú làm, nhà họ tiêu cả chúng ta cũng đừng mong có con đường sống. Đệt! cha chú là lính đánh thuê nhiều năm ở châu âu ông biết nhiều lính đánh thuê họ đều là những lính đánh thuê chuyên nghiệp cần gì cha chú phải tự mình ra tay cha chú có thể tìm một người bạn đồng nghiệp đến giết hoàng thiên không phải là được sao miệng nhỏ nhắn của lương ngọc lan nói ra một loạt những câu hỏi thu từ tiêu tử phong nghe xong vỗ đùi nói rất hay cứ làm như vậy đi bây giờ chú sẽ gọi điện thoại cho cha vừa nói xong tiêu tử phong cầm điện thoại ra hai ngày trôi qua hai ngày này Hoàng Thiên trôi qua rất bình yên. Anh cảm thấy Tiêu Đông Mai đã học được một bài học lớn như vậy, sau này bà ta chắc sẽ yên tĩnh. Anh biết rằng hôm nay Hoàng Văn Thành sẽ dẫn Tiêu Đông Mai trở về Hà Nội, nhưng Hoàng Thiên không muốn đi qua đấy, anh vĩnh viễn không muốn gặp lại Tiêu Đông Mai. Lúc trời bắt đầu tối, Hoàng Thiên đang chuẩn bị ăn cơm tối thì nhận được cuộc gọi của Lương Thiên Vũ. Hoàng Thiên hơi bất ngờ khi thấy thằng này gọi điện đến. Lần trước trở về Hà Nội, hoàng thiên đã sớm nhìn thấy bộ mặt thật của lương thiên vũ nên anh cũng không muốn dính líu hay xuất hiện cùng với thằng này hoàng thiên trực tiếp tắt điện thoại rồi chuẩn bị ăn cơm nhưng lương thiên vũ rất cố chấp anh a lại gọi tiếp một lần nữa lần này hoàng thiên không nhịn được bắt máy alo anh thiên là em em là lương thiên vũ giọng nói lương thiên vũ cực kỳ nhiệt tình giống như những chuyện khi xảy ra ở hà nội căn bản chưa từng xảy ra vậy hoàng thiên rất bội phục ra mặt dày của lương thiên vũ tên đó vẫn còn gọi được anh thiên cậu gọi tôi có chuyện gì hoàng thiên trả lời bằng giọng lạnh lùng da mặt của lương thiên vũ thật sự rất dày anh ta rất nhiệt tình nói chuyện với hoàng thiên anh thiên chuyện lần trước em hối hận muốn chết bây giờ em đang ở thành phố bắc ninh em muốn mời anh ra nhậu hai anh em chúng ta nói chuyện một chút lương thiên vũ đang ở thành phố bắc ninh hoàng thiên rất kinh ngạc nhưng mà anh cũng biết tên lương thiên vũ này làm cái gì cũng liên lụy đến người khác lần này cậu ta đến thành phố bắc ninh chắc chắn không yên bình nghĩ đến việc này hoàng thiên không nhịn được hừ lạnh một tiếng xem ra có vài người rất muốn tìm cái chết ông đây không đi chọc mày mày lại dính đến đây chọc ông này ồ ha ha lương thiên vũ sau này cậu không cần gọi anh em với tôi đâu vì cậu không có tư cách đó vẻ mặt hoàng thiên lạnh lùng cười một tiếng Lương Thiên Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi ở đầu dây điện thoại bên kia. Thiếu chút nữa anh ta bị những lời nói này của Hoàng Thiên làm tức đến ngất. Nhưng vì phải hẹn Hoàng Thiên ra, Lương Thiên Vũ không để ý nhiều như vậy, anh ta cười ha ha một trận sau đó nói, "Anh Thiên, anh đừng nói đùa, ha ha ha, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến giờ mà." Cậu còn mặt mũi để nói những lời này? "Được rồi, có việc gì thì cậu nói thẳng ra đi." nếu như chỉ có việc muốn nói chuyện với tôi thì tôi không có thời gian để nói chuyện với cậu hoàng thiên nói đúng rồi tiêu tử phong cũng đến thành phố bắc ninh ông ta đến thăm chị gái anh ta lương thiên vũ nói hoàng thiên không lên tiếng anh cũng mơ hồ cảm giác được lương thiên vũ và tiêu tử phong đang hợp tác hại anh thấy hoàng thiên không nói gì lương thiên vũ nói tiếp anh thiên tiêu tử phong đã thay đổi rất nhiều em cũng vậy rất hối hận về chuyện lúc trước anh ta muốn mời anh ăn một bữa cơm để gỡ bỏ những hiểu lầm trước kia, dù sao thì hai người cũng là họ hàng mà. Hoàng Thiên đang muốn chửi Lương Thiên Vũ thì ngừng một lát, sau đó anh từ chối. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, Hoàng Thiên không có làm như vậy. Dựa vào trực giác của mình, Hoàng Thiên đã cảm thấy Lương Thiên Vũ và Tiêu Tử Phong đang ngấm ngầm định hãm hại anh. Thay vì bị bọn họ dò ngó hại anh trong bóng tối, không bằng anh gặp mặt bọn họ một lần xem bọn họ muốn làm cái gì. Nghĩa đến đây, mặt Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng nói, được, vậy cậu có thể nói cho Tiêu Tử Phong biết để cho ông ta chọn địa điểm gặp nhau đi. Vậy 8 giờ tối nay, chúng ta gặp nhau ở quán rượu Bình An ở thành phố Bắc Ninh nha, nơi này phục vụ rất cao cấp. Chỉ nghe giọng nói cũng biết Lương Thiên Vũ rất kích động. Không gặp không về. Hoàng Thiên nói xong thì cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại của Lương Thiên Vũ, Hoàng Thiên không kiềm chế được cười lạnh mấy tiếng anh nhớ lại việc lần trước ở Hà Nội, trong lúc anh tức giận đã đánh gãy chân của Phan Hạo và Lương Thiên Vũ. Nếu tính ngày thì từ ngày đó đến giờ hình như đã trôi qua hai tháng. Mọi người đều nói bị thương gân và xương thì phải trăm ngày mới khỏi, làm sao Phan Hạo và Lương Thiên Vũ khôi phục nhanh như vậy. Trong thời gian ngắn như thế mà đã đi được. Chắc là do tuổi bọn họ còn trẻ, trong nhà lại có tiền nên có thể chữa trị khôi phục sức sức khỏe như vậy. Trong lòng Hoàng Thiên suy nghĩ những việc này. Một vẻ diếu cợt hiện lên trên mặt anh, nếu như Lương Thiên Vũ muốn tìm cái chết một lần nữa. Hoàng Thiên không ngại làm cho thằng nhóc này nằm liệt mấy tháng trên giường. Hơn 7 giờ tối, Hoàng Thiên từ nhà đi ra ngồi lên xe mình. Bữa cơm tối nay nhất định là bữa tiệc hồng môn yến, trong lòng Hoàng Thiên biết rõ nên không thể mạo hiểm đến đó một mình, anh gọi điện gọi điện thoại của Vũ Thanh để anh ta đến quán rượu với anh. Trong ấn tượng của Hoàng Thiên, kể cả kẻ địch có mạnh thế nào chỉ cần có vũ thanh ở đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rất nhanh vũ thanh đã lái xe đến đây vũ thanh đến đây một mình có thể thấy là anh ta rất tự tin cậu chủ tôi nghe nói ông chủ đã về thành phố bắc ninh vũ thanh vừa nhìn thấy hoàng thiên thì hỏi ngay chuyện này ông chủ nhà họ hoàng từ hà nội đến thành phố bắc ninh chuyện này rất nhanh xôn xao khắp nơi vũ thanh cũng nghe nói thế ừ Hoàng Thiên gật đầu một cái, anh không nói gì nhiều. Cho tới bây giờ Vũ Thanh cũng không phải người như chuyện, lúc này anh ta nói, "Cậu chủ, cái tên Lương Thiên Vũ đó không phải hẹn 8 giờ gặp anh sao, bây giờ chúng ta đi thôi." "Đi." Hoàng Thiên vừa nói vừa đi lên xe, anh dẫn đầu đi đến quán rượu Bình An. Vũ Thanh lái xe đi theo sau xe Hoàng Thiên, anh ta biết tối nay Hoàng Thiên gọi anh đi cùng có nghĩa là tối nay ở đây rất nguy hiểm. Nhưng mà với sức mạnh của Vũ Thanh, loại người không ra gì như Lương Thiên Vũ không đủ để anh ta đặt vào trong mắt, vì vậy anh ta không dẫn theo một người đàn em nào cả. Hai chiếc xe một trước một sau rất nhanh đi đến trước của quán rượu Bình An. Hoàng Thiên vừa mới xuống xe, thì nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Có một đôi nam nữ trẻ tuổi, người đàn ông ăn mặc chỉnh tê, tuy dáng dấp hơi nhỏ nhưng đẹp trai, nhìn một cái là biết ngay đó là một người đàn ông trẻ tuổi lại nhiều tiền, người này chính là Lương Thiên Vũ. Đứng ở bên cạnh Lương Thiên Vũ là một cô gái tầm 20 tuổi, dáng dấp rất xinh đẹp còn mặc quần áo sexy, đó chính là em gái ruột của Lương Thiên Vũ tên là Lương Ngọc Lan. Anh Thiên, anh Thiên anh đến rồi, bọn em đứng ở đây một lúc rồi. Lương Thiên Vũ nhìn thấy Hoàng Thiên đi đến, đều nhiệt tình đi tới tiếp đón, chia ra hai bên chào hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy Lương Ngọc Lan cũng đi đến, anh hơi ngạc nhiên. Lương Ngọc Lan này cũng không biết xấu hổ à? lần trước anh đã tát cô ta mấy bạt tai chẳng lẽ cô ta quên rồi tại sao cô ta lại tới làm loạn thành phố bắc ninh trong lòng hoàng thiên không nói lên được lời nào anh chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ không nói câu nào cả ở hà nội lương thiên vũ và lương ngọc lan cũng là người có bối cảnh bình thường ai dám lạnh nhạt với bọn họ như vậy bọn họ phải chào đón hoàng thiên nhiệt tình như vậy nhưng thậm chí hoàng thiên còn không chào hỏi với bọn họ Bọn họ cảm giác như mình mặt nóng rán mông lạnh với Hoàng Thiên, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Mẹ nó, bây giờ Hoàng Thiên anh cứ ngông cuồng đi, chờ một lát nữa anh nhất định phải khó. C trong lòng Lương Thiên vô âm thâm chửi Hoàng Thiên, nhưng mà trên mặt anh ta vẫn mỉm cười. Anh Thiên, anh ăn với em một bữa cơm thôi làm sao lại dẫn vệ sĩ theo vậy? Anh không tin tưởng em sao? Lương Thiên vũ cười lạnh một tiếng, nhìn qua Vũ Thanh đứng sau lưng Hoàng Thiên. Tôi ăn cùng Tiêu Tử Phong mới đúng. Hoàng Thiên không có nhiều thời gian nói mấy chuyện linh tinh này với Lương Thiên Vũ, trực tiếp dùng giọng lạnh lẽo hỏi. Ông ta ở bên trong, anh Thiên chúng ta đi vào thôi. Lương Thiên Vũ nhiệt tình nói chuyện với Hoàng Thiên, nhưng anh ta lạnh lùng nhìn Vũ Thanh một chút, Lương Thiên Vũ rất không thích đối với việc Vũ Thanh đến đây. Mấu chốt tại vì Vũ Thanh có sức mạnh rất kinh khủng, nếu có Vũ Thanh đến đây, làm sao giết Hoàng Thiên được. Vũ Thanh cũng nhận ra ở đây anh ta là người không được hoan nghênh, nhưng càng như vậy Vũ Thanh lại càng muốn đi theo Hoàng Thiên. Anh ta cảm thấy nhất định Lương Thiên Vũ đã sắp đặt kế hoạch gì đó giờ chỉ cần Hoàng Thiên chui vào đây thôi. Anh Vũ Thanh, chúng tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu chủ Hoàng, anh có thể ở bên ngoài không? Lương Ngọc Lan đứng chắn trước mặt Vũ Thanh, rừng dưng cười châm biếm nói. Tôi có thể vào đây được hay không, là chuyện có có thể quyết định sao? Vũ Thanh cười khẩy, nhìn Lương Ngọc Lan nói trong lòng Lương Ngọc Lan dùng mình một cái, bởi vì cô ta nhìn thấy. Trong ánh mắt kia của Vũ Thanh chứa sát khí lạnh lẽo, trông rất đáng sợ. Cho nên Lương Thiên Vũ không dám ngăn Vũ Thanh nữa, cô ta ngoan ngoãn đứng ra bên cạnh để Vũ Thanh đi. Ở phía trước Lương Thiên Vũ niềm nở rất đường, dẫn Hoàng Thiên vào Vũ Thanh vào một căn phòng sang trọng. Trong lúc cánh cửa mở ra, Hoàng Thiên liếc mắt nhìn thấy Phan Hạo và Tiêu Tử Phong, hai người đang ngồi ở ghế lô với vẻ mặt âm trầm không khí trong căn phòng giống như bị đóng băng vậy, chỗ nào trong phòng cũng có một luồng sát khí chân áp. Ngồi ở bên cạnh Phan Hạo và Tiêu Tử Phong là một người đàn ông tâm 50 tuổi, người này có dáng người hơi mập, có khung người cao lớn, nặng tầm 90kg. Nhìn thấy Hoàng Thiên tiến vào, trên mặt Phan Hạo không nhìn ra biểu hiện gì. Lần trước Phan Hạo bị Hoàng Thiên hành hạ rất thảm, hai chân của cậu ta cũng đánh gấy, mấy hôm nay nằm trên giường bệnh đỡ hơn một chút, bây giờ cậu ta đi lại cũng không dám dùng sức nhìn thấy hoàng thiên con người phan hạo đỏ bừng cậu chủ hoàng anh đến rồi phan hạo đứng lên khuôn cậu ta trơ cháo không cười nói với hoàng thiên theo bản năng hoàng thiên nhìn hai cái chân của phan hạo anh nhìn thấy loại người này khôi phục nhanh như vậy hoàng thiên cũng giật mình cậu cũng đến đây ha ha chân cậu khỏi rồi à cậu đi thử hai bước cho tôi xem nào hoàng thiên cười khẽ nói với phan hạo Phan Hạo giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu, chắc chắn Hoàng Thiên đang chế nhạo cậu ta. Hoàng Thiên anh giỏi lắm, dám đánh gấy chân ông đây xong giờ anh còn dám chế nhạo ông. Phan Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, cậu ta nhìn Hoàng Thiên nói, cảm ơn anh quan tâm, chân tôi khỏi rồi. Hoàng Thiên, tối nay tôi sẽ cho anh nếm thử cảm giác gấy chân này. Nói xong lời độc ác này, Phan Hạo kéo cái ghế bên cạnh một cái. Ý cậu ta là Hoàng Thiên sẽ ngồi ở đó. Hoàng Thiên không đi đến ngồi vào đấy, anh đến nơi này không phải để uống rượu ăn cơm, mà anh muốn nhìn xem Lương Thiên Vũ và Tiêu Tử Phong muốn dở trò gì để hãm hại anh. Thật ra Hoàng Thiên đã đoán trước Phan Hạo sẽ có mặt ở đây. Xem ra Lương Thiên Vũ và Phan Hạo đúng là ở một phe. Lại cấu kết với nhau đến làm loạn thành phố Bắc Ninh. Cậu chủ thiên, anh có bản lĩnh không nhỏ. Không đợi Hoàng Thiên nói gì, tiêu tử phong đang ngồi ở đó đã lên tiếng, trợn tròn đôi mắt tam giác nhìn chầm chầm Hoàng Thiên. Việc này càng khiến Hoàng Thiên kinh ngạc, lần trước tiêu tử phong đã khum lúm chịu thua anh, làm sao bây giờ ông ta lại có khí thế hò hét rồi. Nhìn về phía người ngồi bên cạnh tiêu tử phong, ngồi ở đó là một ông già, ngược lại ông ấy tràn đầy sinh lực nhìn dáng vẻ rất ngang ngược. Hoàng Thiên đã hiểu, chẳng trách lần này đám người này dám ngông cuồng như vậy, kể cả có vũ thanh ở đây bọn họ vẫn còn hung hăng càn quấy như thế, làm loạn nửa ngày hóa ra là bọn họ tìm được người giúp. Tiêu tử phong, ông còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao? Vẻ mặt Hoàng Thiên Sa sầm lại, anh lạnh lùng nói. Tiêu tử phong đạp mạnh một cái trên bàn, ông ta đứng dậy quát to, tên họ Hoàng kia. Cậu đánh chị tôi đau như vậy, tối nay cậu phải trả giá đắt cho việc đó. Audio điện tử võ tấn bền bây giờ mới vừa gặp mặt mà bầu không khí trong này đã giống như tràn ngập mùi thuốc súng như người ta nói kẻ địch gặp nhau thì rất tức giận bây giờ tiêu tử phong nhìn hoàng thiên giống như đang nhìn kẻ thù ông ta đã sớm nghĩ hoàng thiên là kẻ thù một mất một còn của mình cho nên ông ta không thể nào che giấu được thù hận trong lòng bây giờ tiêu tử phong đang tức giận hoàng thiên nhìn thấy cái tính cách này của tiêu tử phong trong lòng anh buồn cười một trận xem ra ông ta đã tìm được người giúp nếu không ông ta làm sao có gan nói như vậy với anh tiêu tử phong ông có biết mình đang nói gì không vẻ mặt hoàng thiên lạnh lùng cười một tiếng nhìn tiêu tử phong nói tiêu tử phong nhìn thấy thái độ của hoàng thiên như vậy ông ta không kiềm chế được sự tức giận của mình phải biết tối nay ông ta dẫn cả cha mình tới cha ông ta cũng là một nhân vật có quyền lực nhớ năm đó khi cha anh còn ở châu âu làm lính đánh thuê ông đã giết không ít người có cha ông ta ở chỗ này, ông ta nghĩ, kể cả Vũ Thanh cũng phải là đối thủ. Ha ha, tên nhà họ Hoàng kia, có phải cậu dẫn cả Vũ Thanh đến đúng không? Có tên đó thì làm được gì? Tôi nói cho cậu biết, Vũ Thanh có đánh giấm cũng chả là gì cả. Tiêu Tử Phong chỉ Vũ Thanh đứng sau lưng Hoàng Thiên, bây giờ nhất định là Tiêu Tử Phong đang muốn tìm cái chết, ông ta dám nói vậy với Vũ Thanh. Có phải vậy không? Ai cho anh dũng khí ngung cuồng như vậy? hoàng thiên hừ lạnh nói rồi đi về phía tiêu tử phong nhìn thấy hoàng thiên đi đến cả người tiêu tử phong hơi run lên theo bản năng ông ta rất sợ hoàng thiên cậu đứng ở đấy đừng đến đây tiêu tử phong lớn tiếng quát dùng tay chỉ hoàng thiên làm sao hoàng thiên có thể nghe lời ông ta được chỉ bằng câu tiêu tử phong vừa nói kia nhất định hoàng thiên phải tắt hắn tét tét hoàng thiên nhấc bước đi đến kéo tóc tiêu tử phong về phía anh rồi hung hăng tát ông ta hai phát. Tiêu tử phong uất ức đến mức muốn khóc, hôm nay ông ta tìm Hoàng Thiên để báo thù rửa sạch nỗi nhục lần trước và bắt Hoàng Thiên cầu xin tha thứ mới đúng, làm sao bây giờ ông ta vừa gặp mặt Hoàng Thiên mà đã bị đánh vậy. Tôi không phục, tiêu tử phong quát to, ông ta chạy đến định đánh vào mặt Hoàng Thiên. Bịch, Hoàng Thiên tránh thoát một cú đâm của tiêu tử phong rồi hung hãn đá một phát vào bụng ông tai ao. Bên kia tiêu tử phong không chịu được một phát đá của Hoàng Thiên, ông ta cảm thấy bụng mình bị đá bẹp, ông ta hét lớn một tiếng rồi theo quán tính cả người đụng vào bàn rượu. Âm một tiếng, tất cả thức ăn và rượu trên bàn đều bị cú ngã của tiêu tử phong xô và rơi đây xuống mặt đất. Nhìn tiêu tử phong một lần nữa, anh thấy vẻ mặt ông ta trắng bệch trong miệng chảy ra bọt trắng, nhìn là biết ông ta bị thương rất nặng. Cơn giận của Hoàng Thiên còn chưa hết, mẹ anh đã qua đời từ lâu anh làm sao có thể để người khác mắng mẹ mình như vậy. Sang giá, C Hoàng Thiên nâng một chiếc ghế lên hung hăng đập vào bả vai Tiêu Tử Phong. Ây ai, Tiêu Tử Phong đau đớn hét to một tiếng, cả chiếc ghế cũng bị đập vỡ cho thấy Hoàng Thiên đã dùng rất nhiều sức lực. Trong tay Hoàng Thiên chỉ còn một chiếc chân ghế, anh ném về phía đầu chó của Tiêu Tử Phong. Lần này, Hoàng Thiên hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, bây giờ anh chỉ muốn đánh vỡ đầu của tiêu tử phong thôi. Thằng khốn! Nhưng vào lúc này, ông già ngồi bên cạnh tiêu tử phong quát to một tiếng. Ông ta đứng dậy bắt lấy cái chân ghế mà Hoàng Thiên nếm đến. Nhất thời Hoàng Thiên cảm giác như có một bàn tay mạnh mẽ đang tranh đoạt cái chân ghế với anh vậy, hai bên rằng không ngừng nghỉ. Không nói đến lực tay của ông già này vô cùng lớn, sức lực của Hoàng Thiên cũng rất lớn. Nhưng cuối cùng anh cũng không đoạt lại được chiếc chân ghế đó ông lại là tên hành lá nào vậy, ông muốn chạy đến sen vào chuyện của người khác. Hoàng thiên hít mắt, âm thanh lạnh lẽo quát lên. Cậu thanh niên, cậu không biết tôi là ai sao, tôi tên là Tiêu Hổ, là cha của Tiêu Tử Phong. Nếu nói về vai vế thì cậu phải gọi tôi một tiếng ông ngoại. Khóe môi tiêu hổ nhếch lên cười nhạt, đam mỹ hay. Ông ta nói từng câu từng chữ với Hoàng Thiên. Ông già này nói đúng không sai, ông ta là cha của tiêu đông mai và tiêu tử phong, mà Tiêu Đông Mai lại là mẹ kế của Hoàng Thiên, trên danh nghĩa đúng là Hoàng Thiên phải gọi ông ta là ông ngoại. Còn nếu xét theo tình hình thực tế thì ở trong lòng Hoàng Thiên, từ trước đến giờ anh không thừa nhận Tiêu Đông Mai là mẹ kế của mình. Nên tất nhiên không có chuyện như Tiêu Hổ nói, anh thấy Tiêu Hổ nói khoác mà không biết ngượng muốn làm bề trên của anh, Hoàng Thiên không kiềm chế được cười lạnh một cái. Ha ha, xin lỗi ông, tôi nghĩ ông không có tư cách để tôi gọi là ông ngoại hoàng thiên nhìn tiêu hổ chế nhạo cười nói tiêu hổ ngẩn người nhưng rồi ông ta cúi găm mặt xuống ông ta từng nhìn thấy rất nhiều vụ đánh nhau lớn cho nên ông ta vẫn còn duy trì bình tĩnh khi nhìn thấy hoàng thiên đánh tiêu tử phong nặng như vậy và không chạy đến đánh hoàng thiên được rồi nếu cậu không nhận thân phận này thì tôi cũng không ép cậu chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đi không cần phải đánh nhau như thế tiêu hổ buông lỏng chân ghế trên tay nhìn hoàng thiên nói hoàng thiên nhìn tiêu hổ ngược lại anh cảm thấy ông già này cũng biết đối nhân xử thế con trai ông ta bị anh đánh như thế kia mà ông ta vẫn có thể bình tĩnh việc này không phải người bình thường có thể làm được ông muốn nói chuyện gì với tôi hoàng thiên hỏi tiêu hổ cậu đâm con gái tôi một nhát lại còn đánh gấy chân nó bây giờ cậu lại đánh con trai tôi cậu cảm thấy tôi có thể tha cho cậu sao vẻ mặt tiêu hổ âm trầm khuôn mặt ông ta hiện nên sự tàn bạo nói với Hoàng Thiên. Tùy ý ông, nếu ông muốn xử lý như nào thì tôi tiếp ông. Hoàng Thiên giang hai tay ra, hoàn toàn không để ý đến lời tiêu hổ nói. Một tia sáng giữ tợn lóe lên trong mắt tiêu hổ, ông ta không ngờ tới Hoàng Thiên dám coi thường lời nói uy hiếp của ông ta. Lúc ông ta còn ở châu Âu làm lính đánh thuê, tiêu hổ còn có một biệt danh vang dội con hổ của Việt Nam. Nhớ năm đó danh tiếng của ông ta làm rất nhiều người kinh hãi ông ta không nghĩ tới hôm nay mình lại bị Hoàng Thiên coi thường. Hừ hừ, nếu là tôi ra tay, cậu cảm thấy cậu còn sống không? Hoàng Thiên, chỉ cần cậu đồng ý với tôi một điều kiện thì tôi sẽ xóa bỏ tất cả những chuyện trước kia giữ chúng ta, sau này làm người nhà tốt của nhau, thế nào? Trong mắt tiêu hổ xẹt qua một ý nghĩ tham lam, ông ta nhịn tính khí của mình xuống nói với Hoàng Thiên. Câu này gợi lên sự tò mò của Hoàng Thiên, đúng là anh muốn nhìn một chút xem tiêu hổ này định làm cái gì. Ông nói thử đi. Hoàng thiên bình tĩnh nói. Nhưng không đợi tiêu hổ nói chuyện, Phan Hạo đứng bên cạnh đã nóng này. Ông hổ, ông đừng nói dài dòng với Hoàng thiên, ông trực tiếp giết chết anh ta đi. Phan Hạo hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng thiên một cái, sau đó cậu ta lớn tiếng nói với tiêu hổ. Đúng vậy ông hổ, ông nhanh chóng giết chết Hoàng thiên đi, trước đó không phải chúng ta đã bàn bạc kỹ với nhau rồi sao? Vẻ mặt lương ngọc lan nóng vội nói to với tiêu hổ. Mặc dù Lương Thiên Vũ không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta hiện rõ sự mong đợi, điều đó chứng minh anh ta cũng muốn tiêu hổ nhanh chóng ra tay giết chết Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy Phan Hạo và Lương Ngọc Lan nói như vậy, trong lòng anh biết rõ, đám người này thật độc ác, bọn họ tìm cha tiêu tử phong đến để lấy mạng Hoàng Thiên Anh. Anh cứ tưởng rằng đám cặn bã này chẳng qua đến gây rối anh thôi, nhưng anh không ngờ bọn họ có lòng dạ độc ác như vậy, định trực tiếp giết chết anh. Trong lòng Hoàng Thiên nghĩ đến điều này, anh không kiềm chế được nắm chặt quả đấm. Từ trước tới nay Hoàng Thiên đã kiềm chế đủ rồi. Cho dù Lương Thiên Vũ và Phan Hạo có quá đáng như thế nào, Hoàng Thiên đều không lấy mạng của họ, chỉ dạy dỗ họ nặng tay chút. Nhưng không ngờ tối nay hai tên bại hoại này lại độc ác như vậy. Lửa giận trong lòng Hoàng Thiên đã bốc lên. Hiện tại anh chỉ muốn làm thịt tất cả những người trong phòng bao này, không trừ lại tên nào. Cậu năm, cậu khoan hay nóng, tôi nói chuyện với Hoàng Thiên trước nếu không đồng ý, ra tay lần nữa cũng chưa muộn. Vẻ mặt tiêu hổ đanh lại, trấn an Phan Hạo một câu. Trong lòng Phan Hạo không thoải mái. Cậu ta hận không thể giết chết Hoàng Thiên, sát khí tỏa ra, hơn nữa sau này ở thủ đô Anh A sẽ trở thành cậu chủ đứng đầu. Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan hy vọng Phan Hạo có thể ra tay nhanh một chút, giết chết Hoàng Thiên, bởi vì sau buổi tối hôm nay, Hoàng Thiên chắc chắn sẽ cực kỳ hận bọn họ, nếu Hoàng Thiên không chết, họ cũng không thể sống yên tiêu tử phong còn đang ôm bụng không đứng dậy nổi lại bị hoàng thiên đánh thêm cái nữa tiêu tử phong đã sắc không thở được rồi cha nhanh giết chết hoàng thiên đi không cần nói chuyện với thằng nhóc này tiêu tử phong hô lớn cho dù người khác có hò hét thế nào tiêu hổ cũng không để tâm ông già này quả thật là đã trải qua nhiều chuyện rất có phong thái dù núi có sập cũng không thay đổi sắc mặt ha ha tất cả mọi người đừng nóng vội nếu cậu hoàng đồng ý điều kiện này Tôi sẽ giảng hòa với cậu, mọi người cũng vậy nhé. Tiêu hổ cười ha ha, sau đó nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên có chút không kiên nhẫn, tiêu hổ này còn có thể giả vợ à, giống như ông ta đã nắm chắc phần thắng vậy. Có chuyện gì thì nói nhanh một chút, tôi không có thời gian nhiều lời với mấy người. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Ha ha, thẳng thắn, vậy chúng ta nói thẳng, nếu cậu Hoàng có thể đưa tôi 700 tỷ, vậy nợ của hôm nay và trước đó sẽ xóa bỏ hết. Sau này tôi cũng sẽ khuyên dân con trai và con gái của tôi không đối nghịch với cậu, thế nào? Tiêu hổ nói với vẻ mặt thản nhiên, không hề che giấu sự kích động và phấn khích, phụt. Thiếu chút nữa Hoàng Thiên đã cười sặc sụa, thật sự là nằm mơ cũng không ngờ, tiêu hổ lại đưa ra điều kiện thế này. Ông già này nghĩ thế nào vậy, cũng không biết xấu hổ quá rồi. 700 tỷ, có thể nói ra miệng được à? Ra mặt ông cũng dày quá đấy ha ha, ông cho rằng với cái thân già khòm của ông mà trị giá tới 700 tỷ hà. Hoàng thiên cười lạnh một tiếng, khinh bỉ đánh giá tiêu hổ. Một giây trước tiêu hổ còn tươi cười đầy mặt, sau khi nghe lời này của Hoàng thiên, sắc mặt lập tức lạnh băng. Ý cậu là không đồng ý. Tiêu hổ âm trầm quát Hoàng thiên. Có phải ông cho rằng, Hoàng thiên tôi rất sợ con gái và con trai ông đối nghịch với tôi. Nói thật cho ông biết, con gái và con trai của ông chả là cái thá gì trong mắt tôi hoàng thiên không hề nể mặt nói thẳng với tiêu hổ cậu bộ dâu của tiêu hổ đều sắp dựng đứng hung tợn chừng mắt nhìn hoàng thiên hận không thể giết hoàng thiên ngay lập tức tôi cái gì mà tôi không phục à ông già à đáng lẽ ông không nên đến thành phố bắc ninh càng không nên gấp gáp cho con ông xuất hiện như vậy hoàng thiên cười lạnh nói mẹ nói tiêu hổ hoàn toàn nổi giận rồi ông ta cũng chết tâm rồi, biết Hoàng Thiên sẽ không khinh địch mà đồng ý. Thật ra đòi Hoàng Thiên 700 tỷ là việc mà trước khi lên đường tiêu hổ đã nghĩ kỹ rồi. Trước kia ở châu Âu kiếm được lời từ tiền đánh thuê không ít, nhưng giá trị con người hiện tại của ông ta cùng lắm chỉ mấy chục tỷ thôi, nếu so với kẻ có tiền quả thật không bằng cõng lông. Vì tham tiền nên ông ta nghĩ rằng mượn cơ hội này dọa dẫm Hoàng Thiên một chút, nếu Hoàng Thiên thật sự có thể lấy 700 tỷ ra để mua mạng mình vậy mọi người đều vui mừng, dù sao ông ta cũng không muốn chọc vào hoàng văn thành ở thủ đô nhưng ông ta lại không ngờ hoàng thiên lại từ chối hơn nữa còn thẳng thừng như vậy không để lại đường sống hoàng thiên cậu phải nghĩ kỹ đấy tiêu hổ tôi là loại người thế nào cậu cũng từng nghe nói nhỉ tiêu hổ hung tợn uy hiếp hoàng thiên lúc này tay ở phía sau lưng không tự chủ được mà nắm chặt lại vũ thanh vẫn không lên tiếng lúc này nhịn không nổi nữa anh ta đi ra phía trước hoàng thiên chắn cho hoàng thiên ở phía sau tiêu hổ ông là người thế nào tôi cũng rất rõ đấy vũ thanh khinh miệt nhìn tiêu hổ không nhanh không chậm nói cậu chính là vũ thanh tiêu hổ híp đôi mắt tam giác hung ác lại hỏi vũ thanh đúng là ông đây tôi nói này tiêu hổ ông cũng đừng cua dìu trước mắt thợ một chút thân phận này của ông còn chưa đủ để lấy ra khoe vũ thanh hừ lạnh nói ồ nghe cách nói này của cậu cậu biết tôi là ai à Tiêu Hổ đè cơn giận lại, hỏi Vũ Thanh: "Trước đây ông cùng với hơn 10 người lính đánh thuê ở châu Á tập hợp thành đội đánh thuê Thiên Hồ, lăn lộn ở châu Âu mười mấy năm, sau đó bị đội đánh thuê Kim Cương ở châu Âu đánh cho xuống núi, bị đánh tới thất bại thảm hại mà chạy khỏi châu Âu, từ đó về sau rửa tay gác kiếm trở về dưỡng lão, tôi nói đúng không?" Vũ Thanh cười nói với Tiêu Hổ, trong giọng nói mang theo sự khinh thường và châm chọc: phải biết rằng đàn em của Vũ Thanh là hơn 100 người là đội viên đội đặc chiến, đi khắp nơi trên thế giới để chấp hành nhiệm vụ, đối với giới lính đánh thuê có thể nói là nằm trong lòng bàn tay. Cho nên anh ta nói ra thân phận của tiêu hổ một cách rõ ràng, trực tiếp lôi lịch sử, vinh quang của tiêu hổ ra nói. Vẻ mặt tiêu hổ xanh mét, lòng hư vinh của ông ta rất mạnh, từ trước tới nay không ai biết ông ta và đội đánh thuê thiên hồ của ông ta bị đánh đuổi khỏi châu Âu, chỉ biết ông ta từng là lính đánh thuê rất huy phong ở châu Âu. Chỉ là không ngờ Vũ Thanh lại biết rõ chuyện này như vậy, còn lấy ra để sỉ nhục ông ta trước mặt mọi người, đối với ông ta mà nói, chuyện này quả thực vô cùng nhục nhất suốt cuộc mày làm nghề gì. Tiêu hổ gầm lên với Vũ Thanh, ông ta cũng sớm nghe Lương Thiên Vũ và Phan Hạo giới thiệu bên cạnh Hoàng Thiên có một người tên Vũ Thanh thực lực mạnh mẽ, trước kia là vệ sĩ nhà họ Hoàng, kêu ông ta phải đề phòng với Vũ Thanh. Chuyện này ông không xứng được biết. Ông già à, đừng nói khoác mà không biết ngược, Ông đây ghét nhất là loại người thích giả vờ có bản lĩnh thì động vào cậu hoàng thử xem hai mắt Vũ Thanh như phát ra điện nhìn chầm chầm tiêu hổ chuyện này khí thế của tiêu hổ lập tức giảm đi một nửa với kinh nghiệm của ông ta đương nhiên có thể nhìn ra được Vũ Thanh trước mặt này chắc chắn đã đi ra từ trong máu người chết trên người có rất nhiều sát khí so với ông ta còn nhiều hơn gấp mấy lần nhưng hiện tại đâm lao phải theo lao vừa rồi mạnh miệng nói hết mọi thứ nếu bị Vũ Thanh dọa mà tút lui, sau này chẳng phải sẽ trở thành trò cười. Tiêu hổ cắn chặt răng, nói với Vũ Thanh, mẹ nó, thử là biết, tao mà sợ một thằng nhóc như mày à. Tuy rằng nói rất mạnh miệng, nhưng rõ ràng khí thế của tiêu hổ không bằng Vũ Thanh, chưa cần ra tay, đã thua một nửa. Vũ Thanh đứng ở đó thoải mái bình tĩnh, anh ta không ra tay trước, mà chờ tiêu hổ ra tay. Tiêu hổ nhìn Hoàng Thiên phía sau Vũ Thanh, Ông ta biết đêm nay chỉ có thể đi một con đường duy nhất đó là giết Hoàng Thiên. Mà muốn giết được Hoàng Thiên thì điều kiện tiên quyết là phải xử lý Vũ Thanh đang che trước mặt cậu ta đã nghĩ đến đây, Tiêu Hổ hít một hơi, lấy một súng lục Desert Eagle đen bóng từ sau thắt lưng ra. Thật ra vừa rồi lúc bàn tay Tiêu Hổ đưa ra sau lưng thì Vũ Thanh đã để ý đến. Nếu không thì Vũ Thanh cũng sẽ không ngay lập tức vọt đến trước mặt Hoàng Thiên, ngăn Hoàng Thiên lại phía sau. Hoàng Thiên cũng đã thấy từ lâu nhưng mà với thực lực của Hoàng Thiên, cũng không xem tiêu hổ là cái thá gì. Khoảng cách gần như vậy, Hoàng Thiên có thể nhầm ngay trước lúc tiêu hổ nổ súng mà đánh ngã yên này. Chỉ là có Vũ Thanh ở đây, Hoàng Thiên ngược lại lại bất việc, chỉ cần ở một bên xem đánh nhau là được rồi. Thấy tiêu hổ trong cơn tức giận móc súng ra, trong lòng Vũ Thanh cười lạnh. Nếu bàn về chơi súng thì Vũ Thanh chắc chắn là ông tổ chơi súng. Mẹ nó tao đập chết mày tiêu hổ rất hung hăng giống lên một tiếng từ cuống học, muốn nhắm thẳng vào Vũ Thanh. Nhưng ông ta đã sai rồi, căn bản cũng không biết rõ Vũ Thanh là loại người gì. Càng không thể tưởng tượng được thực lực của Vũ Thanh khủng bố đến mức nào. Trong chớp mắt Vũ Thanh đã áp sát đến gần tiêu hổ, tay đã giữ lại được tay cầm súng kia của tiêu hổ ai dai. Tiêu hổ đột nhiên rên lên liên tục, chỉ nghe cổ tay kêu lên một tiếng vang giòn, đã bị Vũ Thanh dùng sức bẻ gãy. Lạch cạch một tiếng, súng trong tay tiêu hổ không còn giữ được rơi xuống đất vũ thanh dùng một chân đá khẩu súng kia ra phía góc tường đây là một hành động bản năng để đề phòng có người xông đến cầm lên nghịch súng ở trước mặt tôi ông cho rằng ông đủ tư cách sao trên mặt vũ thanh không có biểu cảm gì rất bình tĩnh hỏi tiêu hổ cổ tay bị gấy của tiêu hổ còn đang bị vũ thanh bóp chặt đau đến mức ông ta đổ mồ hôi lạnh ướt cả quần áo đau đến trợn trắng mắt mà vũ thanh lại hỏi ông ta như vậy cũng làm cho ông ta vô cùng buồn bực ông ta đã chinh chiến nhiều năm ở châu âu như vậy làm sao có thể nói là không đủ tư cách nghịch súng tên nhóc tao chính là hổ của việt nam ở châu âu chơi súng vài chục năm rồi mày còn dám nói tao không đủ tư cách tiêu hổ vẫn không phục phản bác vũ thanh vũ thanh nghe xong hừ lạnh nói thu lại bộ dạng kia của ông đi còn là hổ của việt nam ai cho ông tự nhận vậy tao con mẹ nó đập chết mày tiêu hổ thật sự thẹn quá hóa giận mắng vũ thanh rất to hoàng thiên ở một bên im lặng xem ra lão cha này của tiêu đông mai thật sự là hổ dữ nha ngay cả vũ thanh cũng dám măng am hoàng thiên đang nghĩ ngợi lại nghe một tiếng động trầm thấp ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của tiêu hổ ách a bịch bịch tiêu hổ bị vũ thanh đá một cú vào bụng bị đá bay cao hơn một mét sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất Cơ thể gần 100 ký vậy mà bị Vũ Thanh dùng sức đá bay lên, có thể thấy được sức lực của Vũ Thanh có bao nhiêu đáng sợ. Lại nhìn tiêu hổ, khóe miệng chảy máu, nằm dạp trên mặt đất, giống như một đống bùn nhão không đứng dậy nổi. Lúc này bọn tiêu tử phong họ đều ngạc nhiên không thôi, lúc đầu có tiêu hổ ở đây, lòng tin của bọn họ tràn đầy, nhưng không ai ngờ kết quả sẽ là như vậy. Hổ của Việt Nam vậy mà không chịu nổi một cú đá của Vũ Thanh, ngay cả một hiệp cũng không chịu được xê sắc mặt tiêu tử phong tái xanh đứng ở bên cạnh, nhưng ông ta không dám đến xem vết thương của cha, bởi vì quá sợ Vũ Thanh. Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan cũng mơ hồ, bọn họ chỉ còn chờ tiêu hổ xử lý Vũ Thanh, sau đó lại tiêu diệt Hoàng Thiên, nhưng tiểu hổ vậy mà lại phế như thế. Bọn họ không thể nào ngờ được. Phan Hạo cũng rất ngạc nhiên, nơm nớp lo sợ đứng ở đó, há miệng ra có chút không biết làm thế nào. Người duy nhất bọn họ trông cậy vào chính là tiêu hổ, bây giờ tiêu hổ bị đánh cho nằm đó, bọn họ cũng mất đi thủ lĩnh của mình. Mặt mũi hoàng thiên âm trầm nhìn những tên bại hoại này, giây phút này anh cảm thấy vô cùng phiền phức. Những người này thật sự như cao da chó, dính lên là không nhả ra nữa, chẳng lẽ lại muốn ép mình đến giết người. Anh Hoàng, đây đều là chủ ý của Phan Hạo, anh em chúng tôi không liên quan gì hết. Đúng lúc này, Lương Ngọc Lan vội vàng đi lại gần Hoàng Thiên, nhìn Hoàng Thiên nói. Chưa kể, cô gái này làm núng thì đàn ông bình thường đúng là không chịu nổi giọng nói ngọt ngào như thế lại thêm dáng người vô cùng đẹp đẽ làm cho ai cũng yêu thích nhưng đối với hoàng thiên mà nói lương ngọc lan lúc này thật sự rất buồn nôn lần trước lương ngọc lan như con tắc kè hoa thay đổi màu theo hoàn cảnh vô cùng thất thường xem ra đúng là bản tính khó rời lương ngọc lan lại nghĩ đến chuyện này cô nói cô là con gái nhà gia giáo à sao ra mặt lại dày như vậy đến đây, để tôi xem một chút nào, hình như cũng không mỏng hơn tường thành bao nhiêu. Giọng Hoàng Thiên lạnh lùng nói với Lương Ngọc Lan, sau đó đưa tay lên nhéo nhéo mặt Lương Ngọc Lan. Lúc bóp mặt, Hoàng Thiên không có chút khách sáo nào, hung hăng bóp mấy cái. A à, a à, đừng bóp, đau. Lương Ngọc Lan a à, a à, kêu to, đau đến mức nước mắt chảy ra, trong lòng thầm mắng Hoàng Thiên không biết thương hoa tiếc ngọc. Anh Hoàng, em gái em nói thật, em và em ấy đều bị Phan Hảo ép, Phan Hạo bắt chúng em đến thành phố Bắc Ninh tìm anh tính sổ. Lương Thiên Vũ cũng không biết xấu hổ nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng thấy phục, trên đời này lại có người mặt dày vô liêm sỉ như thế, đúng là làm cho anh không ngờ được. C, tôi nói này cậu chủ lớn nhà họ Lương, cậu xem lại một chút. Mấy lời này của cậu có đáng để tôi tin không? Hoàng Thiên im lặng nhìn qua Lương Thiên Vũ nói. Mặt Lương Thiên Vũ nóng lên, anh ta cũng biết câu này quá gượng ép nói ra ai mà tin được. C vừa rồi còn luôn mồm nói tiêu hổ muốn lấy mạng Hoàng Thiên, bây giờ đột nhiên bị ép như thế này, Lương Thiên Vũ cũng cảm thấy không thể nào nói được. Nhưng không có cách nào khác, bây giờ cái mạng nhỏ cũng bị Hoàng Thiên nằm trong tay, không nói mấy lời dễ chịu nói không chừng còn không giữ được mạng. Anh Hoàng em biết sai rồi, xin anh hãy thả em đi. Lương Thiên Vũ đột nhiên khóc ròng ròng, quỳ trên đất ôm chặt đùi Hoàng Thiên, gào to. Hoàng Thiên thật sự không ngờ ra mặt Lương Thiên Vũ lại có thể dày đến mức này. Mẹ mày nữa chứ, không thể chịu được nữa Hoàng Thiên đột nhiên đá một cú, làm cho Lương Thiên Vũ bay ra hơn một mệt ti anh Hoàng đừng động tay động chân, người ta đã biết sai rồi, anh nể mặt phụ nữ là em đi, tha cho người ta một lần nha. Cô cũng im miệng ngay cho ông đây. Hoàng Thiên không chờ Lương Ngọc Lan nói xong, vung tay lên một cái hung hăng tát lên mặt cô ta. Bộp một tiếng, trên mặt Lương Ngọc Lan hiện ra dấu năm ngón tay, mặt lập tức sưng lên. Đánh cho Lương Ngọc Lan không dám làm mình làm mẩy nữa, bụng mặt không dám nói gì. Phan Hảo, xem ra cậu đúng là quyết tâm đối đầu với tôi. Hoàng Thiên mặt lạnh đi đến gần Phan Hảo, đưa tay nắm chặt cổ áo Phan Hảo. Phan Hảo luôn luôn kiêu ngạo coi trời bằng vung, lúc này bị Hoàng Thiên sách lên, trên mặt cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Cậu ta biết mình xong rồi, hôm nay thật sự xong rồi. Hoàng Thiên, anh muốn thế nào? Phan Hạo cố gắng chống đỡ, bày ra một bộ dạng thấy chết không sờn, không muốn hạ giá bản thân. Hoàng Thiên không nói câu nào nắm tóc Phan Hạo, đem đầu tên này hung hăng đánh vào tường. Âm ầm ầm ầm, vài chục cú liên tục đã làm cho Phan Hạo bị đánh đến đầu rơi máu chảy, đầu óc choáng váng. Phan Hạo làm sao chịu được cú này? Đều bị đánh đến đầu ong ong, mắt tối xâm lại hôn mê bất tỉnh. Hoàng Thiên ném Phan Hạo xuống đất, anh cắn răng, vẫy vẫy tay với tiêu tử phong. May, đến đây. Tiêu tử phong đang sợ hãi, thấy cuối cùng cũng đến lượt mình, bị dọa đến mức bắp chân cũng bị chuột rút. Mà tên này là người phiền muộn nhất, phí mồi lớn như thế. Đem lão cha tiêu hổ của ông ta đến, lại không ngờ rằng sẽ có kết cục như thế này. Cậu chủ hoàng. Tiêu tử phong nhanh chóng đến gần hoàng thiên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, không dám nhìn hoàng thiên. Ngẩng đầu lên, Hoàng Thiên ra lệnh, Tiêu Tử Phong không dám không nghe, thấp thỏm ngẩng đầu lên. Nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Tử Phong như thế này, Hoàng Thiên cũng cảm thấy vô cùng chán ghét. Vung tay lên, Hoàng Thiên đánh trái đánh phải, hung hăng dạy dỗ Tiêu Tử Phong. Tất cả hơn 50 cái bạt tay, cuối cùng làm cho Tiêu Tử Phong mắt tối sầm lại, té xỉu trên mặt đất. Hoàng Thiên đánh cũng mệt, nhưng cơn vẫn còn chưa nguội hết. Với tính tình của Hoàng Thiên, trước đó đã muốn làm thịt tất cả mấy tên bại hoại này rồi nhưng bây giờ tỉnh táo lại hoàng thiên vẫn đổi ý giết người không phải chuyện đùa mà cùng một lúc giết nhiều người như thế làm sao có khả năng không xảy ra chuyện gì cho nên nếu không phải bất đắc dĩ hoàng thiên không muốn đeo thêm án mạng lên người cậu chủ những người này xử lý như thế nào vũ thành thấy hoàng thiên xả giận cũng được một lúc rồi thế là bước lên phía trước hỏi hoàng thiên nghĩ một chút nếu không thể giết tất cả bọn họ thì cứ đem tất cả đến châu Phi là được rồi. Nếu không mình cũng không sống yên ổn được thời gian tới, đám người này đều thay đổi thất thường, chờ bọn họ cải tà quy chính thì đúng là quá ngây thơ. Cho người đưa bọn họ đến châu Phi hết đi, để bọn họ làm bạn với Hiếu Phong và Trịnh Hải. Hoàng Thiên cắn răng nói. Vũ Thanh sửng sốt một chút, lập tức liền cười, cậu chủ, tôi thay những người bạn ở châu Phi của tôi cảm ơn cậu, cung cấp cho họ nhiều sức lao động như thế, Cậu cứ bảo cậu ta đừng khách sáo, để cậu ta cải tạo mấy người này thật tốt." Hoàng Thiên phất tay áo nói. Vũ Thanh nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hoàng Thiên, có chút dở khóc dở cười, cảm giác cậu chủ Hoàng thật tài tình. Hoàng Thiên đã ra lệnh, tất nhiên Vũ Thanh sẽ phải làm theo, lập tức gọi điện thoại cho đàn em tới, đem những người này đi hết. Đàn em của Vũ Thanh đến rất nhanh, lôi tất cả những người trong phòng bao ra ngoài đưa lên xe, chuẩn bị xuất phát đến Châu Phi. Hoàng Thiên cũng cùng Vũ Thanh rời khỏi nơi này, sau khi ra khỏi khách sạn, Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh, "Từ hôm nay trở đi, phái mấy người có thực lực mạnh bảo vệ vợ của tôi." "Hiểu rồi ạ." À. Vũ Thanh nhẹ gật đầu, anh ta cũng nhận ra gần đây bên cạnh cậu chủ quá không yên bình, cho nên mới phải phái vệ sĩ bảo vệ vợ của cậu chủ. Hoàng Thiên sắp xếp xong xuôi mọi thứ ở đây thì lái xe về nhà. Đương nhiên Hoàng Thiên cũng biết chuyện này không dễ kết thúc như vậy. Phan Hạo và Lương Thiên Vũ đầu có bối cảnh gia đình rất châu bò, nhà họ Lương và nhà họ Phan ở thủ đô đều là dòng họ danh giá, thực lực mạnh không thể xem thường. Bây giờ đưa bọn Phan Hạo đi châu phi hết, làm sao nhà họ Phan và nhà họ Lương có thể bỏ qua? Chắc chắn sẽ còn loạn hơn. Nhưng những loạn lạc này Hoàng Thiên cũng không quan tâm lắm, tóm lại bọn Phan Hạo một người cũng không thể giữ lại, mấy người này rất đáng hận. Hôm nay Lâm Ngọc An không đi làm hoàng thiên chuẩn bị quay về nhà ra ngoài chơi tiện thể giải sầu một chút với lâm ngọc an nhưng vừa mới vào cửa nhà hoàng thiên liền ngây ngẩn cả người trong nhà quá đông đúc trong phòng khách có rất nhiều người chỉ thấy trương lan phượng đang nói liên thanh trong miệng chỉ trực phun nước bọt nói chuyện mặt đầy đắc ý chị cả em đào chắc mọi người không ngờ nhỉ ha ha con rể của tôi chính là cậu hoàng ở thủ đô ai nha nha đến bây giờ vẫn cảm giác như là nằm mơ trương lan phượng mặt mũi tự hào nói, miệng ngoác rộng đến tận ót, vô cùng đắc ý. Cả nhà trương lan Hương đều đến, trương định cũng mang theo con mình trương vĩ đến, ngoài ra còn có cả ông ngoại của Lâm Ngọc An là trương công điền, lão già này cũng đến. Lúc này cả đám người trương lan hương đều đang chăm chú nghe, trên mặt tất cả đều là biểu cảm kinh ngạc không thể tin nổi. Đặc biệt là cả nhà trương lan hương, trong mắt mở to, hung hăng gật đầu, lại thổn thức không thôi. Ai nha, Lan Phượng à, đúng vậy thật sao? Chỉ có lầm không thế." Trương Lan Hương gật đầu nhưng vẫn có chút không yên lòng hỏi. Trương Lan Phượng vừa định nói chuyện thì nhìn thấy Hoàng Thiên. Nếu như trước đây Trương Lan Phượng chắc chắn sẽ nhìn Hoàng Thiên đầy chán ghét, sau đó tùy tình huống mà mỉa mai vài câu, những chuyện này đã thành chuyện quen thuộc. Nhưng hôm nay lại khác, sau khi Trương Lan Phượng nhìn thấy Hoàng Thiên, lại giống như thấy ông nội, nhảy dựng từ ghế sofa lên nhanh chân chạy đến săn đón. Ai ra, đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến rồi. Mọi người nhìn đi, con rể quý của tôi trở về rồi. Có chuyện gì mọi người cứ hỏi đi. Mặt mày Trương Lan Phượng hớn hở, nhìn Hoàng Thiên đầy yêu thích. Hoàng Thiên thật sự rất phản cảm với bộ dạng này của Trương Lan Phượng. Anh cũng biết rõ vì sao Trương Lan Phượng lại thay đổi nhiều như vậy, đơn giản chính là vì tiền mà thôi nếu như mình không phải cậu chủ hoàng ở thủ đô trương lan phượng có thể đối xử như vậy sao chắc chắn là không đời nào có chuyện như thế lúc này trên mặt hoàng thiên không có biểu cảm gì đứng lạnh lùng ở đó một câu cũng không nói gì hiu 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 gần như là trong nháy mắt cả đám người trương lan hương đều nhảy qua giống như chào đón cha ruột nhiều năm đi lạc khỏi phải nói nhiệt tình kích động đến mức nào ngay cả ông già trương công điền lúc này cũng chống gậy đứng lên nhìn về phía hoàng thiên nhưng tâm thái của trương công điền cũng không giống những người này ông là từ trong lòng mừng thay cho hoàng thiên cũng vui vẻ cho cháu ngoại của ông lâm ngọc an cháu ngoại mình có thể tìm được chồng như hoàng thiên đúng là kiếp trước đã tu luyện rất tốt mà trương công điền cũng rất may mắn năm đó ông chủ trương ép hoàng thiên ở rể ở nhà họ lâm xem ra quyết định này quá chính xác được nhờ con gái rồi hắc hắc thật sự không ngờ nha cậu lại là cậu chủ nhà họ hoàng ở thủ đô chuyện này cũng quá khó tin rồi Trương Lan Hương cười đến mức mặt nở như cái bánh bao to, hai mắt phát sáng, nhìn Hoàng Thiên nói: "Đúng nha, đúng nha, ai, cháu xem Hoàng Thiên rất khiêm tốn nha, có thân thế châu bò như vậy mà chưa từng nói gì với chúng ta." Chồng Trương Lan Hương là Trần Hồng Hà cũng thuận gió nói theo, mặt mũi sùng bái nhìn Hoàng Thiên. "Em rể à, em xem một chút em như vậy cũng không được nha, mọi người vẫn luôn đoán cậu Hoàng ở thủ đô là ai, em làm sao lại không nói sớm cho mọi người biết?" mắt của trần giang bắn điện liên tục lúc nói lời này còn muốn treo cả người lên cánh ai hoàng thiên hoàng thiên nhanh chóng bước sang bên cạnh tránh ra một chút anh cũng không muốn để người chị vợ lẳng lơ này chiếm tiện nghỉ chú của lâm ngọc an là trương định lúc này cũng xoa xoa hai bàn tay to không biết nên nói gì để nịnh nọt hoàng thiên thì mới được nữa chồng chị ngọc an anh đúng là thần tượng của em nha trước đây em quá không hiểu chuyện anh tuyệt đối đừng để trong lòng tên nhóc trương vĩ kia cũng lại gần lấy lòng nói với hoàng thiên nhìn đám người này thay đổi sắc mặt tập thể hoàng thiên hoàn toàn im lặng tình người ấm lạnh thói đời bạc bẽo hoàn toàn thể hiện trong khoảnh khắc này đương nhiên hoàng thiên cũng có thể nhìn ra tình ý giả dối của đám họ hàng này mỗi người bọn họ đều có mục đích riêng của mình lúc này lâm ngọc an cũng ở phòng khách thấy hoàng thiên mới vừa vào cửa đã bị bao vây cô cũng rất bất lực trước kia đám họ hàng này đối đãi thế nào với hoàng thiên lâm ngọc an quá hiểu rõ mà giờ phút này đám họ hàng này giống như kẻ điên hận không thể quỳ xuống liếm chân hoàng thiên điều này khiến lâm ngọc an rất chán ghét mọi người đừng như vậy mặc kệ hoàng thiên là thân phận gì thì anh ấy không phải vẫn là anh ấy sao đến nỗi khiến mọi người phải như vậy sao lâm ngọc an đi tới cô không nhịn được nói những người này nghe thấy lâm ngọc an nói như vậy thì cũng không cảm thấy xấu hổ ha ha ngọc an cháu nói như vậy là không đúng rồi cậu ấm nhà họ Hoàng của thủ đô cũng không phải Hoàng Thiên trước kia. gương mặt Trương Lan Hương cười tươi nói với Lâm Ngọc An: Dì cả, dì vẫn bình tĩnh một chút đi, cháu thấy bây giờ dì quá kích động rồi đó. Lâm Huỳnh Mai đi tới, không vui nói một câu: Con nhỏ này, cháu biết cái gì, dì cả có thể không kích động được sao? Cháu rể của dì ưu tú như vậy. Trương Lan Hương nói với Lâm Huỳnh Mai, vẫn không quên tâm bốc Hoàng Thiên một phen. Tôi không ưu tú gì cả, xin mấy người nhường đường cho tôi vào nhà trước được không? Hoàng Thiên bình thản nói. Đám người Trương Lan Hương lúc này mới không vây quanh Hoàng Thiên nữa, nhưng một con đường để Hoàng Thiên đi vào phòng khách. Hoàng Thiên không có ấn tượng tốt gì với đám người này, anh đi thẳng tới trước mặt Trương Công Điền. Ông ngoại, thân thể gần đây vẫn khỏe chứ? Hoàng Thiên hỏi thăm Trương Công Điền, từ trước đến nay Hoàng Thiên đều rất ôn kính ông cụ này. Trương Công Điền rõ ràng rất kích động, dù sao ông cũng chỉ là người bình thường, biết được Hoàng Thiên đúng là cậu cả nhà họ Hoàng ở thủ đô, ông không kích động cũng khó. "Khỏe, khỏe, Thiên à, ông ngoại thật sự không ngờ." Trương Công Điền nói tới đây, ông kích động lau nước mắt. "Đừng nói nữa ông ngoại, giống như lời Ngọc An vừa nói, cho dù cháu là Hoàng Thiên hay cậu chủ Hoàng, cháu từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi." Hoàng Thiên nói. "Ừ, thật hiếm có, Thiên à, hiếm có đấy." Trương Công Điền nghẹn ngào, từ trong đáy lòng ông bội phục phần chân thành và rộng rãi này của Hoàng Thiên, cái đuôi của con nhà giàu đều là vỉnh lên trời, nhưng Hoàng Thiên thân là cậu chủ nhà giàu bậc nhất của Việt Nam, vậy mà biết điều như vậy, thực sự đáng quý. "Cha, cha bớt nói vài lời đi, con và Thiên còn có chuyện quan trọng muốn nói đấy." Lúc này Trương Lan Hương rất bá đạo chen vào giữa Trương Công Điền và Hoàng Thiên, sau đó vẻ mặt tươi cười nói với Hoàng Thiên, "Cháu rể à, gì cả cháu vẫn luôn không có việc làm." đơn vị của dưỡng cả cháu gần đây hiệu quả và lợi ích cũng không tốt, chị Giang của cháu cũng luôn ở nhà, cho nên cuộc sống một nhà bọn gì bây giờ rất khó khăn. Hoàng Thiên nghe lời này xong liền hiểu, Trương Lan Hương đây là ngửa tay xin tiền. Mặc dù sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Hoàng Thiên cũng không ngờ Trương Lan Hương sẽ không kịp chờ đợi như vậy. Vậy thì nhanh chóng ra ngoài làm việc đi. Hoàng Thiên giả vờ không hiểu, vẻ mặt thành thật nói với Trương Lan Hương. Trương Lan Hương ngẩn người. Nhưng bà ta đã nhanh chóng khôi phục nụ cười, thiên à, cháu cũng biết mà, bây giờ rất khó tìm việc. Dì muốn nói gì? Hoàng thiên rất không kiên nhãn, hỏi Trương Lan Hương. Trương Lan Hương cũng mặc kệ nhiều lời như vậy, chỉ cần có thể mò được chỗ tốt này từ Hoàng thiên, bà ta mới mặc kệ Hoàng thiên đối xử với bà ta thế nào. Sao ý của dì cả là cháu có thể cho bọn dì một khoản tiền không? Lấy khả năng kinh tế của cháu thì cho dù tiền một bữa cơm cũng đủ để cả nhà dì cả tiêu từ 8 đến 10 năm. Trương Lan Hương mặt dày trực tiếp đòi tiền Hoàng Thiên. Sao sao má? Hoàng Thiên mở rộng tâm mắt, từng gặp kẻ không cần mặt mũi nhưng chưa từng thấy người không biết xấu hổ giống Trương Lan Hương như vậy. Người khác có tiền cũng cần phải cực khổ làm việc, bà ta há mồm đã muốn tiền. Muốn cũng được nhưng nếu bà tốt như thế thì tôi sẽ cho bà. Nhưng lúc trước bà nói móc cậu chủ tôi đây thế nào? Cậu chủ tôi đây trước kia trong mắt bà chính là kẻ được bao ăn vô tích sự nhỉ nghĩ tới những điều này sắc mặt hoàng thiên chìm xuống anh rất gai mắt trương lan hương thấy hoàng thiên không nói trương lan hương có chút không vui dưới cái nhìn của bà ta hoàng thiên đã có tiền như vậy dựa vào đâu không cho bà ta một ít ngón tay phẩy một cái cũng đủ cho bà ta vinh hoa phú quý cả đời này rồi cháu rể có được hay không thì nói một lời đi hai trương lan hương gấp không thể chờ nổi mà thúc giục hoàng thiên hoàng thiên bất lực nhìn lâm ngọc an một chút phát hiện giờ phút này Lâm Ngọc An cũng lúng túng nhìn anh. Hai vợ chồng, trong lòng đều không nói, đều bất lực lại cảm thấy buồn cười. Ha ha, gì muốn bao nhiêu tiền? Hoàng Thiên mỉm cười, hỏi Trương Lan Hương. Trương Lan Hương vừa có cửa, con người chừng đến tròn xoe. Sau khi suy nghĩ một chút thì nói, cháu cứ cho gì cả 35 tỷ đi, có được không? Chút tiền này với cháu mà nói cũng chỉ như muối bỏ biển thôi mà. Bà ta nói cũng không sai. Chút tiền này đối với Hoàng Thiên mà nói chỉ như mất vài cọng lông. Nhưng Hoàng Thiên dựa vào đâu phải cho bà ta? Giờ phút này nhìn gương mặt vô sỉ của Trương Lan Hương, Hoàng Thiên càng muốn đem món tiền này quyên cho những đứa trẻ nghèo khổ đáng thương, cũng không muốn cho bà ta. Không đợi Hoàng Thiên tỏ thái độ, Trương Định một bên không có cách nào bình tĩnh, ông ta càng gấp đến độ không chờ nổi. "Thiên à, cậu chủ Hoàng, đừng mà, cháu nhìn cậu cháu sống cũng không tốt." em trai Trương Vĩ cháu từ khi bị quốc tế hoàn vũ sa thải, vẫn luôn không tìm được công việc. Trương Định đau khổ ngóng trông, bày ra bộ dạng đáng thương trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng dần quen với loại nhịp điệu này, dù sao một người cũng là đuổi hai người cũng là đuổi, cũng không kém một tên Trương Định vô sỉ này. Cậu à, cậu nói thật là được rồi, Hoàng Thiên tôi là tên vô tích sự, không nghe hiểu nói chuyện vòng vo. Hoàng Thiên mỉm cười, không nhanh không chậm nói nhưng câu nói này không thể nghĩ ngờ là tát một cái tát vào mặt trương lan hương và trương định bởi vì trước kia bọn họ đã không ít lần nói hoàng thiên là đồ bỏ đi ha ha lời cậu chủ hoàng cháu nói là ở đâu nói nhỉ cháu là rồng trong biển người mà trương định nịnh nọt một dáng vẻ ti tiện a dua không dám nhận cậu cũng cần ít tiền sao hoàng thiên vướng trái khẽ ngả lưng xuống ghế sofa nghiêng mắt nhìn trương định khom lưng cúi đầu Trương Định cũng cảm thấy như vậy quá thấp kém, nhưng vì tiền nên ông ta đành liều thôi. Ha ha, cậu cũng không cần nhiều, cùng một con số của gì cả cháu là được, 35 tỷ. Trương Định mặt dày cười nói. Dựa vào đâu chứ, hư, tôi thật bội phục mấy người. Không đợi Hoàng Thiên tỏ thái độ, Lâm Huỳnh Mai bên cạnh thực sự không vừa mắt, cô ấy ở bên cạnh lầm bầm một câu. Lời đó của cô ấy vừa thốt ra, lập tức khiến đám người Trương Lan Hương và Trương Định tràn đầy tức giận. Những người này vừa muốn phản bác Lâm Huỳnh Mai, đúng lúc này điện thoại Hoàng Thiên vang lên. Huỳnh Mai, cháu đừng có nói lung tung. Ở đây toàn là người lớn, còn có cả anh chị cháu nữa, làm gì đến phiên cháu nói chuyện. Trương Lan Hương rất không hài lòng, khiển trách Lâm Huỳnh Mai một câu. Trương Định cũng trợn tròn mắt, rất bất mãn với những gì Lâm Huỳnh Mai vừa nói. Đúng vậy, đứa nhóc như em làm ở đây làm loạn làm cái gì? Tránh sang một bên đi. Trần Giang và Trương Vĩ cũng lại gần chỉ trích Lâm Ngọc An, nhất thời phòng khách trở lên ồn ào ầm. Đúng lúc này Hoàng Thiên nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, bởi vì trong phòng khách quá mức ồn ào, Hoàng Thiên không nghe rõ được một chữ. Im lặng, Hoàng Thiên không nhịn được mà hét lên. Tiếng quát này rất có uy lực, trong phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh, đám người Trương Lan Hương tức ngậm mồm. Đây chính là sức mạnh của thân phận giờ phút này hoàng thiên trong lòng đám người ngày giống như thần tiên vậy ai dám coi thường tất cả mọi người im lặng nào không thấy cậu thiên đang nghe điện thoại sao trương lan hương lại bắt đầu thuận gió thả rắm bày ra vẻ hiểu chuyện hoàng thiên im lặng liếc trương lan hương một cái nghĩ thầm vừa rồi bà chính là người nói to nhất bây giờ bà còn mặt mũi mà nói như vậy à hoàng thiên đi ra khỏi phòng hỏi người đàn ông lạ mặt ở đầu dây bên kia ông là ai Tìm tôi có việc gì? Ha ha, tất nhiên là có chuyện rồi. Ngài hoàng, xin hỏi có phải là ngài đã bắt Tiêu Hổ, còn cả con trai của ông ta là Tiêu Tử Phong. Người đàn ông xa lạ âm trầm cười lạnh, bập bẹ nói một câu tiếng Việt. Trong lòng Hoàng Thiên lập tức bị chấn động mạnh. Tiêu Hổ và Tiêu Tử Phong vừa mới bị bắt đã có người tìm đến. Xem ra cái tên Tiêu Hổ này có mối quan hệ rất rộng nha. Đúng vậy, chuyện này liên quan gì đến ông? Hoàng Thiên trầm giọng hỏi. Tất nhiên là có quan hệ chứ. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phó Lập Thành, đến từ nước Thái, là thành viên của đội lính đánh thuê thiên hồ. Phó Lập Thành không nhanh không chậm giới thiệu bản thân mình với Hoàng Thiên. Thành viên của đội lính đánh thuê thiên hồ. Hoàng Thiên quá quen thuộc với cái tên này, bởi vì cách đây không lâu, Vũ Thành đã nói ra tên của đội lính đánh thuê này, còn nói tiêu hổ chính là thành viên của đội lính đánh thuê này. Euro có vẻ như người này chính là đồng đội của Tiêu Hổ, ông ta đang muốn giúp Tiêu Hổ. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên nói, có gì thì nói thẳng, tôi rất bận. Sảng khoái, ngài Hoàng, tôi yêu cầu anh lập tức thả Tiêu Hổ và con trai Tiêu Tử Phong của ông ta ra, còn cả những người bị anh bắt đi cùng họ cũng phải thả vô điều kiện. Phó Lập Thành nói một cách vô cùng tự cao tự đại, giống như là đang ra lệnh cho Hoàng Thiên vậy. Hoàng Thiên nghe vậy thì rất khó chịu ai cho cái tên người nước thái này dũng khí để nói như vậy vậy còn chạy đến việt nam làm bộ làm tịch đó là chuyện không thể hoàng thiên trực tiếp từ chối ha ha ngài hoàng anh định cúp điện thoại của tôi sao tôi khuyên anh đừng nên làm như vậy nếu không anh sẽ hối hận đó phó lập thành cười danh mãnh tôi cũng cảnh cáo ông đừng có dương oai diếu võ ở việt nam nếu không ông sẽ chết rất khó coi đó hoàng thiên lạnh lùng nói ha ha nếu theo như lời của việt nam thì cái này chính là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ hoàng thiên anh nghe thử xem đây là giọng của ai phó lập thành vừa nói xong đầu dây bên kia truyền đến tiếng hét của một cô gái giọng nói run rẩy đầy sợ hãi em gái hoàng thiên kinh ngạc kêu một tiếng anh có thể nghe thấy rõ ràng đó là giọng nói của em gái anh hoàng linh tại sao em gái lại ở trong tay cái người nước thái này hoàng thiên cảm thấy một trận đau đầu anh cảm giác tình hình đang rất không ổn. Ngài Hoàng, xem ra là anh rất thương em gái mình nha, nhìn xem, giọng điệu của anh vừa thay đổi kia. Giọng nói của Phó Lập Thành lại truyền tới, con hàng này vẫn còn muốn chọc chó. Tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám động vào một sợi tóc của em gái tôi thì đừng nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi Việt Nam ML. Lúc này Hoàng Thiên đã thật sự nổi giận, hét lên. Ngài Hoàng, anh đừng kích động thế chứ. Chúng ta làm một giao dịch đi, anh thả tiêu hổ cùng tiêu tử phong ra, tôi sẽ thả em gái và cha của anh ra. Phó Lập Thành âm trầm nói, chẳng lẽ cha nuôi cũng bị bắt? Hoàng Thiên cảm thấy càng đau đầu hơn, anh có chút hối hận khi chỉ để cho Vũ Thanh cử người bảo vệ Lâm Ngọc An mà quên mất Hoàng Linh và cha nuôi. Được, nhưng phải gặp mặt trao đổi con tin, ông đợi điện thoại của tôi đi. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, sau đó cúp điện thoại luôn. Vũ Thanh, lập tức liên hệ với những người mà anh phái ra, bảo họ đem đưa tiêu hổ cùng đoàn của ông ta đến chỗ tôi. Hoàng Thiên nói, cậu chủ, xảy ra chuyện gì ạ? À? Vũ Thanh Nghỉ ngờ hỏi, cha nuôi và em gái của tôi bị bắt, đối phương yêu cầu dùng tiêu hổ để đổi. Còn có chuyện này sao? Cậu chủ đừng nóng giận, tôi thấy tên này đúng chán sống rồi. Vũ Thanh tức giận nói, áp giải tiêu hổ đến đây, phải nhanh. Hoàng Thiên nói, đã giỏi. Vũ Thanh nói xong thì cũng cúp điện thoại. Sắc mặt Hoàng Thiên lúc này rất không tốt, anh luôn coi Hoàng Linh như là em gái của mình, Hoàng Phúc Trường lại có ơn nuôi dưỡng với anh, Hoàng Thiên không cho phép bọn họ xảy ra chuyện gì. Bây giờ anh chỉ có thể ngồi đợi Vũ Thanh áp giải tiêu hổ đến, sau đó liên lạc với Phó Lập Thành để đổi người, bây giờ, việc duy nhất Hoàng Thiên có thể làm chính là chờ đợi. Từ lúc tiêu hổ bị áp giải rời khỏi khách sạn đến giờ mới được khoảng 2 tiếng, Hoàng Thiên đoán đám người tiêu hổ mới chỉ bị áp giải ra khỏi thành phố Bắc Ninh, chắc là sẽ nhanh chóng được áp giải đến đây thôi. Sau khi trở lại phòng khách, vẻ mặt Hoàng Thiên rất âm u, không nói một câu nào. Nhìn thấy đám người Trương Lan Hương, tâm trạng của Hoàng Thiên càng thêm buồn bực. Trương Lan Hương cũng nhận ra là tâm trạng Hoàng Thiên không tốt, nhưng tâm hồn tham tiền của bà ta khiến bà ta không quan tâm nhiều được như vậy. Điều bà ta quan tâm nhất chính là có thể móc được 30 năm tỷ từ chỗ Hoàng Thiên hay không. Cháu rể, cháu xem chuyện mà dì vừa nói." Trương Lan Hương hớn hở đi đến cạnh Hoàng Thiên, cười tủm tỉm nói. "Chuyện gì?" Hoàng Thiên hỏi ngược lại Trương Lan Hương. Trương Lan Hương hơi giật mình, vội vàng nói, "Chuyện 30 năm tỷ ý, cháu mau đưa tiền cho dì đi, để dì yên tâm." "Tôi nợ bà." Hoàng Thiên lạnh lùng nói. "Tôi?" Trương Lan Hương tức đến nỗi nói lắp ba lắp bắp, bà ta không ngờ Hoàng Thiên lại trả lời bà ta như vậy. Từ trước đến giờ, trong mắt bà ta, Hoàng Thiên là một người vô cùng dễ bắt nạt. Hơn nữa trước kia Hoàng Thiên rất nghèo khổ, nhưng lại là người sĩ diện, Trương Lan Hương cho rằng Hoàng Thiên sẽ vì thể diện mà đưa cho bà ta 30 năm tỷ. Nhưng bà ta không ngờ Hoàng Thiên lại có thái độ như thế vậy với bà ta. Thiên à, cháu nói vậy là không đúng rồi. Chúng ta đều là họ hàng với nhau, cháu có nhiều tiền như vậy chắc là cũng không tiêu hết được đâu, bỏ ra một ít giúp chúng ta thì có sao đâu. Trương Định bày ra bộ dáng như là một trưởng bối, gật gù đắc y nói. Bây giờ tâm trạng của Hoàng Thiên đang rất rối bời, làm gì có tâm trạng nghe mấy lời nói vô liêm sỉ của Trương Định. Cửa ở bên kia, các người đi ra ngoài ngay cho tôi. Hoàng Thiên chỉ về hướng cửa, nói với Trương Định và Trương Lan Hương. Cái gì, cậu đuổi chúng tôi ra ngoài. Trương Định suýt nữa bị làm cho tức điên, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, ông ta không thể tin được những lời này lại được phát ra từ chính miệng của hoàng thiên cháu rể gì không nghe nhầm chứ cháu đổi chúng ta ra ngoài trương lan hương cũng không thể tin được nhìn chằm chằm vào hoàng thiên hỏi bà không nghe nhầm đi ra ngoài hoàng thiên xua xua tay với trương lan hương không muốn nhìn thấy bà ta thêm một giây giỏi lắm có tiền xong là không thèm nhận người thân nữa đúng không trương lan hương nhảy dựng lên chỉ vào hoàng thiên nói đúng thế mới vừa có tiền đã quên gốc gác của mình rồi à tao thấy bây giờ mày thành cậu thiên rồi làm gì để mấy người nghèo hèn như chúng ta ở trong mắt trương định tức giận chừng mắt nhìn hoàng thiên còn không phải vậy sao thật không ngờ cái tên hoàng thiên này lại là loại người như vậy trần giang cũng nhếch miệng ôm cánh tay đứng ở một bên hát đệm trần hồng hà và trương vĩ tuy không nói gì nhưng cũng bất mãn nhìn hoàng thiên hoàng thiên bị mấy con hàng này làm phiền đến mức không chịu nổi anh còn đang nghĩ ngợi làm sao để cứu cha nuôi và hoàng linh ra đây thế mà đám người này còn ở đây làm phiền anh không đợi hoàng thiên mở miệng lâm ngọc an vẫn luôn im lặng ở bên cạnh không nhịn được nữa mở miệng nói trước lâm ngọc an đã nhịn đám người này lâu lắm rồi thấy đám người này càng lúc càng quá đáng cô đứng dậy đi đến bên cạnh hoàng thiên không phải là hoàng thiên không nhận họ hàng mà là mọi người thấy hoàng thiên có tiền liền đến nhận người thân lâm ngọc an lớn tiếng nói đám người Trương Lan Hương bị nói đến đỏ mặt tía tai, mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là như vậy. Nếu Trương Lan Phượng không nói ra thân phận của Hoàng Thiên để khoe khoang thì còn lâu bọn họ mới đến thăm Hoàng Thiên. Ngọc An, gì không thích nghe lời này của cháu đâu. Cái gì mà chúng ta tới nhận người thân, chẳng lẽ trước đây chúng ta không phải người thân của Hoàng Thiên sao? Trương Lan Hương chất vấn Lâm Ngọc An. Mặc dù Trương Lan Hương là gì cả của Lâm Ngọc An, nhưng Lâm Ngọc An rất khinh thường cách làm người của Trương Lan Hương. Thấy Trương Lan Hương vẫn còn kêu to như thế, Lâm Ngọc An cũng không muốn nhường nhịn bà tai gì cả, gì tự hỏi lại lương tâm của mình xem từ trước đến giờ gì đã từng coi Hoàng Thiên là người thân chưa. Sợ là mọi người còn chưa từng coi Hoàng Thiên là người nữa. Trong mắt mọi người, Hoàng Thiên chỉ là một tên rác rưởi vô dụng, là một tên quỷ nghèo xuất thân bần hàn, là một tên thọt ăn bám giọng nói của Lâm Ngọc An rất lớn và mạnh mẽ. Câu nói này từng câu từng chữ như đâm vào tim gan bọn họ, đến cả người miệng lưỡi sắc bén như Trương Lan Hương cũng phải cứng họng không nói được gì nữa. Bà ta sững sờ một hồi lâu, hoàn toàn không thể phản bác lại lời nói của Lâm Ngọc An. Bởi vì sự thật chính là như thế, Lâm Ngọc An không hề nói sai chút nào. Tất nhiên, nếu không phải Trương Lan Hương và Trương Định quá mức vô liêm sỉ, Lâm Ngọc An sẽ không nặng lời như vậy. Khu khu, Ngọc An à, làm sao cháu lại nói chuyện với gì cả như vậy? dù thế nào thì bà ấy cũng là trưởng bối cháu cũng thật chẳng ra gì trần hồng hà đứng ở bên cạnh lấy tư cách trưởng bối khiển trách lâm ngọc an anh cũng cầm mồm cho tôi vợ của hoàng thiên tôi đến lượt anh nói ra nói vào sao hoàng thiên lạnh lùng quát trần hồng hà con mẹ nó trần hồng hà đỏ bừng mặt khi bị mắng muốn măng chửi hoàng thiên vài câu nhưng lại không dám bởi vì trần hồng hà chính là một kẻ lấn yếu sợ mạnh trước kia khi Hoàng Thiên còn là một tên nghèo rách áo ôm, đương nhiên anh ta dám khinh thường bắt nạt Hoàng Thiên, nhưng bây giờ biết Hoàng Thiên có thân phận châu bò đáng sợ như vậy, anh ta không dám cứng đối cứng với Hoàng Thiên. Được rồi, hư, nói tóm lại nếu cậu không đưa cho tôi 30 năm tỷ thì tôi sẽ không đi. Trương Lan Hương quyết liều mạng vì số tiền lớn này, dứt khoát không thèm nói lý, bắt đầu đùa nghịch trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đến chịu trước sự vô liêm sỉ của Trương Lan Hương. Người không biết xấu hổ là vô địch, Trương Lan Hương bây giờ là vô địch. Tuy bà, Hoàng Thiên lười không muốn dài dòng với mấy người này nữa, nói xong thì dẫn Lâm Ngọc An đi về phòng. Trương Lan Hương thấy Hoàng Thiên đi về phòng thì có chút gấp gáp, bà ta còn định kéo Hoàng Thiên lại. Lúc này Trương Lan Phượng đi tới nói với Trương Lan Hương, chị cả, em không có lừa chị đúng không, đúng là con rể em có tiền, nhưng chị cũng không thể lừa bịp như vậy đâu bây giờ em đứng về phía con rể e rồi đúng không chị là chị gái của em thế mà em không giúp chị nói chuyện trương lan hương tức giận chất vấn trương lan phượng cái tiếng mạnh mẽ của trương lan phượng cũng không phải để cho đẹp bà ta thấy trương lan hương nói như vậy với mình thì càng không làm được rồi nếu chị không muốn ở đây nữa thì về đi đừng có quanh quẩn ở nhà của em trương lan phượng hạ lệnh đuổi khách trương lan hương sợ ẩn tay áo chuẩn bị đánh nhau một trận với trương lan hương đúng lúc này Trương Công Điển lên tiếng. Tất cả đều im hết cho cha, mấy đứa thích làm loạn như thế vậy sao? Cha hiểu Hoàng Thiên, nó không phải người hẹp hòi. Hoàng Thiên không cho các con tiền là đúng, tiền của người ta việc gì phải cho các con. Hơn nữa các con không coi lại xem trước đây các con đối xử với Hoàng Thiên như thế nào. Tại sao không tự tìm nguyên nhân trên chính bản thân mình? Trương Công Điền tức giận không nhẹ, lớn tiếng trách móc đám người Trương Lan Hương. Trương Lan Hương không phục, đang muốn cãi lý với cha mình vài câu thì đột nhiên cửa kính trong phòng kêu lên rắc rắc. Một phát, ngay sau đó có hai người mặc áo đen bó sát người phá cửa sổ xông thẳng vào phòng khách. Hai tên áo đen đều bịt khăn che kín mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt tàn ác, trong tay mỗi người đều có một con dao quân dụng sáng loáng. Rõ ràng là hai người này trò lên từ bức tường bên ngoài để tập kích. Ái, á, trong phòng khách đột nhiên trở nên hỗn loạn, người thì la người thì hét đặc biệt là trương lan hương giờ phút này bà ta bị dọa đến mặt mũi trắng bệch bà ta đã bao giờ gặp phải trường hợp này đâu trần giang cũng bị dọa đến mức kêu lên một tiếng mẹ ơi vội vàng chạy về phía hoàng thiên giờ phút này cô ta thật biết chọn bùa hộ mệnh trực tiếp chọn trốn ở phía sau lưng hoàng thiên tất cả mọi người trong phòng khách đều cảm thấy hoảng sợ chỉ có mình hoàng thiên là cảm thấy vô cùng kinh ngạc có người đột nhập vào nhà anh hơn nữa nhìn cách ăn mặc của bọn họ, rõ ràng là hai tên sát thủ. Trong mắt hai tên sát thủ kia lóe lên một tia sáng độc ác, sau khi bọn họ phá cửa sông vào thì vừa vặn nhìn thấy Trương Lan Hương. Hai tên sát thủ không nói gì cả, cầm dao quân dụng muốn đâm Trương Lan Hương. Cháu rể, cứu mạng. Trương Lan Hương hét lên một tiếng, hoảng sợ chạy về phía Hoàng Thiên, đến giày cũng bị rơi ràn ánh mắt hai tên sát thủ này rơi vào trên người Hoàng Thiên, nhất là khi nhìn thấy lâm ngọc an ở bên cạnh hoàng thiên thì hai mắt càng sáng hơn bởi vì bọn họ nhận được lệnh đi cóc bắt lâm ngọc an phụt phụt hai tên áo đen phi người đến chỗ lâm ngọc an quả thực không coi ai ra gì hoàng thiên có thể thấy rõ những bước đi của hai tên áo đen này rất vững vàng mặc dù dáng người gầy gò nhưng tuyệt đối không yếu lâm ngọc an thấy hai tên áo đen phi thẳng đến chỗ mình thì sợ đến mức trốn sau lưng hoàng thiên Hoàng Thiên thuận tay cầm một chiếc ghế, tập trung tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Khốn nạn, tránh ra. Một người áo đen dùng tiếng Việt bị ngọng quát Hoàng Thiên. Ánh sáng trong mắt Hoàng Thiên lóe lên, anh dường như hiểu rõ lai lịch hai người áo đen này, bởi vì lúc hai người áo đen này nói tiếng Việt, không khác Phó Lập Thành kia lắm, đều cực kỳ cứng nhắc. Ha. Hoàng Thiên không nói hai lời, cái ghế trong tay đã bay về phía người áo đen nói chuyện. Vút. Người áo đen bên cạnh chuyển động, né tránh cú này của Hoàng Thiên. Ngay sau đó người áo đen này vung mạnh dao găm quân dục, đâm về phía xương sườn của Hoàng Thiên. Trông Nga, à, cẩn thận. Lâm Ngọc An sau lưng Hoàng Thiên sợ hãi la lên, chỉ có cô lo lắng cho Hoàng Thiên nhất. Nhưng rõ ràng sự lo lắng của cô là dư thừa, lấy thực lực của Hoàng Thiên, còn không đến mức thua ở trong tay hai người áo đen này. Chỉ thấy Hoàng Thiên nghiêng người né tránh một dao này. Sau đó cái ghế hung hăng đập lên đỉnh đầu người áo đen kia. Lần đập này vừa nhanh vừa mạnh, tốc độ cực nhanh. Người áo đen không thể né tránh nữa, bị Hoàng Thiên hung hăng đập trúng. Đầu lập tức nở hoa, máu tươi chảy ròng ròng. Một người áo đen khác vừa muốn xông lên đâm Hoàng Thiên, nhưng đúng lúc này bốn tên thanh niên mặc đồ quân đội ngoài cửa sổ lại xông vào. Không được nhúc nhích, buông vũ khí xuống, nếu không bắn chết ngay tại chỗ một thanh niên mặc đồ quân đội cầm đầu dùng súng trường chỉ vào hai người áo đen nghiêm nghị quát sau lưng thanh niên này ba người đàn ông mặc đồ quân đội khác cũng tự động giơ súng nhắm chuẩn vào đầu hai người áo đen chỉ cần hai người áo đen này có bất kỳ dấu hiệu tấn công nào thì lập tức sẽ nổ súng bắn chết hai người áo đen nhìn thấy cục diện này thì lập tức sợ hãi mạng ai nấy giữ sống chết trước mặt không ai muốn chết chỉ thấy hai người áo đen ngoan ngoãn vứt dao găm quân dụng, giơ hai tay lên. Tất cả mọi người quá sợ hãi, ngơ ngác nhìn toàn bộ những chuyện này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin sẽ xảy ra chuyện như thế. Má nó, đến nhầm phim trường rồi sao? Trần Giang trốn sau lưng Hoàng Thiên le lưỡi, khiếp sợ lẩm bẩm một câu. Chỉ có Hoàng Thiên vẻ mặt tự nhiên, anh nhìn bốn tên đàn ông mặc đồ quân đội một cái liền nhận ra. Đây đều là đội viên đặc chiến Vũ Thanh đưa đến thành phố Bắc Ninh. Hơn 100 đội viên đặc chiến của Vũ Thanh đều ở lại khu vực biên giới trở lệnh, chỉ đem mười mấy đội viên đặc chiến đến thành phố Bắc Ninh, hơn nữa những người này cũng đều từng gặp Hoàng Thiên, Hoàng Thiên vẫn nhớ. Chúng tôi vừa mới phát hiện có sát thủ phá cửa sổ đi vào, lúc này mới đuổi tới. Đội viên đặc chiến cầm đầu nói với Hoàng Thiên, anh ta cảm thấy động tác chậm chạp của mình đã khiến nhà họ Hoàng bị dọa sợ. Không sao. Hoàng Thiên bình tĩnh nói một cách nhỏ nhẹ. Người ở chỗ này thấy đều kinh ngạc đến ngây người, ai cũng đều bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng Hoàng Thiên lại bình tĩnh đến khó tin, phần dũng khí này cũng không phải người bình thường có thể có được. Xem ra trước kia thật sự xem thường Hoàng Thiên, anh không chỉ là cậu cả nhà giàu, còn can đảm hơn người như thế, đây không phải kẻ bỏ đi. Đám người Trương Lan Hương đều âm thầm cân nhắc trong lòng, nghĩ đến trước kia châm chọc khiêu khích Hoàng Thiên như vậy, bọn họ đều cảm thấy nóng cả mặt tôi nhìn một chút xem bộ dáng hai kẻ bại hoại này thế nào đội viên đặc chiến cầm đầu đi tới giật xuống mặt nạ của cả hai người áo đen hoàng thiên nhìn một cái hai người áo đen này đều có gương mặt người châu á chẳng qua so với người việt thì vẫn rất khác biệt thực sự đều là dáng vẻ tác phong của người nước thái hai người là đàn em của phó lập thành hoàng thiên lạnh lùng hỏi hai người áo đen hai người áo đen trợn mắt nhìn hoàng thiên và bốn đội viên đặc chiến chẳng qua trong đôi mắt của bọn họ giờ phút này lộ ra một chút sợ hãi. Hoàng thiên nhìn ra hai người áo đen này ngoài mạnh trong yếu, lúc này anh cười lạnh lùng một tiếng nói, nếu hai người không nói, tôi sẽ cắt đầu lưỡi của hai người khiến đời này bọn mày không thể nói chuyện. Không đợi hai người tỏ thái độ, đội viên đặc chiến cầm đầu rút một thanh dao găm quân dụng từ ống quần ra, muốn ra tay cắt đầu lưỡi hai người áo đen này. Một người áo đen bị bóp cổ họng trong đó, đầu lưỡi không tự động thè ra ngoài đừng mà đừng mài chúng tôi nói một người áo đen khác bị dọa sợ nên tranh thủ thời gian khoát tay cầu xin tha thứ nói đội viên đặc chiến cầm đầu bỗng quát lên phần sát khí nồng đậm này dọa người áo đen sợ run chúng tôi là đàn em của phó lập thành tuân lệnh đến bắt cóc vợ của ngài hoàng thiên người áo đen thành thật nói lâm ngọc an nghe lời này thì sợ hãi trong lòng may mà hoàng thiên ở nhà nếu không vừa rồi không phải cô sẽ thảm rồi sao giờ phút này hoàng thiên không thẩm vấn hai người áo đen nữa anh nhìn đám người trương lan hương và trương định một cái rồi nói hai người đã không sẵn lòng vậy thì ở lại đi nói không chừng sẽ có sự bất ngờ đấy không được không được không được cháu rể à trong nhà bọn gì còn có việc sao có thể ở lại đây chứ trương lan hương bị dọa đến nỗi liên tục khoát tay bây giờ có phát tiền bảo bà ta ở lại thì bà ta cũng không có lá gan đó bọn cậu đi liên bây giờ bây giờ đi ngay Trương Định run rẩy nói xong lời này liền đi ra ngoài cửa. Trương Lan Hương cũng không dám nán lại nữa, nguy hiểm như vậy, bà ta nào còn dám ở lại. Đi theo sau lưng Trương Định ra khỏi cửa. Về phần 3 tỷ rưỡi mơ ước tha thiết kia, chỉ có qua vụ này rồi nghĩ cách đòi Hoàng Thiên vậy. Trần Hồng Hà và Trần Giang cũng lập tức chuồn mất, còn Trương Vĩ kia cũng vèo một phát đến cổng, chạy thụt mạng. Ông ngoại, ông trở về cùng bọn họ trước đi, hôm nay khiến ông bị dọa sợ rồi. Hoàng Thiên lễ phép nói với Trương Công Điền. Trương Công Điền cũng biết mình ở đây không giúp được gì, mà còn thấy cảnh giao súng, trái tim cũng không chịu nổi. Cho nên Trương Công Điền không dám cậy mạnh, nói với Hoàng Thiên, "Thiên ngoan, tình cảnh bây giờ của cháu nguy hiểm như vậy, phải cẩn thận một chút." "Yên tâm đi ông ngoại." Hoàng Thiên nói. "Sử." Trương Công Điền khẽ gật đầu, đi theo đám người Trương Lan Hương ra ngoài. Trương Lan Phượng bị dọa đến nỗi không nói nổi nên lời mặc dù hai sát thủ áo đen đã bị khống chế, nhưng bà vẫn chậm chạp không khôi phục được sức lực. Nếu như là lúc trước thì Trương Lan Phượng khẳng định sẽ ngừng lại của trách Hoàng Thiên, sẽ mắng Hoàng Thiên là sao trổi. Nhưng bây giờ Trương Lan Phượng không có sức mạnh đó nữa, bà một câu cũng không dám nói, tránh ở một bên khiếp sợ nhìn tất cả điều này. Lâm Huỳnh Mai và Lâm Ngọc An cũng thế, đều chưa khôi phục tỉnh thần. Mọi người đừng sợ, bốn người này là vệ sĩ đặc biệt của mọi người hoàng thiên chỉ bốn đội viên đặc chiến nói với lâm ngọc an lâm huỳnh mai và trương lan phượng đúng đúng bọn mẹ không sợ bốn người họ là lính đặc trùng nhỉ con rể cũng thật lợi hại có thể tìm được vệ sĩ tốt như vậy trương lan phượng cứng rắn miễn cưỡng nở nụ cười nịnh nọt hoàng thiên anh rể em lần đầu tiên nhìn thấy súng thật hi hi lâm huỳnh mai khôi phục tinh thần cười tươi đến gần hoàng thiên còn sờ sờ súng tự động trong tay một đội viên đặc chiến Hoàng Thiên không nói gì, vừa muốn bảo đội viên đặc chiến áp giải hai người áo đen này ra ngoài thì đúng lúc này điện thoại của Vũ Thanh gọi tới. "Cậu chủ, tôi đã áp giải đám tiêu hổ đến dưới lầu của cậu." Hoàng Thiên đang đợi Vũ Thanh đến, sau khi nhận được điện thoại của Vũ Thanh thì Hoàng Thiên âm thầm nghiến răng. "Không biết phó lập thành kia là loại người như thế nào, lát nữa gặp mặt thì sẽ rõ ràng thôi. Đã dám chạm vào cha nuôi và em gái thì bố mày há có thể tha cho mày." Hoàng Thiên âm thầm suy nghĩ những thứ này ở trong lòng, anh xảy bước đi ra khỏi nhà. Trông à, anh cẩn thận đấy. Lâm Ngọc An đi theo ra ngoài, cô thực sự vô cùng lo lắng cho Hoàng Thiên. Bởi vì cô thấy rõ kẻ thù mà Hoàng Thiên phải đối mặt rất độc ác tàn nhẫn, hay kẻ giết người mặc đồ đen che mặt nạ đã đủ để chứng minh tất cả. Hoàng Thiên quay đầu dịu dàng nhìn Lâm Ngọc An, trong lòng của anh cảm thấy thật ấm áp. Không sao. Hoàng Thiên khẽ cười với Lâm Ngọc An sau đó đi xuống dưới lầu. Bốn đội viên đội đặc chiến đã áp giải hai kẻ giết người mặc đồ đen đi thẳng tới dưới lầu, giao cho Vũ Thanh đã đợi sẵn ở dưới đó. Bốn người các cậu, chắc chắn phải đảm bảo sự an toàn cho người nhà của cậu Thiên. Vũ Thanh ra lệnh cho bốn người lính đặc chiến. Hiểu rõ, bốn người rất có lòng tin trả lời. Có bốn người họ bảo vệ người nhà thì Hoàng Thiên cũng yên tâm hơn, họ đều là đội viên đội đặc chiến được trang bị súng ống đầy đủ và có kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường. Kẻ giết người có đáng sợ như thế nào thì làm sao có thể vượt qua hàng rào mạnh mẽ như vậy. Vũ Thanh lái xe công vụ đến, còn có hai chiếc xe nhỏ đi theo anh ta, bên trong đều là đội viên đội đặc chiến của anh ta. Lúc này tất cả đội viên đội đặc chiến đều đi ra nghiêm trang cung kính thực hiện nghi lễ quân đội với Hoàng Thiên. Tổng cộng có 8 đội viên đội đặc chiến, tất cả đều mặc quân phục giã chiến, trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng trường tự động, uy phong nghiêm nghị đứng ở sau lưng Vũ Thanh. Cảnh tượng này bị những người sống ở trong khu chung cư nhìn thấy, hầu như những người chứng kiến cảnh này đều lấy điện thoại ra. Quay video rồi đăng lên trạng thái. Đương nhiên dựa vào thân phận của Vũ Thanh cũng không sợ rêu rao quá mức, bởi vì thân phận của anh ta quá đặc thù, dốc sức phục vụ cho bộ phận an ninh của Việt Nam và có đặc quyền tuyệt đối. Cậu chủ, hai thằng nhãi này là có chuyện gì xảy ra vậy? vũ thanh nhìn hai kẻ giết người mặc áo đen hỏi hoàng thiên đó là kẻ giết người do nước thái phái tới hoàng thiên nói vũ thanh nghe thấy lời nói của hoàng thiên thì lập tức trợn tròn mắt ai cho bọn mày gan chó đó hả dám chạy tới đây kiếm chuyện vũ thanh gầm lên dùng báng súng của súng trường hung hăng đánh vào cằm của hai kẻ giết người mặc đồ đen này ách an hai kẻ giết người mặc đồ đen gần như hét lên cùng lúc cái cằm suýt nữa thì bị đập nát cả người đều ngã xuống đất áp giải lên xe vũ thanh ra lệnh cho cấp dưới hai kẻ giết người mặc đồ đen bị áp giải lên xe công vụ lúc này hoàng thiên lấy điện thoại ra gọi cho phó lập thành của nước thái chào cậu thiên cậu gọi điện thoại cho tôi nhanh vậy sao đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói rất đắc chí của phó lập thành tiêu hổ và tiêu tử phong đều ở chỗ tôi hẹn nơi gặp mặt đi hoàng thiên lạnh lùng nói ha ha hai tôi biết thằng nhóc cậu là người thông minh mài được thôi, vậy cậu hãy ra khỏi thành phố trước rồi đến vùng ngoại ô phía bắc chờ chỉ dẫn tiếp theo của tôi. Phó Lập Thành rất là hung hăng càn quấy ra lệnh cho Hoàng Thiên, nhiềm nhiên tự cho rằng mình là người trên cơ. Hoàng Thiên không nói gì rồi cúp điện thoại. Phó Lập Thành đã thích hung hăng càn quấy vậy thì để cho ông ta hung hăng cản quấy một lúc đi. Huống chỉ trong lòng Hoàng Thiên rất rõ ràng, đối với Phó Lập Thành mà nói, tiêu hổ và tiêu tử phong cũng không có quan trọng như vậy, mà đối với Hoàng Thiên mà nói, Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường lại là người thân nhất của anh. Cho nên Hoàng Thiên sẽ càng quan tâm và kiêng rẻ hơn. Chúng ta xuất phát đi tới vùng ngoại ô phía Bắc. Hoàng Thiên vung tay lên, dân đầu đám người cùng nhau lên xe, anh lái xe ở phía trước nhanh chóng ra khỏi khu chung cư. Tất cả xe của Vũ Thanh đuổi theo phía sau, đi theo Hoàng Thiên ra khỏi khu chung cư chạy ở trên đường phố. Chẳng bao lâu. Hoàng Thiên đã đưa đám người rời khỏi thành phố đến vùng ngoại ô phía bắc. Anh lại nói chuyện điện thoại với Phó Lập Thành, Phó Lập Thành hẹn Hoàng Thiên gặp nhau ở nông trại Á Quân gần đó. Nông trại Á Quân này đã bị bỏ hoang vài chục năm, bình thường cũng không có người nào đến đây. Cách thành phố Bắc Ninh khoảng chừng 50 cây số, Hoàng Thiên cũng không ngờ Phó Lập Thành lại hẹn anh ở nơi xa như vậy. Nhưng mà ngẫm lại cũng thấy bình thường, Phó Lập Thành đã từng là lính đánh thuê ở châu Âu khẳng định đã dưỡng thành tính tình cẩn thận, ông ta hẹn gặp mặt ở nơi vắng vẻ, ngộ nhớ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì cũng có thể dễ dàng trốn thoát. Nửa tiếng sau, Hoàng Thiên lái xe đến nông trại Á Quân ở gần đó, lúc này sắc trời đã dần tối. Sau khi xuống xe Vũ Thanh bước nhanh đến trước xe Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên cũng xuống xe, Vũ Thanh nói với Hoàng Thiên, cậu chủ, lát nữa tôi đưa hai người tiêu hổ đi vào đó là được rồi, cậu đừng mạo hiểm đi vào, hoàng thiên lắc đầu anh chắc chắn phải gặp mặt thằng cặn bã nước thái này nếu không anh không thể xả cơn tức ở trong lòng đúng lúc này phó lập thành gọi điện thoại tới hoàng thiên nghe điện thoại chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói u ám của phó lập thành cậu thiên cậu có nhìn thấy mấy căn nhà trệt ở phía bên phải không tôi đợi cậu ở căn nhà lớn nhất vừa dứt lời phó lập thành bèn cúp máy hoàng thiên hiểu rõ phó lập thành đã nhìn thấy anh đến thằng cặn bã này chắc chắn đã bày thế trận chờ anh tới anh nhìn về phía bên phải hơn mấy chục mét quả nhiên có mấy căn nhà trệt ngoài cùng bên trái có một căn nhà trệt lớn nhất rất là dễ nhìn thấy hoàng thiên cũng không xác định được phó lập thành có ở bên trong căn nhà lớn nhất kia hay không bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đưa bọn họ đi theo tôi hoàng thiên chỉ đám người tiêu hổ ra lệnh với vũ thanh vũ thanh khẽ gật đầu Đem theo 8 đội viên đội đặc chiến và đám người tiêu hổ đi theo sau lưng Hoàng Thiên, họ đi về căn nhà trệt lớn nhất kia. Dọc đường đi tiêu hổ đều không nói chuyện, chẳng qua ông già này cũng biết ông bạn già phó lập thành của ông ta đã đem người đuổi tới đây, muốn nghĩ cách cứu ông ta. Thời gian gần đây, phó lập thành đã dẫn dắt cấp dưới của mình hoạt động hung hăng ngang ngược khắp Việt Nam. Trước khi tiêu hổ đến thành phố Bắc Ninh vẫn còn uống rượu ôn chuyện với phó lập thành đấy. Quan trọng nhất là sau khi các thành viên của đội đánh thuê giải nghệ, trên cổ tay của mỗi người đều có đeo một cái vòng tay đặc biệt, trên vòng tay này có một cái nút, giây phút nguy hiểm khó khăn chỉ cần lặng lẽ ấn nút, tất cả thành viên của đội đánh thuê đều sẽ nhận được tín hiệu và thông tin vị trí của người kêu cứu. Lúc Tiêu Hổ bị đội viên đội đặc chiến áp giải thì lặng lẽ ấn nút cầu cứu này, cho nên Phó Lập Thành ở gần Tiêu Hổ nhất, lúc này mới ngay lập tức chạy tới thành phố Bắc Ninh nghĩ cách cứu Tiêu Hổ vốn dĩ phó lập thành muốn nghĩ cách cứu tiêu hổ thế nhưng khi ông ta phát hiện tất cả đội viên đội đặc chiến áp giải tiêu hổ đều cầm súng trường ông ta bèn đánh chống lui quân để đảm bảo an toàn sau khi phó lập thành điều tra tình hình của hoàng thiên ông ta đã bắt cóc hoàng linh và hoàng phúc trường dùng họ để ép buộc hoàng thiên thả tiêu hổ ra đương nhiên tiêu hổ cũng không biết rõ tình hình ông ta chỉ biết là phó lập thành chắc chắn sẽ tới cứu ông ta hoàng thiên tôi khuyên cậu vẫn là nên ngoan ngoãn phối hợp với phó lập thành nếu không hừ hừ lúc này tiêu hổ đi theo sau lưng hoàng thiên khịt mũi uy hiếp hoàng thiên euro ó được lá bài tẩy là phó lập thành tiêu hổ như có thêm sức mạnh lúc này mới dám mở miệng uy hiếp hoàng thiên hoàng thiên vẫn còn đang tức giận lại nghe thấy tiếng nói của tiêu hổ ở sau lưng hoàng thiên càng tức giận hơn ngậm miệng hoàng thiên xoay tay một cây súng điện xuất hiện súng điện phịch một tiếng anh đánh gãy hai cái răng của tiêu hổ làm cho miệng ông A toàn là máu. Mẹ kiếp, mày còn dám đánh tao, lát nữa mày sẽ hối hận. Miệng của tiêu hổ toàn là máu mơ hồ nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không thèm đếm xỉa tới ông già này, nhanh chân đi về phía căn nhà trệt. Khoảng cách mấy chục mét trong nháy mắt thì tới, Hoàng Thiên dẫn đầu đi ở phía trước, trong lòng anh rất là lo lắng. Vũ Thanh sợ Hoàng Thiên sẽ có sơ suất. Anh ta theo sát Hoàng Thiên, cảnh giác quan sát động tĩnh của Hoàng Thiên. Đây gọi là tính chuyên nghiệp, dựa vào kinh nghiệm thực chiến của Vũ Thanh, loại tình huống này chỉ là một hành động rất bình thường, nhưng đặc biệt là lần này có Hoàng Thiên ở đây, Vũ Thanh lại càng thêm cẩn thận, phải đảm bảo Hoàng Thiên được an toàn. Bên trong căn nhà trệt lớn nhất rất yên tĩnh, lúc này sắc trời đã tối hẳn, bên trong căn nhà trệt tối om om không có bật đèn. Hoàng Thiên cũng không nghĩ nhiều, đi tới trước cửa đạp chân lên cánh cửa gỗ. Cùng lúc đó, Vũ Thanh nhanh chóng ngăn ở trước mặt Hoàng Thiên, cầm súng lục cảnh giác. Hai đội viên đội đặc chiến cùng với Vũ Thanh hợp thành hỏa lực đan sen. Sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Ha ha, cậu Thiên, xem ra lá gan của cậu cũng không lớn lắm, vậy mà lại chuẩn bị thế trận ớn như vậy để đối phó với tôi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng của đàn ông vang lên bên trong căn nhà trệt. Mặc dù không nhìn thấy rõ tình hình bên bên trong căn nhà trệt lớn nhất rất yên tĩnh, Lúc này sắc trời đã tối hẳn, bên trong căn nhà trẻ tối om om không có bật đèn. Hoàng Thiên cũng không nghĩ nhiều, đi tới trước cửa đạp chân lên cánh cửa gỗ. Cùng lúc đó, Vũ Thanh nhanh chóng ngăn ở trước mặt Hoàng Thiên, cầm súng lục cảnh giác. Hai đội viên đội đặc chiến cùng với Vũ Thanh hợp thành hỏa lực đan sen, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Ha ha, cậu Thiên, xem ra lá gan của cậu cũng không lớn lắm, vậy mà lại chuẩn bị thế trận ớn như vậy để đối phó với tôi đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng của đàn ông vang lên bên trong căn nhà trệt mặc dù không nhìn thấy rõ tình hình bên trong như thế nào nhưng hoàng thiên rất quen thuộc với giọng nói này đây chính là giọng nói của phó lập thành người đã nói chuyện với anh qua điện thoại tiếng việt của phó lập thành rất cứng nhắc nhưng lại có thể để người ta nghe thấy rõ ràng khi giọng nói của phó lập thành vừa dứt thì có người đi lên đốt một bó đuốc trong nháy mắt mười mấy cây đuốc được đốt lên chiếu sáng tất cả không gian của căn nhà trệt. Hoàng Thiên nhìn quanh, căn nhà trệt này có diện tích khoảng 4-500 mét vuông, rất trống trải mà bên trong cũng không có mảnh vụn nào. Ở vị trí chính giữa có một người đàn ông dâu quai nón 40-50 tuổi. Ông ta đang ngồi vững vàng trên ghế gỗ, sắc mặt hung hãn nhìn chăm chằm Hoàng Thiên ở trước cửa. Bên cạnh người đàn ông dâu quai nón có mười mấy người đàn ông mặc áo đen đang đứng đó, trong đó có một thằng nhãi mỏ nhọn trong tay cầm một cây súng lục, đặt họng súng ở trên đầu Hoàng Linh. Lúc này hai tay Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường đều bị chó chặt, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Hoàng Linh nhìn thấy Hoàng Thiên đến thì khóc lên. Anh, em gái đừng sợ, em sẽ không sao đâu. Trong lòng Hoàng Thiên run lên, thốt ra lời an ủi Hoàng Linh. Thiên à, con không nên tới cứu chúng a, à? đi mau. Hoàng Phúc Trường bật khóc lo lắng nhìn Hoàng Thiên nói hoàng thiên nhìn thấy cha nuôi và hoàng linh phải chịu tội nặng như vậy thì cơn giận trong lòng càng dâng trào con mẹ nó chứ chuyện của mình và tiêu hổ thì có liên quan gì tới phó lập thành của nước thái chứ thằng cặn bã này còn tới đây để can thiệp vào ông ta ra mặt cho tiêu hổ thì cũng thôi đi lại còn bắt cóc cha nuôi và em gái mình thật sự là ghê tởm đến cực điểm hoàng thiên suy nghĩ những điều này trong lòng sự tức giận của anh đã tràn đầy trên mặt hận không thể ngay lập tức làm thịt phó lập thành Ha ha ha, thật sự là cha con anh em tình thâm nha. Hoàng Thiên, nhanh chóng thả đám người tiêu hổ ra đi chứ. Phó Lập Thành cười hèn hạ, rất xem thường nói với Hoàng Thiên. Trước khi Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường được bảo đảm an toàn, hiển nhiên Hoàng Thiên không thể thả người. Hơn nữa Hoàng Thiên cũng đã nhìn thấy rõ ràng, mặc dù Phó Lập Thành có mười mấy người, nhưng mà hỏa lực của đám người này cũng không mạnh. Có vẻ như chỉ có thằng nhãi mỏ nhọn kia có một khẩu súng ngắn. Mà bên phía mình, tính cả khẩu súng tự động mà Vũ Thanh đang cầm thì tổng cộng có 9 khẩu súng. Đơn giản là sức mạnh bị áp đảo, cho nên Hoàng Thiên biết Phó Lập Thành chắc chắn sẽ không tùy tiện thả người, bởi vì nếu như thả Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường ra, đám người Phó Lập Thành sẽ trở thành thịt trên thất bị Hoàng Thiên tùy ý làm thịt. Chúng ta cùng thả người, như vậy sẽ hợp lý hơn. Mặc dù Hoàng Thiên biết Phó Lập Thành sẽ không tùy tiện thả người, nhưng vẫn đưa ra đề nghị này. Ha ha, Cậu cho rằng tôi là một thằng ngu sao? Cậu nhìn hỏa lực của các cậu xem, nếu như thả em gái cậu ra thì chúng tôi sẽ bị bắn chết ngay lập tức phó lập thành cười ha ha. Lúc này từ trên ghế đứng dậy lại còn rất hả hê xoay xoay lưng. Hoàng Thiên biết trước kết quả sẽ là như thế, lúc này anh liếc mắt ra hiệu với Vũ Thanh. Ra hiệu anh ta hành động tùy theo hoàn cảnh, có thể sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt. Vũ Thanh hiểu ý, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng lúc nào cũng có thể nhắm vào người đàn ông mỏ nhọn kia. Khi cần thiết, nổ một phát súng làm nổ tung đầu của thằng nhãi này để loại bỏ uy hiếp. Gã đàn ông mỏ nhọn lại rất cảnh giác. Dường như ý thức được nguy hiểm, gã núp ở sau lưng Hoàng Linh, họng súng vấn chĩa vào đầu Hoàng Linh như cũ. Hoàng Thiên, lập tức thả người. Mẹ nó, chọc giận bạn già của tao, em gái mày cũng đừng hòng sống. Tiêu hổ không nhịn được nữa bèn thúc giục Hoàng Thiên, bây giờ ông già này rất tự tin. Tiêu tử phong thấy phó lập thành chiếm ưu thế, thằng nhãi này cũng theo đà. Hoàng Thiên cái thằng khốn nạn này, mày còn muốn đưa tao và cha tao đến châu Phi nữa chứ? Con mẹ nó tao sẽ không để yên cho mày đâu, lập tức thả bọn tao ra, nếu không thì mày chuẩn bị lo hậu sự cho em gái mày đi. Tiêu tử phong dựng dâu trừng mắt với Hoàng Thiên, rất là điên cuồng ngang ngược quát tháo lương thiên vũ và lương ngọc lan còn có phan hạo tất cả đều trợn trừng mắt mặc dù họ không nói gì nhưng cũng đều trừng mắt nhìn hoàng thiên hận không thể lập tức giết chết hoàng thiên ở đây nhanh thả người phó lập thành đột nhiên trở nên không kiên nhẫn được nữa giữ dằn quát tháo hoàng thiên ông ta còn nhặt lên một cây gậy gỗ cơn tức trong lòng hoàng thiên gần như không thể kìm nén được nữa lúc này đối với anh mà nói quả thực là bị phó lập thành dồn đến đường cùng Xem như đánh chết đám người Phó Lập Thành ngay tại chỗ cũng không phải là việc khó gì, nhưng em gái lại bị người ta chĩa súng vào đầu, thật sự là sợ ném chuột vỡ bình. Phó Lập Thành, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, bây giờ thả người nhà của tao ra, tao còn có thể tha chết cho mày và đàn em của mày. Giọng nói của Hoàng Thiên Âm U nhẫn nại nói với Phó Lập Thành. Hừ hừ, tao thấy mày là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Phó Lập Thành khịt mũi. Đột nhiên vùng gậy gỗ mạnh mẽ đánh lên trên người Hoàng Linh. A à, Hoàng Linh là một cô gái yếu đuối, làm sao chịu được đánh đập tàn khốc như vậy chứ? Mỗi một lần cây gậy đánh xuống, Hoàng Linh đều sẽ thốt ra tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, cơ thể cũng run rẩy theo. Súc sinh, bọn súc sinh này, dừng tay dừng tay. Hoàng Phúc Trường nhìn thấy con gái bị đánh đập, người luôn luôn thành thật như ông cũng lớn tiếng nói tục, mắng chửi. Con chó già, tao cho mày sủa này sắc mặt phó lập thành độc ác, không đánh Hoàng Linh nữa mà huy động gậy gỗ đập mạnh lên trên người Hoàng Phúc Trường. Vốn dĩ cơ thể của Hoàng Phúc Trường đã không tốt lại lớn tuổi rồi, chỉ sau mấy lần thì bị đánh ngã trên mặt đất. Audio điện tử võ tấn bền Hoàng Thiên tận mắt nhìn thấy tất cả, nắm đấm của anh vang lên khanh khách. Lúc này trong lòng của anh đã phán quyết Phó Lập Thành bị tử hình. Dừng tay. Trong cơn tức giận Hoàng Thiên gâm lên âm thanh khác thường làm cho phó lập thành bị dọa đến nỗi trần trừ quay đầu nheo mắt nhìn hoàng thiên như vậy đã không chịu nổi rồi sao hừ hừ đây chính là cái giá phải trả cho sự ngoan cố của mày phó lập thành dùng tiếng việt thô cứng của mình để châm chọc hoàng thiên anh hoàng linh đau đến nỗi không chịu được bất lực nhìn hoàng thiên kêu lên một chữ anh này làm cho trái tim hoàng thiên gần như tan nát nếu như không phải mạnh mẽ tự kiêm chế hoàng thiên đã muốn xông tới làm thịt phó lập thành từ lâu rồi ngay cả vũ thanh và tám đội viên đội đặc chiến lúc này cũng rất tức giận hận không thể ngay lập tức đánh tất cả những thằng khốn của nước thái thành cái sàng thế nhưng ai cũng biết lúc này không thể xúc động thằng nhãi mỏ nhọn ở sau lưng hoàng linh quá xảo quyệt gã giấu mình chặt chẽ từ đầu đến cuối họng súng không hề rời khỏi đầu hoàng linh có thể lấy mạng hoàng linh bất cứ lúc nào ha ha cậu thiên mày cũng có ngày hôm nay sao Tức chết mày chưa, mẹ nó chứ. Tiêu Hổ đã đắc ý từ lâu rồi, cho rằng có thể ăn chắc Hoàng Thiên, lúc này cười điên cuồng mắng chửi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đang tức giận lại nghe thấy lời nói của Tiêu Hổ, anh đâu còn nhịn được nữa chứ. Không dám xông lên cứu Hoàng Linh, vậy thì không dám chừng trị Tiêu Hổ sao? Ông già, mẹ nó mày muốn chết à? Hoàng Thiên gầm thét, rút một con dao chuyên dụng bên hông một đội viên đội đặc chiến, mạnh mẽ cắm vào bả vai của Tiêu Hổ. Ai ai, Tiêu Hổ đau đến mức kêu thảm, suýt nữa ngã trên mặt đất. Trên bờ vai máu chảy ra nhuộm đỏ cả quần áo. Hoàng Thiên rút con dao ra, nhanh chóng kề trên cổ Tiêu Hổ. "Lập tức thả em gái tao ra, nếu không thì mày nhặt xác cho Tiêu Hổ đi." Hai mắt Hoàng Thiên trợn trừng hét lên với Phó Lập Thành. Cảnh tượng này làm cho Phó Lập Thành cũng vô cùng hoảng sợ. Ông ta có thể cảm nhận được hơi thở chết chóc nồng đậm trên người Hoàng Thiên. "Chú Thành, nhanh cứu anh. Tiêu Hổ cũng hoảng hồn, giọng nói hơi run rẩy, ông ta biết lúc này Hoàng Thiên thật sự nổi nóng rồi. "O sánh độ hung ác với tao sao?" Phó Lập Thành trừng to mắt, vung gậy gỗ hung hăng đập lên trên đùi Hoàng Linh. "Ai ai?" Hoàng Linh kêu thảm, không đứng vững bèn ngã xuống đất. "Ha ha, người đẹp gãy chân rồi sao?" Gã đàn ông mỏ nhọn ở sau lưng Hoàng Linh nhìn thấy người đẹp bị đánh, gã cực kỳ hưng phấn còn muốn cúi xuống chiếm đoạt Hoàng Linh. Nhưng mà gã lại quên rằng Hoàng Linh không còn là nơi đỡ đạn cho gã nữa. Bằng, tiếng súng vang lên, bàn tay của gã mỏ nhọn còn chưa chạm vào người Hoàng Linh, giữa trán đã bị trúng một viên đạn. Bịch, gã đàn ông mỏ nhọn chết ngay lập tức, xác chết rơi xuống đất. Vũ Thành lấy tốc độ cực nhanh nổ súng bắn chết gã đàn ông mỏ nhọn. Ai ai, Phó Lập Thành còn đang chơi đùa hung ác, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng như vậy làm ông ta quá sợ hãi, nghẹn ngào kêu lên. Nhưng mà Phó Lập Thành lại phản ứng rất nhanh, nhìn thấy đã không thể kiểm soát được hiện trường nữa. Phó Lập Thành đột nhiên lao về phía cửa sổ ở phía sau ông ta vài mét, vừa tung người đã lộn ra ngoài cửa sổ động tác gọn gàng, tuyệt đối là một người đã từng trải qua huấn luyện quân sự chuyên nghiệp. Đuổi theo, Hoàng Thiên vung tay, vội vàng ra lệnh. Vài đội viên đội đặc chiến như hổ giữ lao tới cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, Phó Lập Thành lái một chiếc xe màu đen điên cuồng chạy xa hơn trăm mét. Lúc này Hoàng Thiên cũng đuổi tới cửa sổ, anh biết chắc là mình không thể đuổi kịp, không khỏi hung hăng nghiến răng. Phó Lập Thành khốn nạn, Hoàng Thiên tao dù có phải đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ không tha cho mày, Hoàng Thiên tức giận gào thét về phương hướng Phó Lập Thành chạy trốn. Lần đầu tiên Vũ Thanh nhìn thấy Hoàng Thiên tức giận như vậy. Anh ta biết bởi vì Phó Lập Thành tự mình tìm đường chết, vậy mà dám đánh đập Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường. Tiêu Hổ và Tiêu Tử Phong thấy Hoàng Thiên tức giận đến mức đó thì bị dọa sợ. Phó Lập Thành bỏ chạy, họ sẽ bị Hoàng Thiên tùy ý chỉnh đốn. Mười mấy đàn em của Phó Lập Thành cũng không phải là vô dụng, mặc dù những người này không có súng. Nhưng bên hông đều có cải dao, nếu như là bình thường, họ đã giống như những con sói liều mạng sông lên từ lâu rồi. Nhưng mà hôm nay lại khác, mười mấy đàn em của Phó Lập Thành chưa bao giờ nhìn thấy thế trận mạnh mẽ như vậy, họ biết có liều mạng cũng chỉ giống như thiêu thân lao vào lửa mà thôi. Hai đàn em của Phó Lập Thành đảo mắt, đột nhiên chạy về phía cửa sổ, muốn học theo dáng vẻ của Phó Lập Thành chạy trốn qua cửa sổ. Nhưng họ rõ ràng không có cơ hội, Phó Lập Thành đã chuẩn bị từ trước, ông ta đậu xe ở bên ngoài cửa sổ, chiếc xe này vẫn luôn mở máy chính là đề phòng để bỏ trốn. Nhìn thấy hai thằng nhãi này muốn bỏ chạy, Vũ Thành bắn liên tiếp hai phát bắn chết chúng. Sau một thời gian ngắn, đã có ba cái xác chết. Tiêu tử phong và đám người lương thiên vũ bị dọa sợ đến nỗi hồn bay lên trời. Chỉ có tiêu hổ là còn bình tĩnh một chút, dù sao ông già này thường xuyên nhìn thấy những cảnh chết chóc như vậy. Nhưng tiêu tử phong và đám người lương thiên vũ chưa từng nhìn thấy, đặc biệt là lương ngọc lan, cô ta bị dọa sợ hoa hoa khóc lớn. Vẻ mặt phan hạo tái mét, cậu ta cảm thấy lần này quả thật là chơi lớn quá rồi, không ngờ đối đầu với hoàng thiên lại trêu chọc rắc rối lớn như vậy. Anh thiên, đừng để anh thanh giết người nữa, giết người là phạm pháp đó. Giọng nói của Lương Thiên Vũ run rẩy, bịch một cái quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên, suýt nữa dập đầu trên mặt đất. Hoàng Thiên vẫn còn đang tức giận thì làm sao để ý nhiều như vậy. Hơn nữa Hoàng Thiên cũng biết rõ, từ trước đến nay Vũ Thanh làm việc luôn thận trọng nên sẽ không làm bừa. Quả nhiên đúng như Hoàng Thiên dự đoán, Vũ Thanh đã dám nổ súng giết người của nước Thái thì sẽ không sợ chuyện này bị phơi bày ra ngoài. Những thằng khốn nạn này của nước Thái chạy tới Việt Nam chơi trò bắt cóc, dựa vào đặc quyền của Vũ Thanh, chuyện làm thịt chúng thì không có gì đáng kể. Mấy con heo Việt Nam, bọn mày dám giết người của bọn tao, bọn mày sẽ gặp rắc rối lớn. Một đàn em của Phó Lập Thành càn dỡ quát to, tiếng Việt của gã rất kém, miễn cứng có thể để người ta nghe hiểu. Vũ Thanh cười lạnh lùng, nói với thằng nhãi này, bọn mày có can đảm vào trong Việt Nam dở thói ngang ngược, đe dọa tới sự an toàn của công dân đất nước tao, tao đã có đầy đủ lý do để giải quyết bọn mày ngay tại chỗ rồi. Mày! Sau khi đàn em của Phó Lập Thành nghe thấy lời nói kiên định đanh thép của Vũ Thanh thì lập tức hơi trột dạ, gã cũng cảm thấy Vũ Thanh tuyệt đối không phải là người bình thường, hẳn là nhân viên trong bộ phận đặc biệt của Việt Nam. Anh Thiên, họ đều là người nước ngoài đó. Anh khuyên anh Thanh đừng làm loạn nữa rồi thả bọn em ra đi, mọi người bắt tay giảng hòa được không? Lương Ngọc Lan cũng vô cùng hoảng sợ, mặt dày mày dạn khuyên Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy Lương Ngọc Lan nói như vậy, anh không nhịn được quá to, người nước ngoài mẹ nó chứ. Hôm nay bố mày muốn chỉnh đốn bọn người nước ngoài đấy. Anh Thiên, anh, anh. Sắc mặt của Lương Ngọc Lan tái mét vì sợ hãi, ngay cả lời nói cũng không còn lưu loát. Hoàng Thiên không có thời gian để ý tới cô ta, anh đi đến bên cạnh Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường xem xét vết thương của họ. Lúc này Vũ Thanh vung tay về phía đội viên đội đặc chiến ra lệnh, dùng người đứa khốn nạn của nước Thái này để tập bắn tại chỗ. Vũ Thanh ra lệnh một tiếng, Tám đội viên đặc chiến dưới tay anh ta lập tức bắt đầu hành động. Mười mấy người nước Thái cực kỳ hoảng sợ, bọn họ ở nước nhà mặc dù cũng đều trải qua thời gian chém chém giết giết, nhưng nhiều nhất là theo chân phó lập thành lăn lộn xã hội, đánh nhau ẩu đả ngược lại chỉ có vỏ ngoài. Đối kháng với đám cấp dưới của Vũ Thanh, bọn họ còn chưa có thực lực đó. Mắt thấy Vũ Thanh muốn làm thật, đám người nước Thái đều sợ sệt, có hai tên lớn gan vừa định cầm dao phản kháng thì đã bị đội viên đặc chiến dùng súng bắn một phát ngã xuống đất hai người áo đen bắt cóc lâm ngọc an kia cũng bị áp giải qua cùng một chỗ với mười mấy đồng bọn của gã ta quỳ thành một hàng chuẩn bị vũ thanh vung tay lên ra lệnh âm thanh nạp đạn lên nòng vang lên trong không khí đều bao phủ sát khí căn phòng chống này đã biến thành nơi trốn hành hình nhưng làm mười mấy người nước thái này đái ra quần đại ca của bọn họ phó lập thành đã bỏ chạy chỉ còn lại bọn họ ở đây nhận lấy cái chết bọn họ sao có thể cam lòng anh không có quyền giết chúng tôi, tôi kháng nghị. Một người nước Thái la lên với Hoàng Thiên, giọng nói cũng run rẩy. Tên này cũng biết kẻ định đoạt thật sự ở đây chính là Hoàng Thiên, chỉ cần Hoàng Thiên mở miệng tha cho bọn họ, bọn họ liên có thể may mắn giữ lại một cái mạng. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Hoàng Thiên chợt lóe, nhìn thấy em gái bị đánh tới nỗi mình đầy thương thích, cha nuôi Hoàng Phúc Trường cũng bị đánh không nhẹ, toàn thân đều là vết thương. Kháng nghị vô hiệu, Giọng nói Hoàng Thiên trầm thấp trả lời. Bằng. Hoàng Thiên vừa dứt lời thì một tiếng súng vang lên, một đội viên đặc chiến nổ súng bắn chết người nước Thái vừa la hét. Ngay sau đó tiếng súng không ngừng vang lên, mười mấy tên cặn bã nước Thái làm việc ác, tất cả đều ăn đậu phong, nhận lấy kết quả xứng đáng. Anh Thanh, những thi thể này làm sao ạ? Một đội viên đặc chiến xin ý kiến của Vũ Thanh. Đi ra ngoài đào hố, chôn ngay tại chỗ. Vũ Thanh bình tĩnh tự nhiên ra lệnh. Vâng, đội viên đặc chiến nhận lệnh, kéo tất cả thi thể này ra ngoài. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong 2 phút, mười mấy tên nước Thái trước đó còn ngang ngược càn rỡ không ai sánh nổi thì trong nháy mắt đã bỏ mạng. Dọa tiêu hổ đến nỗi mồ hôi lạnh ứa ra, đừng nhìn tên này trước kia ở châu Âu cũng xem như người trải qua trăm trận chiến, thật sự giờ phút này cũng bị dọa cho sợ hãi. Tiêu hổ phát hiện Hoàng Thiên và Vũ Thanh thật sự quả quyết và lợi hại, ra lệnh một tiếng đã làm thịt mười mấy người nước ngoài. Tiêu Tử Phong càng giống như kẻ ngu, ngơ ngác nhìn tất cả điều này, toàn thân đều ướt đầm mồ hôi. Ông ta hối hận không thôi, cho tới hôm nay, ông ta mới nhận ra rằng Hoàng Thiên Châu bỏ đến đâu. Em gái và cha nuôi Hoàng Thiên bị người nước Thái đánh đập, Hoàng Thiên liền khiến người nước Thái này trả giá bằng máu, thật sự có thù tất báo. Biết sớm như vậy thì không nên tin tưởng Lương Thiên Vũ và Phan Hạo bị lừa đi tới thành phố Bắc Ninh đối đầu với Hoàng Thiên. Tiêu tử phong càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng lo sợ, ông ta cũng không dám tưởng tượng ông ta mà làm tiếp thì sẽ có kết quả gì. Lương Thiên Vũ và Phan Hạo càng trợn tròn mắt, bọn họ đều là con cháu nhà giàu ở thủ đô, nhưng đã bao giờ gặp qua tình huống bản tiệt tập thể này đâu. Lương Ngọc Lan thay đổi sắc mặt, cô ta đã sớm tiểu trong quần, xém chút sụi lơ. Anh, chuyện này, phải làm sao mới ổn đây, nhiều người chết như vậy. Hoàng Linh hoảng sợ nhìn Hoàng Thiên, cô cũng lo lắng chết đi được. Chuyện tối nay quá lớn. Em gái, không sao đâu, những người này đều là gieo gió gặt bão. Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng với Hoàng Linh, an ủi nói với cô. Không sao ư? Hoàng Linh giật mình, xảy ra chuyện lớn như vậy, anh trai vậy mà còn nói không sao, bây giờ anh trai cũng lợi hại thật đó. Hoàng Phúc Trường cũng bị dọa đến nỗi không nói được lời nào. Ông luôn luôn thật thà hiền lành, có bao giờ gặp qua tình huống này đâu chứ? Sau khi Hoàng Thiên an ủi Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường một phen thì để Vũ Thanh phái người đưa bọn họ về nhà trước. Đương nhiên người hộ tống Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường tạm thời coi như là vệ sĩ của Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường, trước khi Phó Lập Thành chưa bị bắt thì đều phải bảo đảm Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường an toàn. Làm xong tất cả việc này, Hoàng Thiên đưa ánh mắt nhìn đám người tiêu hổ bọn họ. Nếu như không phải Hoàng Linh bị bắt cóc, có lẽ cả đời này của Hoàng Thiên cũng sẽ không gặp lại đám người này, bởi vì đám người này sẽ ở châu Phi cả đời. Nhìn thấy gương mặt Hoàng Thiên âm trầm nhìn về phía bên này, tiêu hổ vô cùng trột dạ. Bị dọa đến nỗi không dám nhìn Hoàng Thiên. Cậu Thiên, là phó lập thành động đến người nhà của ngài, không liên quan tới tôi. Tiêu hổ cúi đầu, khiếp sợ giải thích với Hoàng Thiên. Ha ha, hổ dữ của Việt Nam, cái dáng vẻ sợ hãi này của ông cũng xứng với danh xưng này à. Hoàng Thiên đến gần Tiêu Hổ, cười lạnh nói. Mẹ nó! Tiêu Hổ bị Hoàng Thiên mỉa mai một phen, lập tức cảm giác mặt mũi cũng không có nơi để xuống, tên già này cũng là người sĩ diện. Cậu Thiên, cậu đừng nói móc tôi, nể mặt con gái tôi là mẹ kế cậu, cậu có thể thả cho tôi và con trai tôi một con đường sống hay không? Tiêu Hổ ngẩng đầu lên, mặt dày nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nhịn được cắn răng, không nhắc tới Tiêu Đông Mai còn được, nhắc tới tiêu đông mai thì Hoàng Thiên càng không thể bỏ qua cho tiêu hổ. Ông còn dám lôi con gái ông ra à? Hoàng Thiên kéo cổ áo tiêu hổ, lớn tiếng nói. Tiêu hổ run rẩy sợ hãi, tranh thủ thời gian nói, được được được, tôi không nhắc tới nó. Cậu Thiên, oan ra nên giải hòa không nên kết thù, cậu thả tôi đi, tôi cam đoan về sau không đối đầu với cậu nữa. Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy buồn cười, mệt tên tiêu hổ này nghĩ thế nào chứ? Ông muốn đánh thì đánh, muốn hòa thì hòa sao, nào có chuyện tốt như vậy. Thả ông là không thể nào, lời Hoàng Thiên tôi đã nói rồi, từ trước đến nay chưa từng rút lại. Hoàng Thiên trực tiếp dập tắt hy vọng của Tiêu Hổ. Tiêu Hổ vừa tức giận vừa chừng mắt, muốn nổi giận với Hoàng Thiên nhưng không dám. Ông già, ông cấu kết với ông già nước Thái đến Việt Nam chơi trò bắt cóc, lúc đầu cũng phải xử bắn ông. Ánh mắt Hoàng Thiên đột nhiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu Hổ nói: Cậu thiên dơ cao đánh khẽ. Gương mặt tiêu hổ cũng trắng bệch, sống chết trước mắt, ông ta vẫn sợ chết. Không muốn chết. Tôi không muốn chết. Cậu thiên, dù cậu đưa tôi tới châu Phi tôi cũng chấp nhận, tuyệt đối đừng giết tôi. Tiêu hổ cầu xin, ông ta biết rõ Hoàng thiên cũng không phải hù dọa ông ta, mười người nước Thái đều bị bản chết, còn thiếu một kẻ như ông ta sao. Được, vậy tôi liền cho ông một cơ hội sống sót, giúp tôi tìm phó lập thành tới đây thì tôi sẽ tha chết cho ông ánh mắt hoàng thiên sáng rực nhìn chằm chằm tiêu hổ mà trầm giọng nói tiêu hổ sửng sốt một chút một hồi lâu cũng không nói gì hoàng thiên nhìn liền hiểu rõ tiêu hổ này tuyệt đối có thể tìm được phó lập thành nếu không ông ta cũng không có phản ứng như vậy được hay không thì nói thẳng tôi cũng không có nhiều sự kiên nhãn như vậy hoàng thiên quát to vâng 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 cậu thiên tôi giúp cậu tìm phó lập thành tiêu hổ vì mạng sống mà vội vàng đồng ý Hoàng Thiên biết ngay Tiêu Hổ chắc chắn sẽ đồng ý, bởi vì từ trong ánh mắt của Tiêu Hổ, Hoàng Thiên sớm đã nhận ra trong lòng lão già này rất sợ hãi. Rất tốt, tốt nhất là ông nên nhanh chóng giúp tôi tìm được Phó Lập Thành, nếu không thì tôi không dám chắc lúc nào sẽ thay đổi chủ ý đâu. Hoàng Thiên cảnh cáo Tiêu Hổ, đây thật ra cũng không phải đang dọa Tiêu Hổ, nếu Hoàng Thiên mất kiên nhẫn, thực sự sẽ giết chết Tiêu Hổ. Tiêu Hổ cũng hiểu rõ điều này, biết là Hoàng Thiên không dọa ông ta. Cậu Thiên yên tâm đi, bây giờ tôi sẽ làm ngay. Trong nháy mắt Tiêu Hổ liền biến thành đứa con ngoan, gật đầu chắc nịch đồng ý, sau đó thì loay hoay hí hoáy chiếc đồng hồ đặc biệt ở cổ tay. Hoàng Thiên không biết chiếc đồng hồ này có trò chống gì, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn chăm chăm Tiêu Hổ. Cũng chỉ mất hơn một phút, Tiêu Hổ nói với Hoàng Thiên, được rồi cậu Thiên, tôi đã biết phó lập thành ở chỗ nào rồi. Điều này khiến Hoàng Thiên rất bất ngờ, chiếc đồng hồ ở cổ tay tiêu hổ lợi hại vậy sao loay hoay hí hoáy một chút liền xác định được vị trí của phó lập thành ngay cả vũ thanh cũng rất kinh ngạc anh ta không dám tin tiêu hổ thật sự đã tìm được vị trí của phó lập thành ông phải biết rõ rồi hãy nói nếu dám dở trò lừa đảo đừng trách tôi không khách sáo vũ thanh trầm giọng cảnh cáo tiêu hổ lúc này tiêu hổ không chỉ sợ hoàng thiên cũng sợ cả vũ thanh ông ta biết vũ thanh là người giết người không chớp mắt Cậu yên tâm đi cậu Thanh, có cho tôi 10.000 lá gan, tôi cũng không dám lừa cậu Thiên và cậu. Tiêu Hồ căng thẳng nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh không nói gì nữa, nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu với Vũ Thanh, ra hiệu với Vũ Thanh tạm thời cứ tin Tiêu Hồ. Không tin cũng không còn cách nào khác, hiện nay không tìm được Phó Lập Thành, chỉ có thể tạm thời tin Tiêu Hồ. Nói đi, Phó Lập Thành đang ở đâu? Hoàng Thiên hỏi Tiêu Hổ. Tiêu Hổ vội vàng trả lời. Phó Lập Thành đang ở xã Tân Lãng, đồng hồ của tôi hiển thị ông ta đang ở đói. Có lẽ là sợ Hoàng Thiên không tin, Tiêu Hổ còn đưa đồng hồ của ông ta cho Hoàng Thiên xem. Hoàng Thiên nhìn đồng hồ của Tiêu Hổ, chiếc đồng hồ cũng thật sự đặc biệt, mặt trên có một màn hình nhỏ, trên màn hình hiển thị một chấm đỏ nhỏ đang nhấp nháy, vị trí chính là nơi có tên là xã Tân Lãng. Chấm đỏ nhỏ này là đại diện cho Phó Lập Thành sao?